Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 121, hứa hẹn chỉ là ngân phiếu khống. Tôn Lương Đống nhìn nụ cười trên mặt Tiền Học Bân, trong lòng thầm mắng đối phương hèn hạ, nhưng lời đề nghị của Tiền Học Bân lại khó thể nào nhìn ra bệnh tật gì. Tôn Lương Đống nghĩ đến bộ mặt trẻ tuổi tỉnh táo của Vương Tử Quân, lão chợt cảm thấy mình cho ra quyết định này có lẽ quá qua loa, trong này có vấn đề. Nhưng dù có vấn đề thì Tôn Lương Đống cũng không vì lợi ích của một người là Vương Tử Quân để gây khó dễ cho các vị thường ủy khác. Tin tức Bí thư Vương kéo hạng mục 200 triệu của tập đoàn Chính Hồng về xã Tây Hà Tử đã nhanh chóng mọc cánh truyền khắp ủy ban xã. Tuy đám cán bộ xã kiến thức có hạn nhưng lại đều có chung một nhận thức, nếu hạng mục này về xã, sau này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Lúc này dù là đám người không ưa Vương Tử Quân như Trương Dân Cường cũng vui vẻ ra mặt, đi phu thế nào thì chuyện này cũng là chiến tích lớn. Dù Vương Tử Quân chiếm công lao chủ đạo, thế nhưng thành viên ban ngành xã Tây Hà Tử cũng được vài phần thành tích. Bí thư Vương, tôi đến báo cáo công tác với anh. Ủy viên tuyên truyền Tề Á Bân cầm trong tay một bản tin đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Bây giờ Tề Á Bân xem như một cấp dưới hợp cách, lão dùng hai tay đưa bản thảo vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bảo thảo với tiêu đề hạng mục đầu tư 200 triệu tiến vào xã Tây Hà Tử, sau đó hắn khẽ gật đầu. Tề Á Bân không phải chủ yếu đến đưa bài viết, chủ yếu là quang danh trạng, trước kia đối phương luôn có thiên hướng về phía Triệu Liên Sinh, bây giờ dùng phương pháp này để tỏ lòng chung với mình. Dù Vương Tử Quân không thích cách làm người của Tề Á Bân, nhưng căn cứ vào nguyên tắc trước tiên thay đổi tư tưởng mới thay người, không đổi được tư tưởng mới thay người, hắn vẫn ôn hòa tiếp nhận Tề Á Bân. Dù thế nào thì thân trong quan trường sẽ vẫn là nước quá trong không có cá, nếu yêu cầu quá nghiêm khắc với người khác, như vậy chờ mình chỉ có tình huống cô lập mà thôi. À, tin tức cần quan tâm đến hai chữ kịp thời, Á Bân không hổ danh là cán bộ làm công tác tuyên truyền nhiều năm, bản tin này rất rõ ràng sinh động, hơn nữa còn cực kỳ đúng chỗ. Vương Tử Quân khẽ đặt bản thảo lên bàn làm việc của mình, sau đó hắn nói tiếp. Á Bân, bây giờ hạng mục này trên cơ bản đã xác định. Kỳ ngộ là rất lớn nhưng cũng gặp phải khiêu chiến rất lớn, hy vọng anh làm tốt tất cả công tác tư tưởng, chúng ta đồng tâm hiệp lực xử lý chuyện này cho tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Á Bân nghe thấy vậy thì không khỏi cảm thấy tâm tình vui sướng như đóa hoa nở rộ, Bí thư Vương nói như vậy, không phải sẽ cho mình trọng trách sao? Chỉ cần mình làm tốt, như vậy sẽ không thiếu tình huống được khen thưởng, quan trọng là chính mình cuối cùng cũng leo lên chiến xa của Bí thư Vương. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi bất cứ lúc nào cũng chờ đợi sự sắp xếp của anh. Tề Á Bân nói vài lời trung tâm với Vương Tử Quân xong thì khẽ bước ra ngoài. Không đợi Tề Á Bân ra khỏi cửa, ủy viên tổ chức Lý Thu Na đi đến, nàng mở miệng nói. Bí thư Vương, cũng không nên nói những lời như vậy, tôi thấy muốn tìm thời gian phù hợp gặp mặt anh cũng khó. Anh nói xem, là một bí thư tuấn tú lịch sự, hơn nữa năng lực cũng không phải bình thường. Bây giờ trong toàn huyện Hồng Bắc đều lưu truyền một câu nói, đó là Bí thư Vương xã Tây Hà Tử không ra tay thì thôi, đã ra tay thì giống như phóng vệ tinh, là nhân vật tiêu điểm cho cả huyện chú ý. Tuy cũng không thích thú gì lắm với người phụ nữ này nhưng Vương Tử Quân cũng không khỏi nở nụ cười, hắn không thể không thừa nhận người phụ nữ này dù là nói hay làm cũng có điểm độc đáo. Hắn hiểu rõ lời nói của Lý Thu Na, ngoài miệng lại nói. Ủy viên Lý, mặc kệ người ta nói thế nào. Có nhiều chuyện là của người ta, tôi cũng không chen vào, nhưng chuyện này, tôi là người một nhà cũng không thể nói chen vào được. Bí thư Vương quá khiêm tốn, cái này thì tôi biết rõ, Bí thư Vương, đây là danh sách các cán bộ sắp là đảng viên của xã, xin anh xem qua và cho ra chỉ thị. Lý Thu Na thấy Vương Tử Quân căn bản không hiểu phong tình, thế là thức thời mở miệng, sau đó đưa danh sách cho Vương Tử Quân. Lý Thu Na đến báo cáo với ý nghĩa gì thì Vương Tử Quân hầu như đã biết rõ. Khi hắn đang định mở miệng khuyến khích đối phương vài câu, tiếng máy nhắn tin của Lý Thu Na đã vang lên. Lý Thu Na muốn lấy ra xem, nhưng nàng nhìn Vương Tử Quân, cuối cùng cũng hạ tay xuống. Cô cứ xem đi, coi như tôi không có mặt trong này. Vương Tử Quân phất tay với Lý Thu Na, dùng giọng không thèm quan tâm nói. Lý Thu Na lấy máy nhắn tin ra xem, ngay sau đó gương mặt phấn hồng chợt run rẩy, nàng cố gắng chấn định, cuối cùng mới có hơi bình tĩnh trở lại. Bí thư Vương, tôi còn có việc, tôi đi trước. Lý Thu Na nói xong thì nhanh chóng cáo từ. Bí thư Vương, chuyện này cậu làm rất khá, không những bí thư Tôn mà các vị thường ủy cũng tỏ ra tán thưởng,
nói rằng huyện Hồng Bắc chúng ta thật sự thiếu những cán bộ vĩ đại có tinh thần tiến thủ như cậu, thiếu những cánh chim đi đầu trong công tác phát triển kinh tế, không chờ đợi không dựa dẫm, có thể chủ động vượt qua khó khăn, trăm phương ngàn kế kéo hạng mục. Những lời nói có tính chất chụp mũ liên tục vang lên, giống như muốn gài vào đầu Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng nhìn chằm chằm vào vị phó chủ tịch thường vụ huyện Hồng Bắc, trong lòng có chút rét lạnh. Ba giờ Vương Tử Quân cũng không còn là một cán bộ trẻ tuổi không biết sống chết như năm xưa, kinh nghiệm trọng sinh làm cho hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ còn chưa đến lúc khẳng định thành tích, lãnh đạo lại không keo kiệt lời nói để khen ngợi anh, như vậy chỉ có một nguyên nhân, tám phần là rào đón, ngay sau đó là trò nâng lên rồi giết. Vương Tử Quân thầm hiểu trò này nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên, hắn ngồi nghiêm chỉnh giống như một học sinh tiểu học, lẳng lặng lắng nghe Phó Chủ tịch Thường vụ Hoắc Thắng Lợi lên tiếng. Hoắc Thắng Lợi nhìn gương mặt trẻ tuổi và tràn đầy sức sống của Vương Tử Quân, trong lòng cũng không ngừng chửi chó má, tình huống đắc tội chết người thế này sao lại rơi trên đầu mình. Tiền Học Bân, Hồng An Trạch là hai lão già khởi xướng ra, bọn họ chạy đi đâu rồi? Ăn cứt rồi sao, lúc này lần đi xa thì nhanh lắm. Chỉ là sự việc rơi xuống đầu Hoắc Thắng Lợi, dù hắn có không muốn cũng phải hoàn thành, dù thế nào thì hắn còn muốn ngồi trên vị trí của mình. Bí thư Vương, tôi cũng không có nhiều tiếp xúc với cậu, nhưng tôi có thể hiểu cậu là cán bộ biết nhìn đại cục. Cậu còn trẻ, tất nhiên tuổi trẻ là tư chất, sau này đường còn dài, tôi tin công lao cậu đưa tập đoàn Chính Hồng về huyện, tổ chức sẽ không quên. Hoắc Thắng Lợi không hổ danh là lãnh đạo huyện, dù biết nói thế nào cũng chỉ là lời an ủi, thế nhưng đưa người ta lên cao cũng còn hơn là lạnh nhạt. Vương Tử Quân nghe được hai chữ chiến công thì lập tức hiểu ra vấn đề, chắc chắn có kẻ đỏ mắt vì hạng mục đầu tư của tập đoàn Chính Hồng, vì vậy mà ngáng chân mình. Chủ tịch Hoắc, cảm ơn lời khen ngợi và khẳng định của anh, tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng, không phụ lòng mong đợi của mọi người, sẽ cố gắng thật nhiều, làm tốt công tác xây dựng hạng mục của tập đoàn Chính Hồng. Vương Tử Quân biết rõ sự việc nằm ở chỗ nào, hắn cũng không khách khí. Hắn thầm nghĩ, chủ tịch Hoắc còn tiếp tục nói đường vòng làm gì nữa, nếu như vậy thì tôi sẽ đi theo phụng bồi, để xem đến lúc nào anh mới nói ra mục đích thật sự đây. Quả nhiên Hoắc Thắng Lợi nghe thấy Vương Tử Quân tỏ thái độ thì vẻ mặt nóng lên, người khác không hiểu rõ hắn vì sao lại đến, nhưng chính hắn thì hiểu rất rõ. Hắn vội vàng ho khan một tiếng nói. Bí thư Vương, tôi dứt khoát nói rõ với cậu, cái này. Tôi nghĩ, cậu có lẽ cũng đặt nặng đại cục, điều này. Hạng mục lần này đã được huyện ủy và chính quyền huyện nghiên cứu, cảm thấy nên đặt ở thị trấn huyện thành thì hay hơn. Dù sao thì thị trấn huyện thành cũng là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Hồng Bắc. Nếu đặt hạng mục ở đây, như vậy có thể làm tốt công tác phóng xạ, làm tốt công tác xúc tiến các mặt kinh tế huyện Hồng Bắc cùng phát triển. Tôi biết rõ sắp xếp như vậy thì cậu sẽ cảm thấy uất ức, nhưng này Bí thư Vương, anh là một vị cán bộ đảng viên, chúng ta cần phải xem trọng vấn đề đại cục. Nếu làm quan chỉ lo tạo phúc ho một phương thì chưa nói đó là suy nghĩ hạn hẹp không phù hợp đại cục, còn là ánh mắt thiển cận chỉ thấy vài thân cây mà không thấy cánh rừng. Chúng ta cần phải suy xét từ phương diện lâu dài. Căn cứ vào đại cục tạo phúc cho muôn dân toàn huyện, phục tùng chỉ đạo và quyết định của huyện ủy và chính quyền huyện. Nhưng này Bí thư Vương, tôi cũng đại biểu cho đảng ủy chính quyền huyện để nói rõ, những thành tích và sự cố gắng của cậu sẽ được tổ chức khắc ghi, tổ chức sẽ tuyệt đối không bạc đãi cậu, sớm muộn gì cũng cho cậu cơ hội. Những lời nói của Hoắc Thắng Lợi thật sự rất có trình độ, đã quan tâm đến cảm xúc của Vương Tử Quân. Còn biểu đạt ý nghĩ rõ ràng, đó là hạng mục vốn thuộc về xã Tây Hà Tử đã được chuyển sang cho thị trấn huyện thành, chiến tích vốn thuộc về Vương Tử Quân đã được ném cho người khác. Nếu sau khi hạng mục của tập đoàn Chính Hồng được đầu tư thì sẽ còn ai nhớ đến Vương Tử Quân? Lời hứa hẹn của lãnh đạo cũng không nên cho đó là sự thật, nếu không có chứng thực đúng chỗ thì tất cả hứa hẹn chỉ là ngân phiếu khống, đều là không đáng kể. Là một cấp dưới thức thời, khi lãnh đạo nói đến những thứ không thực hiện được thì anh phải quên đi thật nhanh. Đây mới thật sự là điều cần chú trọng trong quan trường. Không những thế, tương lai cũng không còn ai đề cập đến chuyện Vương Tử Quân là người kéo hạng mục về cho huyện Hồng Bắc, tất cả vinh dự sẽ là của thị trấn huyện thành, mà đám cán bộ thị trấn huyện thành cũng sẽ nhờ vào ngọn gió đông này để thẳng tiến phong vân, một đường thăng chức. Đem hạng mục đưa vào trong tay của thị trấn huyện thành, còn nói cái quái gì là kéo kinh tế cả huyện Hồng Bắc phát triển. Đây không phải là ức hiếp người quá đáng sao? Hai thôn của xã Tây Hà Tử và thị trấn huyện thành tiếp giáp nhau, dựa vào cái gì để nói thôn Lý Trại của thị trấn huyện thành có ưu thế hơn thôn phía xã Tây Hà Tử. Xem ra thân trong quan trường thì quyền uy và điều lệ không phải là thứ được đóng khung trên tường, mà chính là lời nói phát ra từ miệng của lãnh đạo.
Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng Vương Tử Quân, hắn biết rõ có người lén ra tay với chiến tích của mình. Khi trong đầu Vương Tử Quân đang quay cuồng đủ mọi ý nghĩ, Hoắc Thắng Lợi đưa mắt nhìn người cán bộ trẻ tuổi trước mặt, dù trước khi đến hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng nhưng đến khi đối mặt với đối phương vẫn ít nhiều sinh ra chút cảm giác bất an. Khi ánh mắt Hoắc Thắng Lợi nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, hắn thấy đối phương không tức giận, cũng không cãi cọ, trong lòng chợt bùng ra một dự cảm không tốt. Lúc này dự án khẩn cấp đã được hắn chuẩn bị sẵn càng nhanh chóng xuất hiện trong lòng. Người cán bộ trẻ tuổi thân ở trong quan trường thì xúc động sẽ là hành động ma quỷ, cho dù anh biết người ta dở trò thì cũng chỉ có thể nhẫn mà không phát, đầu nóng sẽ không có chỗ để dùng. Anh cần phải học tính nhẫn nại, chờ thời cơ thích hợp tiến đến, phẫn nộ vừa không thể phát tiết, lại vừa kéo mình vào cục diện khốn khổ. Hoắc Thắng Lợi khẽ buông ly trà xuống bàn, chuẩn bị ứng phó với tình huống mưa to gió lớn sắp xảy ra, nhưng chờ hắn buông ly nước thì phát hiện ánh mắt tức giận của Vương Tử Quân biến thành thanh tỉnh. Chủ tịch Hoắc, ý của anh là hạng mục này đã được các lãnh đạo huyện nghiên cứu và đưa ra quyết định chuyển rời cho thị trấn huyện thành. Âm thanh nhàn nhạt của Vương Tử Quân khẽ vang lên, giống như hắn cảm thấy tất cả đều rất bình thường. Khụ khụ, đúng vậy, hội nghị thường ủy huyện ủy đã nghiên cứu và cho ra quyết định, đó là thị trấn huyện thành sẽ có lợi cho sự phát triển của hạng mục, vì vậy xuất phát từ đại cục phát triển kinh tế của toàn huyện, các lãnh đạo mới đưa hạng mục này về cho thị trấn huyện thành. Hoắc Thắng Lợi cố gắng muốn làm cho lời nói của mình có chút ẩn giấu, nhưng dù hắn cố gắng thế nào thì giọng nói vẫn có chút khô cứng, vẫn không đủ độ mềm cần thiết. Vương Tử Quân cười cười rồi hời hợt nói. Vẫn là lãnh đạo có ánh mắt lâu dài, cuối cùng cũng suy xét thấu đáo. Thật ra lãnh đạo không nói thì tôi cũng nghĩ rằng hạng mục này chuyển đến thị trấn huyện thành sẽ thích hợp hơn. Nếu nhìn vào tình huống của huyện Hồng Bắc chúng ta, hạng mục chỉ có thể rơi vào thị trấn huyện thành thì mới có thể kéo kinh tế toàn huyện phát triển được. Hoắc Thắng Lợi nhìn gương mặt không chút biến đổi của Vương Tử Quân mà trong lòng chợt phát lạnh, kinh nghiệm công tác nhiều năm nói cho hắn biết chó sủa sẽ không cắn người mà chó không sủa sẽ cắn người. Hắn thấy Vương Tử Quân này vốn không phải là người lương thiện, bây giờ có phản ứng thần kỳ như vậy sẽ ẩn giấu thứ gì. Người này gặp chuyện lớn không sợ hãi và bất động, như vậy nhất định sẽ thành đại sự. Dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình cũng không cần đắc tội với Vương Tử Quân. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Hoắc Thắng Lợi nở nụ cười rồi dùng giọng ấm áp nói. Bí thư Vương, hôm nay chúng ta cũng không quan tâm đến quan chức, chỉ nói về tình cảm cá nhân, tôi nói một câu xuất phát từ đáy lòng, chuyện này tôi cũng biết rõ cậu chịu uất ức. Trên gương mặt Hoắc Thắng Lợi là biểu hiện không thể làm gì được, hắn tiếp tục lên tiếng. Nhưng tôi là một vị phó chủ tịch thường vụ huyện, bản thân tôi dù có thái độ phản đối với sự kiện này cũng là phí công vô dụng, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận quyết định của hội nghị thường ủy mà thôi. Vì vậy tôi được phái đến đây truyền lời, đồng thời cũng mong cậu hiểu cho tâm tư của tôi. Bí thư Vương, tôi thấy không bằng thế này, xã cậu có gì khó khăn thì cứ nói với tôi, chỉ cần trong phạm vi chức quyền của tôi nhất định sẽ giải quyết cho cậu. Nếu nằm ngoài phạm vi của tôi sẽ báo cáo lên hội nghị thường ủy, sẽ giải quyết cho cậu trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Chủ tịch Hoắc, ngài có thể thấu hiểu cho khó khăn của xã, tôi thật sự rất cảm kích. Nếu ngài đã mở miệng thì chúng tôi cũng không khách khí. Vương Tử Quân lấy vở ra rồi ghi vào đó 3-4 điều, tuy không phải chuyện gì lớn nhưng cũng đủ làm cho Hoắc Thắng Lợi phải đau đầu. Được rồi, Tiểu Vương, chúng ta cứ như vậy, cậu có gì thì cứ bận rộn đi, chuyện này tôi đã nói xong, lát nữa tôi còn có một hội nghị cần tham gia, tôi về trước. Hoắc Thắng Lợi nói rồi nhanh chóng đứng lên đi ra cửa. Lúc này đã sắp 11 giờ, nào còn hội nghị gì vào giờ này? Dù Vương Tử Quân biết Hoắc Thắng Lợi nóng lòng muốn rời khỏi xã Tây Hà Tử, nhưng hắn vẫn lễ phép nói vài lời giữ chân đối phương. Đến khi xe của Hoắc Thắng Lợi chạy ra khỏi ủy ban xã Tây Hà Tử, trên mặt Vương Tử Quân chợt lóe lên vẻ âm trầm, hắn cầm tờ giấy khen ngợi của huyện ủy chính quyền mà hận không thể xé nát nó ra. Nhưng phần tâm tư kia vừa lóe lên đã bị Vương Tử Quân áp chế vào trong lòng, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với Chu Thường Hữu đi sau mình. Thường Hữu, sao chép tờ giấy khen này thành 100 bản, sau đó phát xuống từng thôn ấp và đơn vị trong xã. Chu Thường Hữu tất nhiên biết rõ hạng mục của lãnh đạo mình đã xảy ra chuyện gì, hắn thấy sắp thành công thì lại bị thị trấn huyện thành nhảy dựng lên hái trái đào. Đừng nói là Vương Tử Quân, dù là hắn lúc này cũng nổi giận đùng đùng, bây giờ chợt nghe thấy sắp xếp khác thường của Bí Thư Vương, hắn chợt ngây cả người. Bí Thư Vương, điều này cái gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi dùng tờ giấy khen này để mua danh chuộc tiếng sao?
lúc này phát cho tuyến dưới để mọi người họp tập theo cho tốt, đây chính là quyết định khen ngợi của huyện ủy và chính quyền với tôi. Vương Tử Quân nói rồi nhét văn kiện vào trong tay Chu Thường Hữu, sau đó xoải bước đi ngay. Chương 122, đi đường của người khác, ép người khác không còn đường để đi. Chu Thường Hữu nhìn văn kiện trong tay mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn chố mắt một lúc lâu, cuối cùng mới chợt hiểu ra vấn đề và vội vàng chạy về phía máy đánh chữ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hơn nữa trong huyện Hồng Bắc còn có một câu vẻ như thế này, nhà hàng xóm đánh vỡ một cái chậu sành làm kinh động cả trăm người trong thôn. Con người vốn có một tập tính truyền lời, vì thế sự kiện Vương Tử Quân khổ sở kéo hạng mục về xã, bây giờ lại bị người ta vung tay hái đảo đã nhanh chóng truyền khắp huyện Hồng Bắc. Hơn nữa lúc này toàn xã Tây Hà Tử đã biết được văn kiện khen ngợi Vương Tử Quân của huyện ủy chính quyền, vì vậy dù là cán bộ thôn xóm hay già trẻ lớn bé trong xã đều phân vân, đều nghị luận. Hừ, huyện ủy dựa vào cái gì mà tranh thủ hạng mục của chúng ta cho con bà nó thị trấn huyện thành? Đây không phải là ức hiếp xã Tây Hà Tử chúng ta sao? Con mẹ chúng nó, bây giờ cán bộ và quần chúng xã lên vây công bọn họ, một người nhổ một bãi nước miếng dìm chết chúng nó. Trong căn tin xã Tây Hà Tử, một vị cán bộ trẻ tuổi trong xã vừa ăn vừa chửi ầm lên. Hạng mục này vốn là của xã Tây Hà Tử chúng ta tranh thủ được, bây giờ đám người thị trấn huyện thành kia ngồi mắt ăn bát vàng, rõ ràng đã tiến hành những hoạt động xúc tiến ngầm, đúng là không biết xấu hổ. Lâm Giang Luân dù có chút ý kiến với Vương Tử Quân nhưng sự kiện này vẫn đứng về phía xã Tây Hà Tử. Lâm Giang Luân nói đến đây thì có người chen lời. Tôi nghe nói đây là trong huyện có người có ý kiến với Bí Thư Vương, nếu Bí Thư Vương không phải là Bí Thư Đảng ủy xã Tây Hà Tử, chỉ sợ hạng mục này sẽ được đưa xuống Tây Hà Tử. Triệu Tứ Thùy, tiểu tử cậu nói ra những lời này cần phải xem xét sao cho rõ ràng đã chứ, nếu như không có Bí Thư Vương đi chạy hạng mục, cậu nghĩ rằng hạng mục này sẽ rơi xuống huyện Hồng Bắc chúng ta sao? Không đợi Triệu Tứ Thùy nói xong, Tôn Ngân Thương ở bên cạnh đã dùng giọng không chút khách khí phản bác. Triệu Tứ Thùy muốn giải thích nhưng lại không thể tìm được lý do, điều này chính là sự thật, hạng mục kia có thể rơi xuống xã Tây Hà Tử đều nhờ công lao của Bí Thư Vương Tử Quân. Bí Thư Vương đến dùng cơm. Mọi người đang nghị luận thì Vương Tử Quân tươi cười đi vào nhà ăn, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn thấy chút uất ức, giống như từ lúc bắt đầu thì chuyện hạng mục của tập đoàn Chính Hồng là hắn chạy thay cho thị trấn huyện thành vậy. Khi uy nghiêm của Vương Tử Quân ở xã Tây Hà Tử càng mạnh mẽ thì càng có nhiều cán bộ đang ăn cơm phải đứng lên chào hỏi, Vương Tử Quân khoát tay về phía bọn họ, sau đó hắn nói với Trương Thuận và Lý Tam Thái đã đi làm. Hai anh đã vất vả nhiều, nhà ăn của xã chúng ta vốn là tài chính có hạn, cũng không có được sơn hào hải vị, tôi cũng không yêu cầu có thêm thịt cá nhưng phương diện hương vị và chất lượng cũng không muốn làm các đồng chí chịu uất ức. Tôi cũng không muốn các anh tự tạo ra hương vị. Nhưng ít nhất cũng phải ngon như món thịt kho tàu kia. Vương Tử Quân nói rồi nở nụ cười thiện ý, Trương Thuận vội vàng lớn tiếng đảm bảo với Vương Tử Quân, còn Lý Tam Thái ở bên cạnh lại luôn miệng đọc thuộc lòng bài chân kinh mà anh rể đã dạy cho mình, hễ là lãnh đạo nói lời vui cười, dù có thật sự buồn cười hay không cũng phải cười lớn. Khi Vương Tử Quân dùng cơm thì Trương Dân Cường cũng bưng thức ăn đến, hắn cắn hai cái bánh báo rồi nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, tôi muốn mời anh ly rượu. Trương Dân Cường tuy nói không lớn nhưng từng chữ lại rơi vào trong đầu đám cán bộ xung quanh, những âm thanh có hơi ồn ào chợt ngừng lại. Ai cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, lại nhìn Trương Dân Cường, sau đó tiếp tục buồn bực dùng cơm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trương Dân Cường, nào không biết đối phương đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn chỉ khẽ cười rồi dùng giọng khách khí nói. Nếu nói mời khách thì nên là tôi mời anh mới phải, nhưng nếu Bí Thư Trương đã nói như vậy. Tôi cung kính cũng không bằng tuân mệnh, lần tới tôi sẽ mời khách. Trương Dân Cường thấy Vương Tử Quân trả lời như vậy thì trên gương mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Vương Tử Quân ăn cơm xong vẫn tiếp tục làm công tác điểm danh các cán bộ, sau đó tiến hành sắp xếp, mọi thứ vẫn như cũ, giống như chuyện hạng mục đã bị cướp đi chưa từng phát sinh. Không có gì nữa rồi, mọi người giải tán, tất cả tiếp tục đốc thúc công tác theo những gì đã được phân công. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên rời khỏi phòng họp. Két. Một tiếng thắng gấp chói tai vang lên, Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân ủy ban, thấy một chiếc Santana dừng lại trong ủy ban xã Tây Hà Tử. Một thanh niên đeo kính đen từ trên xe Santana bước xuống, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt đám cán bộ đang tan họp rồi dùng giọng lễ phép hỏi. Xin hỏi Bí Thư Vương có ở đây không? Vương Tử Quân nhìn viên cán bộ trẻ tuổi kia mà không khỏi cười nhạt một tiếng nói.
Tôi chính là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, tôi là Tiểu Ngô, là cán bộ văn phòng của thị trấn huyện thành. Tôi vâng lệnh của Chủ tịch Hồng đến đây đưa thiếp mời cho Bí Thư Vương. Trong huyện đã quyết định ngày mốt sẽ chính thức tiến hành ký hợp đồng với tập đoàn Chính Hồng. Kính xin Bí Thư Vương đến tham gia. Tiểu Ngô vừa nói vừa lấy ra một cái thiệp mời đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lật qua lật lại thiếp mời, hắn thấy bên trên ghi tên người và ngày tháng, thế là không khỏi cảm thấy có chút ý nghĩa khiêu khích, hắn dùng giọng sảng khoái nói. Trở về nói cho lãnh đạo của cậu biết, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến tham gia. Thôn dân Lý Trại lúc này đang đứng nghị luận vây quanh một cái đài ở phần đất trống phía đông của thôn, nhưng bọn họ cũng chỉ đứng nghị luận mà thôi, cũng không dám tiến lên xem. Bọn họ là thôn dân, khi nhìn vẻ mặt trang trọng của đám cán bộ thị trấn thì vẫn có chút sợ hãi. Anh, nhanh tay lẹ chân len, bên kia rất gấp. Tiểu Trương, làm xong biểu ngữ tuyên truyền chưa? Cái gì, còn chưa xong? Nãy giờ mà còn chưa làm xong, nãy giờ đứng đây làm gì? Hôm nay không làm gì cả, đứng đó xem xét thật chặt, nói gì cũng phải hoàn công ngay hôm nay. Hai anh, mau, nhanh tay lên, đừng lười nhác, đưa những thứ này lên đài chủ tịch. Trong sân bãi rộng rãi có vài chục tên cán bộ dưới thôn đang bận rộn, nhưng bọn họ dù có bận rộn đổ mồ hôi hột thì cũng bị chủ tịch thị trấn Hồng Kiến Quốc là giám sát trưởng phê bình vài câu. Hồng Kiến Quốc là một người hơn 30 tuổi, trên gương mặt trắng nõn là một cặp kính không gọng, rất có phong thái. Tuy có hơi nhỏ con nhưng được áo khoác phụ trợ nên vẫn có khí thế đường đường, khí vũ hiên ngang. Hồng Kiến Quốc là con trai của Phó Bí Thư Hồng An Trạch nắm khối tư pháp trong huyện, vì vậy mà tác phong có chút bá đạo. Đôi khi chính bí thư đảng ủy thị trấn huyện thành là thân Lan Long cũng phải nhường nhịn ba phần. Lúc này bố Hồng Kiến Quốc đã liên thủ với Tiền Học Bân để kéo hạng mục vốn thuộc về xã Tây Hà Tử vào trong tay thị trấn huyện thành, điều này làm cho lòng hắn sôi trào. Hồng Kiến Quốc là người trong thể chế, hắn cũng nghe rõ những lời nghị luận, nhưng nếu so với chiến tích thì nó đáng là gì? Chút nước miếng có thể dìm chết người sao? Tất nhiên là không, đi trên đường của mình, làm việc mình cần làm là được, không cần quan tâm nhiều. Chương 123, trò phân hóa. Hồng Kiến Quốc thật sự rất vui sướng, hạng mục 200 triệu này chỉ cần được khởi động thì chẳng khác nào những lãnh đạo trong huyện và thậm chí là lãnh đạo thành phố cũng bị nơi này thu hút. Chỉ cần mình có thể làm cho hạng mục này xây dựng an toàn ở thị trấn huyện thành, như thế chiến tích nặng nề như vậy sẽ là vật trong tay mình. Hồng Kiến Quốc nghĩ đến điều này mà cảm thấy trái tim đập rộn lên, dựa vào quan hệ của bố hắn, hơn nữa còn có chiến tích sắp có được. Biết đâu địa vị của hắn sẽ nhảy lên vài cấp. Chào Chủ tịch Hồng. Một chiếc Santana dừng lại ngay bên cạnh Hồng Kiến Quốc, Tiểu Ngô của văn phòng thị trấn huyện thành bước xuống xe, sau đó cung kính chào hỏi Hồng Kiến Quốc. Hồng Kiến Quốc khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng điệu rất có phong thái lãnh đạo để hỏi. Tiểu Ngô đã về rồi à? Đã gửi thiếp mời cho xã Tây Hà Tử chưa? Thưa Chủ tịch Hồng, đã đưa đến tay của Bí Thư Vương. Tiểu Ngô phản ứng rất gọn gàng linh hoạt. Được, Vương Tử Quân nói thế nào? Hồng Kiến Quốc dùng giọng chăm chú hỏi. Bí Thư Vương nói nhất định sẽ đến đúng giờ. Tiểu Ngô biết rõ tính nết của Chủ tịch Hồng, thế là dùng giọng vang dội đáp trả. Đến đúng giờ. Vẻ mặt Hồng Kiến Quốc chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy mỹ mãn mà cười ha hả nói. Đến đúng giờ, tốt, rất tốt. Hồng Kiến Quốc thật sự không có cảm tình gì với Vương Tử Quân của xã Tây Hà Tử. Chủ yếu là xuất phát từ hai nguyên nhân, vốn là hắn đã hơn 30 và là chủ tịch thị trấn huyện thành, được xưng là cán bộ chính khoa trẻ tuổi nhất huyện Hồng Bắc, nhưng từ khi Vương Tử Quân đến thì tất cả hào quang trên đầu hắn đã không còn. Nếu so tuổi tác thì Vương Tử Quân nhỏ hơn Hồng Kiến Quốc cả chục tuổi, nhưng nếu nói về chức vụ thì lại cao hơn Hồng Kiến Quốc nửa cấp. Không quan tâm bọn họ đều là cấp chính khoa, nhưng cách biệt giữa bí thư và chủ tịch là như thế nào thì ai cũng rõ ràng. Khi thanh danh của Vương Tử Quân trong huyện càng lên cao, hơn nữa lại dần vang dội thì đám người trong thể chế lại càng hay lấy Hồng Kiến Quốc ra so sánh với Vương Tử Quân. Dù nói như thế nào thì cũng không có kết quả gì, nhưng hai có người chạy song song với mình cũng làm cho Hồng Kiến Quốc không thoải mái, vô tình hắn bắt đầu lén chơi trò so bì với đối phương. Nói về phương diện khác thì trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh có quan hệ tốt với Hồng Kiến Quốc, hai người xưng anh em với nhau đã nhiều năm. Nhưng người anh em phát triển cực tốt ở huyện Hồng Bắc của Hồng Kiến Quốc lại chết vùi trong tay của Vương Tử Quân, cũng không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi, điều này làm cho hắn càng thêm căm hận Vương Tử Quân vài phần. Không ngờ hôm nay phong thủy thay đổi, Vương Tử Quân 10 năm ở Hà Đông, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc chạy sang Hà Tây.
huyện ủy đã ném hạng mục mà Vương Tử Quân tốn hết công sức để kéo về huyện Hồng Bắc đưa vào trong tay của thị trấn huyện thành, còn tổ chức một hoạt động ký kết hợp đồng cực kỳ long trọng. Cơ hội tốt như vậy tất nhiên Hồng Kiến Quốc sẽ không buông tha, hắn không những làm cho nghi thức này càng thêm chính thức và to lớn, còn phải làm cho Vương Tử Quân tận mắt nhìn thấy, những thứ vinh dự đáng lý thuộc về Vương Tử Quân sẽ dễ dàng rơi vào trong tay mình. Hồng Kiến Quốc muốn cho Vương Tử Quân thấy tình huống khổ sở khi may áo cưới cho kẻ khác là như thế nào. Tuyết, tuyết, tuyết. Ba tiếng còi vang lên, một chiếc Santana màu trắng chạy đến như bay, bốn bánh xe ma sát xuống đường giống như tạo thành một con rồng đất, từ đằng xa ảo ảo phóng đến. Khi thấy chiếc Santana màu trắng kia thì Hồng Kiến Quốc vội vàng chạy ra, hắn không xa lạ gì chiếc xe kia, đó là xe của bố hắn, là Hồng An Trạch. Xe hơi dừng lại. Phó Bí thư Hồng An Trạch quản lý khối tư pháp của huyện Hồng Bắc bước xuống xe, Hồng An Trạch không để ý đến vẻ mặt tươi cười của Hồng Kiến Quốc, lão chỉ dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía đài ký kết với khí thế ngất trời ở phía bên kia. Chủ tịch Hồng, anh dựng đài như vậy đến bao giờ mới xong? Hồng An Trạch dù là bố của Hồng Kiến Quốc, thế nhưng lão có một thói quen, chính là khi công tác sẽ thường dùng quan chức để xưng hô. Hồng Kiến Quốc cũng chỉ thầm oán với thói quen của bố mình. Nhưng trong miệng lại dùng giọng chú ý nói. Bí thư Hồng, nếu như không có gì xảy ra thì tối nay có thể hoàn công. Nếu có vấn đề, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Chủ tịch Hồng, tôi báo cho anh biết, điều tôi muốn là nhất thiết phải xong. Hai ngày nay tôi yêu cầu anh xốc lại tinh thần, tự mình giám sát thi công, dù thế nào cũng phải đảm bảo chất lượng và nhanh chóng hoàn công, tôi không quan tâm đến quá trình, chỉ chú ý đến kết quả. Hồng An Trạch dùng giọng rất nghiêm khắc, bàn tay vung vẫy, nói năng rất có khí phách, chỉ thiếu văng cả nước miếng lên mặt con trai. Vâng, Bí thư Hồng, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà huyện ủy đã giao phó. Hồng Kiến Quốc rất quen thuộc tác phong của bố mình, hắn tranh thủ thời gian dùng giọng nghiêm túc đảm bảo với bố mình. À, như vậy mới đúng, tôi nhắc nhở anh, nghi thức ký kết lần này chẳng những có tất cả lãnh đạo huyện Hồng Bắc, còn có bí thư và chủ tịch thành phố đến tham gia. Anh phải đảm bảo tất cả chi tiết phải làm xong, không thể để cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra để quyết định thành bại, nếu như anh có chút lỗi lầm, đừng trách tôi đuổi anh ra khỏi nhà. Vâng, bố cứ yên tâm, con nhất định sẽ toàn lực đối phó, đảm bảo nghi thức ký kết lần này sẽ thành công. Hồng Kiến Quốc dùng sức phất tay, sau đó dùng giọng tràn đầy tin tưởng nói. Đối với tình huống ký kê hợp đồng lần này, huyện Hồng Bắc đã coi trọng chưa từng có, các ban ngành có liên quan như công an, phòng cháy, vệ sinh đều phải phái nhân viên tinh nhuệ đến trực chiến, đều phải trình diện với chủ tịch thị trấn huyện thành Hồng Kiến Quốc. Đám người kia đều tỏ vẻ phụ tùng bất kỳ sự sắp xếp nào của tổ trưởng Hồng, bất cứ lúc nào cũng có thể chờ được điều khiển. Dù nơi này chắc chắn sẽ không phát sinh hỏa hoạn, thế nhưng phòng chữa cháy huyện vẫn phái đến chiếc xe chữa cháy mới tinh vừa mua. Tất nhiên mục đích cũng không phải đến dập lửa, mà đó là một loại thái độ phục tùng lãnh đạo, bảo trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo huyện ủy và chính quyền. Buổi chiều một ngày trước khi nghi lễ ký kết bắt đầu, Bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống dẫn đầu các vị lãnh đạo trong huyện đến hiện trường ký kết. Bí thư Tôn đứng trước mặt đám thành viên ban ngành mà trịnh trọng cường điệu, yêu cầu đảng ủy chính quyền thị trấn huyện thành cố gắng toàn lực ứng phó, làm tốt mọi chuyện. Bí thư thị trấn huyện thành Thân Lan Long và chủ tịch Hồng Kiến Quốc vỗ ngực đảm bảo với bí thư, nhất định sẽ không phụ lòng coi trọng của lãnh đạo huyện ủy. Bọn họ dựa theo chỉ thị tinh thần của huyện ủy mà sắp xếp không chút khe hở. Chứng thực cẩn thận, nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện, sẽ thỏa mãn bài toán khó của lãnh đạo huyện ủy. Khi toàn huyện đang chuẩn bị cho buổi ký kết với uy thế ngất trời thì toàn xã Tây Hà Tử thật sự chìm trong yên lặng nặng nề, dù là lãnh đạo xã hay cán bộ bình thường, trong lòng đều bùng lên cảm giác nhẫn nhịn. Con gà đẻ trứng kia cớ gì phải đưa cho thị trấn huyện thành? Lời này được đám cán bộ công nhân viên chức ủy ban xã Tây Hà Tử truyền miệng mà phát tán khắp nơi, đồng thời cũng chửi ầm lên. Dù là một vị cán bộ bình thường của xã cũng có thể hiểu nếu hạng mục kia được đưa xuống địa phương của mình sẽ sinh ra hiệu quả thế nào. Có sông thì có nước, chỉ khi nào quê nhà phát triển tốt thì mọi người mới có thêm tiền, cuộc sống mới được cải thiện. Vì tâm tính này mà bây giờ đám cán bộ công nhân viên của xã Tây Hà Tử thật sự đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại mạnh chưa từng có. Không ngờ bí thư đảng ủy xã hao tốn biết bao công sức đi chạy hạng mục lại không được sinh lợi cho địa phương của mình mà lại may áo cưới cho kẻ khác. Điều này tất nhiên sẽ làm cho đám cán bộ xã không thoải mái. Hơn nữa dù bọn họ có không thoải mái thế nào cũng chẳng làm gì được, huyện ủy à chính quyền huyện đã quyết định, bọn họ là tiểu nhân vật sao có thể chống lại.
Trong mắt tất cả mọi người thì phẫn nộ nhất chính là bí thư Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân lại tỏ ra rất bình thường, những ngày nay vẫn làm tốt nhiệm vụ chủ trì công tác ở xã Tây Hà Tử, giống như ngoảnh mặt làm ngơ trước sự căm phẫn của mọi người. Bí thư Vương, văn phòng huyện ủy vừa ra thông báo, yêu cầu tất cả cán bộ viên chức của xã chúng ta phải tập trung ở địa điểm ký kết vào trước 7 giờ ngày mai. Chu Thường Hữu khẽ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó đi vào nói. Lúc này trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Phó Bí thư Trương Dân Cường đang cười cười nói với Bí thư Vương, bữa cơm ngày hôm qua giống như kéo liền khoảng cách giữa hai người. Vương Tử Quân tiếp nhận thông báo nhìn thoáng qua, sau đó hắn tiện tay đưa cho Trương Dân Cường. Bí thư Trương, anh xem, trong huyện còn bảo chúng ta đến thị trấn huyện thành cổ động tình huống ký kết. Bí thư Vương, chuyện này chúng ta cần phải đi. Dù thế nào thì đây là thông báo của văn phòng huyện ủy, chúng ta không đi thì ngược lại tỏ ra không phóng khoáng, nhưng bản thân bí thư cũng không cần đi, anh còn nhiều việc bận rộn, đến lúc đó tôi sẽ dẫn đội đến tham gia cho xong. Trương Dân Cường vừa xem thông báo vừa mở miệng nói. Vương Tử Quân biết Trương Dân Cường nói như vậy cũng vì muốn tốt cho mình, vì vậy hắn khẽ cười nói. Bí thư Trương, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng trường hợp này tôi không đi không được. Anh nghĩ xem, thị trấn huyện thành đã sớm gửi thiếp mời, tôi nếu trốn tránh không đi sẽ là không rộng lượng, đi, tôi nhất định phải đi. Vương Tử Quân nói xong thì Trương Dân Cường cũng đưa thông báo lại cho Chu Thường Hữu, sau đó Vương Tử Quân tiếp tục nói. Chuyện này anh cần thông báo cho Chủ tịch Triệu, để anh ấy làm tốt công tác chuẩn bị, thông báo tất cả cán bộ ủy ban, 6 giờ rưỡi sáng mai tập trung đầy đủ ở ủy ban xã. Tôi nhớ kỹ rồi, Bí thư Vương. Chu Thường Hữu nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn thở dài một hơi, lúc này hắn chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, dù là đối với xã Tây Hà Tử hay Bí thư Vương cũng không phải là chuyện tốt. Bí thư Vương, tôi thấy anh không nên đi. Trương Dân Cường trầm ngâm trong nháy mắt rồi mở miệng khuyên nhủ. Vương Tử Quân ném cho Trương Dân Cường một điếu thuốc rồi thản nhiên nói. Dân Cường, tôi gọi anh là anh, tôi hiểu tâm ý của anh, nhưng chuyện này tôi thật sự phải đi, không vì cái gì khác, vì hạng mục này do tôi kéo về cho huyện Hồng Bắc, sao có thể không đi được. Vương Tử Quân nói rồi khẽ cười. Tôi không đi uổng công, tôi muốn thừa dịp bọn họ ký kết để tìm gặp Bí thư Tôn, để cho anh ấy ném chỉ tiêu phó chủ tịch xã cho chúng ta, anh thấy thế nào? Trước mắt xã Tây Hà Tử đang thiếu một vị trí phó chủ tịch xã và thư ký đảng ủy, vì vừa mới vào giai đoạn khảo sát mà thôi, nếu như xã Tây Hà Tử có thể tự quyết định vị trí phó chủ tịch xã, như vậy cũng không tính là quá muộn. Trương Dân Cường tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân đến nước này còn có ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi bội phục từ tận đáy lòng. Dù thế nào thì bây giờ huyện ủy cũng đã đưa hạng mục của Vương Tử Quân vào tay thị trấn huyện thành, Bí thư Tôn dù ba hoa trích chòe thế nào thì Vương Tử Quân nhất định cũng sẽ có chút đau lòng. Mà lúc này nếu như yêu cầu một danh ngạch phó chủ tịch xã, chắc chắn sẽ không là vấn đề gì, Trương Dân Cường cảm thấy nếu như mình là Bí thư Tôn của huyện ủy, nhất định mình sẽ đồng ý yêu cầu của Vương Tử Quân, hơn nữa nó cũng không quá mức. Đối xử với hạ cấp thì cho một gậy phải cho một viên kẹo đường, bây giờ Vương Tử Quân phải chịu uất ức lớn, cũng nên phát kẹo an ủi một chút. Tôi tin tưởng huyện ủy nhất định sẽ thận trọng suy xét yêu cầu của anh. Trương Dân Cường là một cán bộ có tư cách, tất nhiên lời nói sẽ rất hàm xúc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười nói. Tôi cũng cảm thấy là như vậy, nhưng vị trí phó chủ tịch xã này nên cho ai, vô tình tôi cũng khó thể nào có đầu mối. Bí thư Trương, anh là phó bí thư nắm công tác tổ chức, chuyện chọn người này sẽ do anh quản, cần bỏ thêm chút tâm tư. Vương Tử Quân cho mình vị trí phó chủ tịch này. Vô tình Trương Dân Cường cảm thấy tâm tư xoay chuyển, thật sự cảm khái, hắn tất nhiên hiểu ý của bí thư. Vương Tử Quân chỉ nhàn nhạt cười, đối phó với kẻ địch thì cần phải phân hóa và tấn công, Trương Dân Cường này có tâm tư dựa vào mình, như vậy phải lôi kéo cho tốt. Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh cũng không nên sợ hãi, phương pháp tốt nhất chính là phân hóa, đánh bại từng bộ phận, nếu bọn họ không còn lợi ích cộng đồng, như vậy vòng tròn quan hệ sẽ sụp đổ. Nếu không thì trong nước làm gì có câu, một người là rồng ba người là giun. Cảm ơn Bí thư Vương đã tín nhiệm, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và báo cáo cho anh. Trương Dân Cường trầm ngâm một lát rồi trịnh trọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm, nhưng cảm giác thắng lợi chợt bùng lên trong lòng Trương Dân Cường. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua lớp sương dày làm cho người ta cảm thấy hôm nay là một ngày tốt lành, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đám cán bộ mặc đủ loại trang phục từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía thôn Lý Trại.
Lúc này một cái đài cao cực kỳ khí phái đã được dựng lên, bên trên là một hàng dài bàn công tác, trên mỗi chiếc bàn đều bày biện những lẳng hoa đẹp và có sẵn nước suối. Một tấm vải đỏ phủ kín hiện trường ký kết, làm cho đám nhân viên tham gia nghi thức ký kết lần này cảm thấy có thêm chút cảm giác tự hào. Dưới dài cao, đám cán bộ thị trấn huyện thành đã dùng vôi giải ra làm 5 địa phương, có đơn vị huyện, có các đơn vị tuyến xã, còn sắp xếp cả các trường phái học sinh đến tham gia. Đám học sinh sao bây giờ còn chưa thấy đến? Hồng Kiến Quốc nhìn vài lẳng hoa xếp thành hàng, vẻ mặt âm trầm như có thể vặn ra nước. Tiểu Ngô đã đi thúc giục, bọn họ sẽ đến nhanh thôi. Thư ký đảng ủy thị trấn huyện thành cũng đổ mồ hôi hột, hắn vốn có chút e ngại với Hồng Kiến Quốc, lúc này thấy vẻ mặt đối phương không tốt thai càng không dám đơn giản tiếp xúc. Lúc này vẻ mặt Hồng Kiến Quốc mới tốt lên được một chút, hắn khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói. Tôi đã phân phó như thế nào? Chẳng lẽ anh đã quên mọi chuyện cần thiết phải làm xong từ tối qua sao? Anh đấy, vào thời điểm mấu chốt thì xem lời nói của tôi là gió thoảng bên tai, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ xem xét trách nhiệm của anh. Thư ký đảng ủy thị trấn gật đầu như gà mổ thóc, hắn cũng sợ Hồng Kiến Quốc nắm lấy sự việc này mà làm khó mình. Chuyện này không phải tôi yêu cầu quá nghiêm, mà nó liên quan đến đại cục của huyện Hồng Bắc chúng ta. Lát nữa nếu Bí Thư Tôn mở miệng hỏi, anh nói tôi phải trả lời thế nào? Hồng Kiến Quốc thấy lời nói của mình có hơi nặng, thế là hắn tiếp tục lên tiếng. Thư ký đảng ủy liên tục xưng vâng nhưng trong lòng thầm oán không thôi, hắn thầm nghĩ. Không phải lãnh đạo huyện muốn anh làm tốt công tác, thế cho nên anh mới phải hò hét với chúng tôi. Nếu là tôi nắm quyền, tôi sẽ không như vậy sao? Chỉ được cái to mồm. Tốt lắm. Anh xem còn đơn vị nào chưa đến thì gọi điện thoại thúc giục đi, bọn họ đến trước nửa giờ là được. Hồng Kiến Quốc nói rồi đi qua phía bên kia, hắn là tổng chỉ huy hiện trường, thật sự là có quá nhiều việc cần hắn đi sắp xếp và xử lý. Đúng lúc này đằng xa chợt bốc lên một cột bụi mù mịt, trong đám bụi mù đó có vài chiếc xe chạy đến, có xe jeep, xe máy nhưng càng nhiều là xe đạp. Đội ngũ đông đảo từ đằng xa kéo đến, có khoảng 100 người, khá rầm rộ. Đây là đơn vị nào? Hồng Kiến Quốc nhìn thoáng qua đám người kia, sau đó cau mày hỏi viên thư ký đảng ủy. Chủ tịch Hồng, có lẽ là người của xã Tây Hà Tử. Thư ký đảng ủy cẩn thận quan sát, sau khi dò xét một phen thì trầm giọng báo cáo. Xã Tây Hà Tử. Hồng Kiến Quốc chợt lộ ra nụ cười, hắn khẽ cười nói. Nếu là Bí Thư Vương đến, chúng ta ra nghênh đón. Xe jeep của Vương Tử Quân vừa dừng lại thì Hồng Kiến Quốc đã chạy ra đón chào. Lúc này trong xe có 5 người, ngoài Vương Tử Quân thì còn có Triệu Liên Sinh, Trương Dân Cường, Tả Vận Sương, Lý Thu Na. Tề Á Bân rất muốn chen chúc vào trong xe, thế nhưng không ngờ Lý Thu Na lại chen vào trước, thế là hắn cũng không thể nào gắng gượng. Lý Thu Na vừa lên xe thì Vương Tử Quân đã dặn nàng ngồi phía trước, trong miệng còn nói một câu vui đùa, đó là chỉ có một nữ đồng chí duy nhất, cần phải là đối tượng quan tâm đặc biệt, thế cho nên phải ngồi hàng đầu. Lý Thu Na cũng mở miệng cảm tạ sự quan tâm của lãnh đạo, sau đó leo lên xe. Tề Á Bân nhìn gương mặt như hoa của Lý Thu Na, nàng đang nghiêng đầu nhìn ra phía sau và nói cười gì đó, điều này làm cho Tề Á Bân có chút căm tức, người phụ nữ này thật sự là con bà nó chỉ biết phá rối. Vốn hắn cũng không quá quan tâm đến phương tiện giao thông, chính mình mỗi ngày cũng không phải đều đi làm như vậy sao. Hơn nữa đơn vị cũng không tính là xa, hắn tình nguyện bị gạt ra chứ không muốn bị bài xích. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác bị ném bỏ, bị xa cách, bị lạnh nhạt, phải biết rằng trong xe có lãnh đạo số 1 của xã. Chương 124, kịch hay bắt đầu. Trên chiếc xe jeep thật sự quá chen chúc, Vương Tử Quân đáng lý ra phải ngồi ra phía trước, chưa nói đến chuyện ngồi một mình, tầm mắt cũng thoáng đạt hơn. Các vị lãnh đạo trong huyện Hồng Bắc đều có một thói quen, đó là thích ngồi ở vị trí tay lái phụ, giống như ngồi như vậy thì tất cả sẽ nằm trong phạm vi khống chế. Nhưng Vương Tử Quân lại không thích ngồi như vậy, hắn thích ngồi phía sau hơn, như vậy sẽ có chút ẩn giấu, có thể yên lặng suy nghĩ, cũng có thể nhắm mắt dưỡng thần. Vì vậy mà đám cán bộ xã thấy Tiểu Tào chạy xe đến, vì không thấy rõ Vương Tử Quân có ở trong xe hay không, tất cả đều có một động tác vô thức, nhường đường sang một bên, cung kính chờ xe jeep đi qua. Mỗi lần như vậy thì Tiểu Tào cũng sinh ra cảm giác ngứa ngáy, một cảm giác được tôn trọng bùng lên, dù có vài phần là cáo mượn oai hùng nhưng cũng thật sự rất tốt. Ha ha ha, Bí Thư Vương đại giá quang lâm, thật sự không thể đón tiếp từ xa. Hồng Kiến Quốc dùng giọng ngoài cười trong không vươn hai tay ra nghênh đón khi Vương Tử Quân bước xuống xe, giọng điệu có vẻ rất nhiệt tình.
Khi thấy Hồng Kiến Quốc vui vẻ đắc ý như vậy thì trong lòng đám cán bộ xã Tây Hà Tử chợt bùng lên cảm giác khó chịu, dù là Triệu Liên Sinh thì vẻ mặt cũng sưng lên. Dù hắn có ý kiến với Vương Tử Quân, nhưng hắn vẫn rất không thoải mái với hành vi cướp chuyện tốt của người khác như đám người thị trấn huyện thành. Vương Tử Quân duỗi hai tay ra bắt tay Hồng Kiến Quốc, hắn khẽ gật đầu nói. Chào Chủ tịch Hồng. Bốn tay bắt chặt, rất có cảm giác bạn bè lâu ngày gặp lại. Nhưng lúc này dù là phía xã Tây Hà Tử hay thị trấn huyện thành thì đều giống như không vui khi được gặp lại. Bí thư Vương, anh xem chúng tôi đã chuẩn bị thế nào kìa. Hoan nghênh mọi người chỉ điểm. Hồng Kiến Quốc cười ha ha với Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói. Vương Tử Quân nhìn tình huống chiêng trống vang trời, người người tấp nập thì trong lòng chỉ có bốn chữ, hao tiền tốn của, nhưng vào trường hợp này thì những lời như vậy cũng không thể nói ra, dù là thế nào thì hắn cũng ở trong thể chế. Cũng là một bí thư đảng ủy xã, những lời nói không có lợi cho đoàn kết thì cũng biết không nên nói, chút quy củ này hắn hiểu rất rõ. Nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo để khích lệ Hồng Kiến Quốc cũng không phải là bản tính của hắn, thế là hắn cân nhắc một chút, sau đó dùng giọng lời ít ý nhiều nói. Tốt, tôi cảm thấy rất tốt, nếu huyện đã giao trách nhiệm này cho thị trấn huyện thành chúng tôi, như vậy là tín nhiệm chúng tôi, dù có bề bộn mệt mỏi thì chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ này ở trạng thái tốt nhất. Không thể nào để cho huyện ủy chính quyền mất mặt được. Hồng Kiến Quốc nói đến đây thì chợt vô tình cố ý cường điệu. Tất nhiên cũng không thể để cho Bí Thư Vương mất mặt, dù sao anh cũng là người kéo hạng mục này về. Khoảnh khắc này đã có người hận không thể tiến lên đạp cho tên khốn Hồng Kiến Quốc này vài cái, rõ ràng là tự vạch áo cho người xem lưng, biết rõ có mặt đám cán bộ công nhân viên chức của xã Tây Hà Tử ở đây, thế nhưng vẫn cứ đâm thọc vào nỗi đau của Bí Thư Vương. Đây không phải là được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng sát muối vào vết thương của người ta sao. Lúc này nhìn vẻ mặt đắc ý vì thắng lợi của Hồng Kiến Quốc, vẻ mặt đám cán bộ xã Tây Hà Tử đều rất khó coi. Nhưng lúc này trên mặt Vương Tử Quân vẫn là nụ cười nhàn nhạt, giống như sự việc này không có liên quan đến mình. Đa tạ Chủ tịch Hồng đã suy nghĩ cho tôi cũng chúc cho thị trấn huyện thành có thể ký kết thành công tốt đẹp. Ha ha ha, đa tạ những lời may mắn của Bí Thư Vương. Tôi tin hạng mục này dưới sự chú ý của các cấp lãnh đạo sẽ được ký kết thuận lợi. Đúng rồi, Bí Thư Vương, đã quên báo cáo với anh, trong huyện đã quyết định do tôi ký kết hạng mục này. Hồng Kiến Quốc tuy nói là báo cáo nhưng bộ dạng việc nhân đức không nhường ai nào có chút khiêm tốn. Cũng may Vương Tử Quân đã sớm có tính toán, tất nhiên sẽ không quan tâm đến loại tiểu nhân đắc chí này, nhưng gương mặt của đám cán bộ công nhân viên chức xã Tây Hà Tử ở bên cạnh lại tỏ ra hèn mọn. Tuyết, tuyết, tuyết. Những tiếng kèn xe từ xa truyền đến, sau đó là một hàng xe hơi chạy đến như bay. Hồng Kiến Quốc nhìn hàng xe hơi chạy đến mà tinh thần chợt tỉnh táo, hắn lớn tiếng nói về phía Vương Tử Quân. Bí thư Vương, Bí thư Tôn đến, tôi phải đi ra nghênh đón, chút nữa sẽ tiếp tục chuyện trò với anh. Hồng Kiến Quốc vừa nói vừa tiến về phía bên kia, Vương Tử Quân nhìn một Hồng Kiến Quốc vui vẻ đắc ý mà khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt. Có quái gì mà ghê vậy? Tả Vận Xương nãy giờ không mở miệng chợt nói ra một câu như vậy, dù không ai biết lão mắng kẻ nào, nhưng đám cán bộ công nhân viên của xã Tây Hà Tử đều hiểu rõ ràng. Bí thư Tả, trưa nay tôi mời anh uống rượu. Tề Á Bân nhìn vào hai mắt Tả Vận Xương rồi cười ha hả nói. Lúc này những lãnh đạo của huyện ủy và chính quyền đã xuống xe theo đúng thứ tự, đám cán bộ lãnh đạo thị trấn huyện thành cùng đi với bí thư thân Lan Long và Chủ tịch Hồng Kiến Quốc đang nhiệt tình bắt tay với lãnh đạo. Cũng cung kính báo cáo với lãnh đạo về tiến độ công trình, hai bên vừa nói chuyện vừa cười phá lên. Nhìn đám cán bộ thị trấn huyện thành đang cười nói vui vẻ với lãnh đạo mà đám thành viên ban ngành và cán bộ xã Tây Hà Tử cảm thấy khó chịu, đây vốn là vinh dự của bọn họ, không ngờ lại bị đám khốn người thị trấn huyện thành khốn kiếp cướp mất. Tâm tình thế này rất dễ lây nhiễm, thế là cảm giác bị đè nén nhanh chóng biến thành phẫn nộ không dễ nhịn, rõ ràng là có thể nhịn nhưng không thể nhẫn. Nhưng dù không thể nhẫn thì bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao trước mặt cũng là lãnh đạo huyện, bọn họ không đắc tội được. Chủ tịch Triệu, anh xem bây giờ tôi có nên tiến lên chủ động chào hỏi Bí Thư Tôn không? Vương Tử Quân chuyển mắt lên người Triệu Liên Sinh rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Triệu Liên Sinh rõ ràng không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi mình như vậy, thế là hắn có chút trầm ngâm rồi thản nhiên nói. Nên, được, vậy tôi đi qua bên kia một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó đi về phía Bí Thư Tôn Lương Đống. Tôn Lương Đống đang nói chuyện với Bí Thư Đảng ủy thị trấn huyện thành là thân Lan Long, nhưng dư quang khóe mắt của lão vẫn quét về phía Vương Tử Quân đang chậm rãi đi đến.
Nói thật lòng thì Tôn Lương Đống cũng không tình nguyện gặp Vương Tử Quân vào lúc này, dù sao thì trên sự kiện này, rõ ràng là huyện ủy chính quyền làm không tốt. Nhưng Tôn Lương Đống là một vị bí thư huyện ủy, lão không thể biểu hiện ra vẻ mặt e ngại trước đám thủ hạ, nếu không thì uy nghiêm của một vị bí thư huyện ủy sẽ không còn gì. Bí thư Tôn, chào anh. Khi thấy Vương Tử Quân lên tiếng chào hỏi thì Tôn Lương Đống có hơi yên tâm hơn, Vương Tử Quân đã từng nổi nóng ở hội nghị kinh tế toàn huyện, bây giờ là thời điểm vui vẻ, lão cũng không muốn thấy tình huống Vương Tử Quân nổi nóng lần nữa. Bí thư Tử Quân cũng đến đây đấy à? Tốt, rất tốt. Tôn Lương Đống ân cần vỗ vai Vương Tử Quân, sau đó lão lớn tiếng nói. Bí thư Lan Long, đừng xem thường bí thư Tử Quân còn trẻ, nhưng cậu ấy vào những thời điểm mấu chốt đều cho ra những thành tích kinh người. Huyện ủy rất hài lòng với 2 tháng công tác của cậu ấy ở xã Tây Hà Tử, nhưng này bí thư Tử Quân, cậu cũng không nên quá đắc ý, cũng đừng quá kiêu ngạo, cần không ngừng cố gắng, thúc đẩy công tác của xã Tây Hà Tử tiến sang trang mới. Thân Lan Long đứng yên cười không tiếng động, hắn nhặt được tiện nghi lớn, tất nhiên sẽ không còn gì để nói. Vương Tử Quân khẽ cười nói. Cảm ơn bí thư Tôn đã khích lệ, anh nói như vậy cũng làm tôi cảm thấy hổ thẹn. Bí thư Tôn, xã Tây Hà Tử chúng tôi có thể có được thành tích làm anh thỏa mãn, tôi cũng không dám kể công kiêu ngạo, đây chủ yếu là kết quả đồng tâm hiệp lực của tất cả cán bộ xã. Vương Tử Quân nói đến đây thì nở nụ cười xấu hổ nói. Bí thư Tôn, nên luận công ban thưởng, nếu xã Tây Hà Tử chúng tôi công tác tốt và được huyện ủy hài lòng, như vậy anh xem xã chúng tôi còn thiếu một vị trí phó chủ tịch xã. Vương Tử Quân nói làm cho Tôn Lương Đống và Thân Lan Long nghe và hiểu, Vương Tử Quân lúc này muốn được tự mình quyết định vị trí phó chủ tịch xã còn thiếu. Nếu là trước kia thì Tôn Lương Đống sẽ có chút lo lắng, nhưng vào trường hợp lúc này, lão hận không thể tiến lên bịt miệng Vương Tử Quân. Dưới tình huống cấp bách thì Tôn Lương Đống vung tay lên, sau đó dùng giọng cực kỳ dứt khoát nói. Đồng chí có công thì huyện ủy chính quyền sẽ không bỏ quên, thế này đi, bí thư Tử Quân, cậu cứ quay về thương lượng một chút. Cậu báo lên nhân tuyển cho hội nghị thường ủy chúng tôi thông qua theo đúng trình tự. Thân Lan Long nhìn những tình huống xảy ra trước mắt mà không khỏi khâm phục tận đáy lòng, vị bí thư trẻ tuổi kia cầm được mà buông cũng được, còn có thể nhân cơ hội này kiếm chút lợi ích cho mình. Chưa nói đến vấn đề có thể lung lạc được nhân tâm, hơn nữa còn làm tăng uy tín, thủ đoạn như vậy không thể tính là cao siêu theo kiểu thông thường. Bí thư Tôn, anh xem, có lẽ đó là xe của bí thư Hoàng. Hồng Kiến Quốc rất phản cảm với tình huống Vương Tử Quân tiến lên, lúc này nghe thấy đối phương chỉ nói vài câu đã quyết định được một vị trí phó chủ tịch xã thì càng bức bối. Nhưng hắn tuy bá đạo nhưng cũng không dám nói lời càn quấy với bí thư huyện ủy, đúng lúc tâm thần của hắn không tập trung thì đoàn xe của thị ủy đã phóng đến như bay. Bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống tất nhiên sẽ không dám chậm trễ với đoàn xe của thị ủy, lão khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó tiên lênh nghênh đón. Vương Tử Quân nhìn đoàn xe dài mà nở nụ cười càng thêm sáng lạn, hắn thấy kịch hay sắp bắt đầu rồi. Bây giờ tôi tuyên bố, nghi thức ký kết hạng mục đầu tư gia công lương thực với tập đoàn Chính Hồng xin chính thức bắt đầu. Bí thư thị ủy Hoàng Nham Bình đứng trên thảm đỏ ở trên đài chủ tịch, lão dùng ánh mắt uy nghiêm quét qua 4 phía, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Lúc này Hoàng Nham Bình ăn mặc rất chính thức, tây trang đen phối hợp với cà vạt đỏ làm cho con người như trẻ đi cả chục tuổi. Gương mặt trước nay luôn nói năng cực kỳ thận trọng cũng đã nở nụ cười rất tươi. Vào thời đại phát triển kinh tế, không những các tuyến cơ sở có áp lực, ngay cả Hoàng Nham Bình là bí thư thị ủy cũng cảm nhận được áp lực như núi lớn đè lên người. Hạng mục 200 triệu của tập đoàn Chính Hồng được chứng thực, như vậy sẽ là chiến tích cực lớn với cả huyện Hồng Bắc và thành phố Giang Châu. Dựa vào hạng mục này, sau này Hoàng Nham Bình có đến tỉnh công tác cũng có thể nâng cao đầu và ưỡn ngực. Hoàng Nham Bình vừa nói xong thì một khúc nhạc được tấu lên dưới đài, đội tấu nhạc này không phải là những nhóm người ở nông thôn, thật sự là một đội nhạc giao hưởng thật sự. Đội nhạc này mặc trang phục trắng, trong lúc tấu nhạc thể hiện tiêu chuẩn rất cao. Nói ra thì toàn thành phố Giang Châu lúc này cũng không có bao nhiêu đội nhạc giao hưởng, đây thuần túy là công lao của Chủ tịch Hồng Kiến Quốc. Vì muốn làm cho nghi lễ lần này thêm chính thức, Hồng Kiến Quốc tự mình chạy đến thành phố Giang Thị bỏ ra số tiền lớn để mời đội ngũ này về huyện Hồng Bắc. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Hồng Kiến Quốc lúc này đã thay đổi trang phục giống như nhận được tuyên cáo nghiêm trang của cả thế giới. Bí thư Hoàng nói những lời vừa rồi giống như đặc biệt dành riêng cho hắn, cảm giác một mình độc tôn thật sự quá tuyệt vời, thế là cặp giày da mới tinh trên chân dẫm trên thảm đi về phía trung tâm cũng mạnh mẽ hơn. Lúc này hắn là người được mọi người chú ý, lúc này hắn sẽ là nhân vật gặt hái thành công.
Ánh mắt của Bí thư Hoàng, Bí thư Tôn, các vị thường ủy đều chuyển lên người Hồng Kiến Quốc, chỉ cần ký kết xong hợp đồng lần này thì các vị lãnh đạo sẽ có ấn tượng sâu sắc với mình. Tuy chỉ có vài chục bước là lên đài nhưng Hồng Kiến Quốc cảm thấy mỗi bước đều nặng như có ngàn quân, cảm thấy mình giống như không phải tiến lên đài cao, chính là đi trên con đường thông thiên. Đúng vậy, là một con đường thông thiên. Chỉ cần bước đi trên con đường này thì Hồng Kiến Quốc mình sẽ đầy danh tiếng, thử hỏi xem còn có ai được cảnh tượng như mình hôm nay. Khi nhắc đến cán bộ trẻ tuổi, không đề cập đến mình thì sẽ còn đề cập đến ai nữa. Vô tình hắn thật sự cảm thấy có chút mê say. Hồng Kiến Quốc giống như nghe được trong lòng vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, giống như đột nhiên tiến vào một khoảng trời bao la, bốn phía đầy hoa tươi cỏ lạ. Hắn kích động đi đến chính giữa đài chủ tịch, lúc này trên bàn ở giữa đài chủ tịch là hai phần hợp đồng cực kỳ tinh tế, chỉ cần trên bản hợp đồng này có chữ ký của hắn là tất cả sẽ xong. Hắn chậm rãi đứng lại ở giữa đài chủ tịch, hắn đã thấy các phóng viên của đài truyền hình tỉnh, còn có đài truyền hình thành phố, nhật báo Giang Thị. Coi như tất cả đều đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Giám đốc Triệu ở phía bên kia đài chủ tịch cũng tươi cười đi đến, nếu so với Hồng Kiến Quốc thì lão bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn về phía Hồng Kiến Quốc thì nụ cười lại có chút trào phúng. Hồng Kiến Quốc thấy người ký kết hợp đồng với mình đang tiến đến thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn rất nhiều, dù thế nào thì những năm nay trong túi quần có tiền sẽ là thần tài, đó chính là những người được chào đón hàng đầu. Hồng Kiến Quốc gần đây đều tự nguyện cúi thấp người ba phần trước các loại thần tài, nếu như không phải hắn đang ý thức áp chế cảm xúc mãnh liệt của mình, sợ rằng sẽ muốn tiến lên ôm vị thần tài kia một cái. Khi Hồng Kiến Quốc vươn tay ra thì Hồng An Trạch đang ngồi trên đài chủ tịch nhưng ở đằng sau cũng nở nụ cười, nếu nói thật lòng thì Hồng An Trạch cảm thấy thủ đoạn tranh thủ cho con được như ngày hôm nay cũng không quá đẹp đẽ, nhưng khi thấy đứa con có thể đứng trong trường hợp thế này để lộ mặt trước mọi người. Lão là một người làm cha, tâm tình thoải mái cũng bùng lên chiếm thượng phong. Hồng An Trạch có yêu cầu rất hà khắc với con trai của mình, nhưng từ trong lòng thì vừa thấy con trai đã bùng lên hào khí của người làm cha, chỉ cần con mình có thể phát triển tốt thì chính lão cũng sẽ luôn kiêu ngạo đứng thẳng, không có gì có thể làm lão cảm thấy uất ức. Kiến Quốc ơi là Kiến Quốc, con lớn lên giống bố như đúc, có thể nói là một khuôn với nhau, con có hiểu được nỗi khổ tâm của người làm cha không? Anh Hồng! Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước, có được một đứa con tốt như vậy thì thật sự làm người ta ngưỡng mộ. Tiền Học Bân ngồi ở bên cạnh Hồng An Trạch, lão sao không nhìn ra vẻ đắc ý trong mắt đối phương. Thế là lúc này khẽ lên tiếng thì thầm với Hồng An Trạch. Hồng An Trạch dù trà trộn trong thể chế không ít năm, bản thân cũng tu dưỡng rất cao, nhưng lúc này dù thế nào thì lão cũng không che giấu được vẻ mặt vui mừng của chính mình. Sau khi nghe được những lời khích lệ của Tiền Học Bân, lão cười cởi mở rồi dùng giọng khiêm tốn nói. Bí thư Tiền, anh quá khen ngợi Kiến Quốc rồi, nó còn trẻ, cũng còn chưa thật sự chín chắn. Ôi, Bí thư Hồng, anh nếu nói như vậy thì tôi cũng mất hứng, Kiến Quốc 2 năm qua đã rất cầu tiến, đặc biệt là sau khi trở thành chủ tịch thị trấn huyện thành, đã nhanh chóng tiến vào đúng vị trí. Hơn nữa cán bộ trẻ cũng cần có chút bốc đồng, nếu như thật sự bảo thủ như chúng ta thì còn ý gì nữa. Tiền Học Bân khẽ vẫy tay rồi phản bác. Dù biết Tiền Học Bân khen ngợi con mình vì muốn mình vui vẻ, nhưng Hồng An Trạch vẫn thật sự đắc ý, khóe mắt chân mày cũng bùng lên nụ cười sáng lạn. Lão cười ha hả nói. Bí thư Tiền, cũng phải nói tiếp, Kiến Quốc có được ngày hôm nay cũng không thể thiếu trợ lực từ một người chú như anh. Hôm nay anh có rảnh không, trong nhà còn có một thùng rượu Mao Đài, không bằng hai ta cùng vui vẻ một bữa. Tiền Học Bân tất nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị như vậy, lão vui vẻ đồng ý với lời mời của Hồng An Trạch. Sau nghi thức ký kết ngày hôm nay, lão có thể quét bỏ bao lo lắng những ngày qua, thoải mái hít thở bầu không khí làm cho người ta say mê. Vương Tử Quân chỉ là một dòng suối nhỏ nhìn thấy đáy, sao có thể chơi đùa được với một nhánh sông lớn. Đúng là đáng chê cười. Chương 125, một bài ca lạc nhịp. Khi hai người Tiền Học Bân và Hồng An Trạch khẽ nói chuyện với nhau thì gương mặt Bí thư Hoàng Nham Bình có hơi khó coi, trong suy nghĩ của lão thì người lên ký tên phải là Vương Tử Quân. Sao lại biến thành một vị cán bộ xa lạ thế kia? Bình thường Hoàng Nham Bình phản cảm nhất chính là tình huống ra vẻ bằng mặt không bằng lòng của đám cán bộ hạ cấp, một cấp chính quyền, có thể chứng thực đúng chỗ những sắp xếp của thượng cấp hay không, điều này không những thể hiện vấn đề năng lực, còn nói rõ về lập trường chính trị. Nếu như anh làm việc theo ý mình, như vậy sẽ là không trưởng thành trên phương diện chính trị, dù năng lực công tác của anh có xuất sắc thế nào cũng không phù hợp làm thủ hạ của Hoàng Nham Bình. Có vài câu khái quát cụ thể như thế này, vế trên, nói anh đi thì anh đi,
không đi được cũng phải đi, vế dưới, nói anh không được đi thì không đi, dù có đi được cũng không đi, đồng thời còn có câu, không phục không được, dù thế nào thì hạ cấp cũng phải phục tùng thượng cấp, cục bộ phục tùng đại cục, đây là quy tắc tối thiểu trên quan trường. Nhưng làm một bí thư thị ủy, hôm nay lại ở vào trường hợp mấu chốt, Hoàng Nham Bình tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều, sẽ phải suy xét trên nhiều phương diện. Lão nhìn hai người ký tên trên đài, gương mặt căng cứng cũng dần giãn ra. Dù là ai ký tên, chỉ cần là đầu tư ở thành phố Giang Châu thì cũng thuộc địa bàn của Hoàng Nham Bình, còn những chuyện khác, đợi tất cả mọi việc qua đi, mình về điều tra lại cũng không có vấn đề. Tiền Học Bân vì ngồi ở xa nên không thể nào thấy được sự biến đổi trên mặt của Bí Thư Hoàng, nhưng Tôn Lương Đống là Bí Thư huyện ủy Hồng Bắc thì lại thấy rõ biểu hiện của lãnh đạo trên đài. Trong lòng Tôn Lương Đống thầm bùng lên chút ý nghĩ bất an, chỉ sau khoảnh khắc thì lão đã giống như phán đoán được ý nghĩ của Bí Thư Hoàng vào lúc này. Nghi lễ ký kết nên nhanh chóng kết thúc, ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố, chỉ cần không có sự cố thì cũng sẽ dễ báo cáo với Bí Thư Hoàng. Tôn Lương Đống nhìn Hồng Kiến Quốc và Giám đốc Triệu đã bắt đầu ngồi xuống trên đài, lão chợt cảm thấy trái tim của mình đập mạnh lên nhiều lần. Bút đã chuẩn bị sẵn, đã đặt trước bàn, Hồng Kiến Quốc cầm bút của mình lên, muốn cầm ngay lấy bản hiệp nghị để ký tên của mình lên. Hắn nghĩ đến tình huống mình ký tên xuống sẽ đem về cho thành phố Giang Châu một hạng mục lớn, thế là trong lòng hắn thầm kích động. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Kiến Quốc, Vương Tử Quân là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử cũng nhìn về phía Hồng Kiến Quốc, nụ cười trên mặt càng rõ, nhưng nụ cười có vẻ bí hiểm, cũng rất đáng giá nghiền ngẫm. Hồng Kiến Quốc lúc này đã đưa bút lên trên bản hợp đồng, chỉ cần 1-2 giây sau sẽ hoàn thành hợp đồng, nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt thì Giám đốc Triệu đang tươi cười chợt mở miệng. Chờ chút, tuy chỉ có hai từ ngắn ngủn nhưng lại làm cho tất cả lãnh đạo ở đây phải lắp bắp kinh hãi, Tôn Lương Đống thì càng cảm thấy không yên, mồ hôi thấm đẫm trán, hầu như chảy xuống ướt cả mặt. Hồng Kiến Quốc còn chưa hạ bút xuống, thân bút còn đang ở trong không trung. Tuy hắn không biết vị giám đốc Triệu này có ý gì nhưng một cảm giác xấu chợt bùng lên trong lòng. Hoàng Nham Bình là bí thư thành phố Giang Châu, là người phụ trách kéo hạng mục này về thành phố Giang Châu, bây giờ lão nghe thấy giám đốc Triệu nói như vậy thì đứng lên dùng giọng chú ý hỏi. Giám đốc Triệu, làm sao vậy? Có phải là ngại vì người ký kết có cấp bậc quá thấp? Muốn Hoàng Nham Bình tôi đứng ra ký giấy cam đoan sao? Hoàng Nham Bình lên tiếng như vậy nhanh chóng hòa tan cục diện xấu hổ vào lúc này. Các cán bộ huyện Hồng Bắc cũng không thở dài một hơi. Giám đốc Triệu mỉm cười nhìn Hoàng Nham Bình rồi nói. Bí thư Hoàng, tôi cũng không ngại ký kết với người có cấp bậc thấp, mà hợp đồng này có chút không đúng. Dựa theo giao ước thì chúng tôi sẽ phải ký hợp đồng với xã Tây Hà Tử, sao bây giờ lại đổi thành thị trấn huyện thành. Vẻ mặt Hoàng Nham Bình nhanh chóng trở nên không dễ nhìn, chút biến hóa nhỏ vào lúc này, dựa theo kinh nghiệm tham chính lâu năm thì lão tất nhiên biết rõ có chuyện gì xảy ra. Lão cũng không mở miệng mà ném ánh mắt về phía Tôn Lương Đống. Tôn Lương Đống cũng tuyệt đối không ngờ giám đốc Triệu kia lại khó chơi như vậy, lẽ ra hoàn cảnh địa lý của thị trấn huyện thành hơn hẳn xã Tây Hà Tử, đáng lý đối phương không nên có ý kiến gì mới đúng. Bí thư Hoàng, là thế này, Triệu tiên sinh đến đầu tư ở huyện Hồng Bắc chúng tôi tất nhiên sẽ bày ra hoàn cảnh tốt đẹp nhất để đón chào. Xã Tây Hà Tử dù thật sự là tốt nhưng cách xa huyện thành, mà nhà máy trá du này ở gần thị trấn huyện thành. Hơn nữa hoàn cảnh thị trấn huyện thành mạnh hơn so với xã Tây Hà Tử, vì mong muốn hạng mục của giám đốc Triệu có được hoàn cảnh tốt nhất thế nên chúng tôi có điều chỉnh một chút. Tôn Lương Đống không hổ danh là bí thư huyện ủy huyện Hồng Bắc, vì vậy mà lý do lão đưa ra cũng không có chút khe hở. Hoàng Nham Bình dù có ý kiến với việc làm của huyện Hồng Bắc thì lúc này cũng không ngoặt cùi trỏ ra ngoài, thế là chỉ có thể lên tiếng hát đệm. Các đồng chí huyện Hồng Bắc cũng suy xét vấn đề từ thực tế, giám đốc Triệu. Điều kiện giao thông của thị trấn huyện thành này càng thêm tiện lợi, thật sự mạnh hơn xã Tây Hà Tử rất nhiều. Giám đốc Triệu nở nụ cười sáng lạn, sau đó lão chậm rãi gật đầu nói. Bí thư Hoàng, tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi nói chính là chúng tôi quyết định đầu tư ở xã Tây Hà Tử, không phải nhìn chúng vị trí địa lý của xã Tây Hà Tử, mà chúng tôi nhìn chúng tác phong của cán bộ xã Tây Hà Tử. Nếu không, căn cứ vào kết quả khảo sát của chúng tôi, toàn huyện Hồng Bắc không có bất kỳ địa phương nào lọt vào danh sách đầu tư. Bí thư Hoàng, một cái hoàn cảnh tốt thật sự rất quan trọng, nhưng đôi khi năng lực của cán bộ địa phương mới là điều kiện trọng yếu. Giám đốc Triệu nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân đang đứng ở nhóm cán bộ xã Tây Hà Tử. Nói thật, hôm nay tôi chỉ muốn ký với Bí thư Vương. Chỉ muốn ký với Bí thư Vương.
Bảy chữ này vừa ra khỏi miệng giám đốc Triệu thì làm cho cả hội trường trở nên yên ắng, khoảnh khắc này tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Hồng Kiến Quốc quả thật còn cảm thấy khổ sở hơn một kẻ bị người ta gội lên một thùng phân, nhiệt huyết vừa mới bùng lên vào lúc vừa rồi đã lụi tàn, hận không thể chui vào một lỗ nào đó trên mặt đất. Sắp ký hợp đồng nhưng người ta căn bản không muốn ký với mình, vì vậy mà những luồng ánh mắt làm cho hắn đắc ý lúc vừa rồi, bây giờ lại giống như kiếm sắc làm cho hắn cảm thấy mê muội, lại làm cho toàn thân giống như bị điện giật. Vừa rồi trời thu làm hắn sảng khoái tinh thần chợt giống như biến thành mùa đông giá rét, làm cho hắn cảm thấy run rẩy. Vương Tử Quân, tên Vương Tử Quân chết tiệt, như thế nào tên này lại là nhân vật chính rồi? Hơn nữa người này luôn ra tay bất ngờ làm cho người ta không kịp chuẩn bị, bây giờ trận địa chợt vô tình đổi chủ. Không những Hồng Kiến Quốc thầm mắng trong lòng, dù là những lãnh đạo khác của huyện Hồng Bắc cũng thầm mắng Vương Tử Quân. Nhưng lúc này giống như chỉ có Vương Tử Quân mới có thể thay thế, chỉ có hắn mới có thể ngăn được con sóng dữ, với có thể tìm được đường ra cho tình huống xấu hổ lần này. Bí thư Vương, nếu người ta chỉ ký với cậu, vậy thì cậu lên đi. Hoàng Nham Bình căn bản không nhìn vẻ mặt của Tôn Lương Đống, lão cười thúc giục Vương Tử Quân. Chương 126, chơi đến khi anh tim đập chân run. Hoàng Nham Bình vừa nói xong thì làm cho bí thư huyện ủy huyện Hồng Bắc là Tôn Lương Đống cảm thấy xấu hổ, bí thư Hoàng ra lệnh vượt qua mình, rõ ràng là không ủng hộ công tác của huyện ủy chính quyền, cũng coi như gõ lên đầu mình không một tiếng động. Con bà nó tiền học bân, đều là chuyện tốt của đám già trẻ các người, nếu như không phải anh và Vương Tử Quân bất hòa với nhau, như vậy bí thư Hoàng sao có thể gây khó khăn cho tôi vào lúc này. Tôn Lương Đống thầm mắng tiền học bân, đồng thời lúc này cũng tranh thủ thời gian phụ họa. Bí thư Tử Quân, cậu đi lên ký tên đi. Vương Tử Quân cũng không dám tỏ ra không nghe lời kêu gọi của hai vị bí thư, lúc này mục đích của mình đã đạt được, nếu như tiếp tục nhăn nhó và giả vờ như có ý kiến thì thật sự là quá làm kiêu. Vì thế hắn nhanh chóng bước lên đài, sau đó chào hỏi hai vị bí thư. Chào bí thư Hoàng, chào bí thư Tôn. Hoàng Nham Bình đưa mắt nhìn vị cán bộ trẻ tuổi trước mặt, trong lòng thầm có chút bội phục năng lực của đối phương. Lão là một bí thư thị ủy. Tuy lão không nói nhưng lại hiểu rất rõ, tình huống hôm nay nhất định là lãnh đạo huyện Hồng Bắc muốn chia công lao của Vương Tử Quân. Chỉ là giám đốc Triệu lại không phối hợp, lại cùng với người thanh niên này diễn một vở kịch hay, khiến cho đám lãnh đạo cấp huyện không khỏi mất mặt. Những năm nay các cấp chính quyền từ trên xuống dưới đều coi trọng phát triển kinh tế, kêu gọi được đầu tư thì thăng quan tiến chức, điều này cũng không phải là giả, nhưng tất cả phải lấy mục đích đầu tư làm trung tâm, anh dựa vào cái gì để thay đổi ý nguyện hợp tác của người ta. Bây giờ đứng trước mặt nhiều người, người ta lại không chịu chấp nhận huyện Hồng Bắc, đám lãnh đạo huyện Hồng Bắc tuy nén giận nhưng cũng khó thể tránh được. Vì có kẻ thích ăn sơn hào hải vị nhưng lại có người thích ăn trao, giám đốc Triệu kia không thích thị trấn huyện thành nhưng lại chọn chúng Vương Tử Quân. Bí thư Vương, giám đốc Triệu đã bàn điều kiện với cậu, phần hợp đồng kia cũng chỉ có cậu thay mặt cho xã Tây Hà Tử đến ký tên. Nếu giám đốc Triệu đã nói như vậy thì cậu lên ký vào hợp đồng đi. Hoàng Nham Bình mỉm cười nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Hồng Kiến Quốc đã lui ra ngoài, hắn nhìn Vương Tử Quân đang đứng trên đài mà trong bụng như đang có 20 con chuột đang cào cấu. Vì nghi thức ký kết này mà chính mình phải tự bỏ công sức ra để làm, mất 3 ngày làm việc, bỏ ra cả trăm ngàn. Không ngờ vào thời điểm cuối cùng lại xem như làm chăn đệm cho Vương Tử Quân. Hồng Kiến Quốc cảm thấy rất không cam lòng, nhưng lúc này lãnh đạo hai cấp huyện thị đang có mặt. Hắn dù không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng. Hồng Kiến Quốc đi xuống đài mà tỏ ra cực kỳ thất lạc, hàm răng cắn vào nhau khanh khách, một chiêu này của Vương Tử Quân thật sự quá âm hiểm. Hồng Kiến Quốc cảm thấy khó chịu, tiền học bân càng khó chịu hơn, chuyện này là lão nói ra đầu tiên, bây giờ phát sinh vấn đề, chưa nói đến chuyện bí thư Hoàng có truy cứu hay không, sợ rằng toàn thể lãnh đạo huyện Hồng Bắc phải làm kiểm điểm với thị ủy. Hơn nữa Tôn Lương Đống gần đây cũng không ưa mình. Nếu như thật sự làm mạnh tay, nhất định sẽ có kẻ đẩy mình ra. Nếu để cho bí thư Hoàng biết được mình là người đi đầu trong sự việc lần này, như vậy bí thư sẽ nhìn mình như thế nào? Dù chỗ dựa của mình ở thành phố không phải là bí thư Hoàng, nhưng muốn tiến bộ cũng khó thể không đi qua bí thư Hoàng. Tiền học bân cực kỳ ảo não, còn Hồng An Trạch thì đưa mắt nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của con trai mà trong lòng càng cảm thấy thảm thiết. Lão cũng sắp phều hư, cũng không có ý gì khác, nhưng con trai thì khác. Nó đã lấy của lão quá nhiều hy vọng. Bây giờ đứa con trượt chân trên đất bằng, nếu như không đứng vững thì sợ rằng trận thế sẽ loạn. Hồng An Trạch vừa rồi còn cực kỳ cảm kích tiền học bân,
bây giờ trong lòng lại sinh ra khúc mắc. Lão thầm nghĩ, nếu như không lão tiểu tử anh cho ra đề nghị, thì con bà nó tôi sẽ phối hợp với anh làm trò vậy sao? Nhưng lúc này cũng không quản bọn họ ảo não như thế nào, cũng sẽ không có người chú ý đến bọn họ, lúc này tất cả ánh mắt trên đài dưới đài đều tập trung trên người Vương Tử Quân. Đám cán bộ xã Tây Hà Tử lúc này đang rất đắc ý, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Tử Quân càng tràn đầy tự hào, lúc này tất cả oán khí trong lòng bọn họ cũng nhanh chóng tiêu tán như trời sáng sau cơn mưa. Chỉ ký kết với Bí Thư Vương, chỉ ký kết với xã Tây Hà Tử, hai câu nói này làm cho đám cán bộ xã Tây Hà Tử cảm thấy có chút kiêu ngạo, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Vương Tử Quân, cùng đợi Bí Thư Vương ký kết với Giám đốc Triệu. Tất cả mọi người thấy chuyện ký kết giữa Vương Tử Quân và Giám đốc Triệu xem như ván đã đóng thuyền, tuy trước đó hắn phải chịu uất ức nhưng bây giờ Bí Thư Hoàng đã mở miệng, đừng nói hắn là một bí thư đảng ủy xã, dù là bí thư huyện ủy cũng chỉ có thể chấp hành. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của hai vị bí thư, hắn trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên nói một câu. Bí Thư Hoàng, tôi không thể ký vào bản hợp đồng này. Tuy âm thanh của Vương Tử Quân không lớn nhưng lại giống như sấm sét bùng lên khắp bốn phía, làm cho không khí xung quanh hội trường ký kết chợt bùng nổ. Dù là lãnh đạo thị ủy hay huyện ủy tham gia nghi lễ đều giật mình, vẻ mặt biến đổi, vẻ mặt Tôn Lương Đống là thượng cấp trực tiếp của Vương Tử Quân càng thêm khó coi. Nếu chỉ là như lúc vừa rồi thì Tôn Lương Đống đã chuẩn bị tất cả để giải thích với Bí Thư Hoàng, nhưng bây giờ thì tốt, Vương Tử Quân không ký kết, đây không phải là ném mình lên vì nướng sao. Một hạng mục quan trọng như vậy, nếu như vì Vương Tử Quân mà không được đưa xuống huyện, chắc chắn một bí thư huyện ủy như Tôn Lương Đống sẽ khó thể thoát khỏi liên quan. Càng nghiêm trọng chính là thương nhân thấy anh bội bạc, như vậy sẽ nổi giận và bỏ đi, Bí Thư Hoàng sao có thể bỏ qua cho mình. Tôn Lương Đống nghĩ đến gương mặt muốn dạy bảo của Bí Thư Hoàng thì không tự chủ được phải run lên, trong lòng càng cầu nguyện. Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, cậu cũng đừng làm ra trò thiêu thân gì nữa, mọi người cũng không dễ dàng gì, trước mắt cậu nên thu tay được rồi. Nhưng lúc này Tôn Lương Đống cũng không mở miệng, dù sao thì lãnh đạo cũng còn chưa mở miệng. Khi Tôn Lương Đống lo sợ bất an thì Hoàng Nham Bình càng thêm tức giận. Không những nổi giận với Vương Tử Quân mà còn giận sang cả đám huyện ủy Hồng Bắc. Lão cảm thấy Vương Tử Quân không biết phân biệt tốt xấu, còn huyện ủy Hồng Bắc thì đúng là quá không ra gì. Ông đây tốn biết bao công sức mới có thể tìm được đầu tư, các người dám coi chuyện đại sự này là trò treo đầu dê bán thịt chó, biến hay thành dở. Còn bà nó, bây giờ thì tốt rồi, cũng không biết làm sao cho xong, sau này phải cho các người đẹp mặt. Bí Thư Vương, sao anh không ký? Phải biết rằng đây chính là chuyện lớn có lợi cho nhân dân địa phương, đừng nói là xã Tây Hà Tử, dù là quần chúng của huyện Hồng Bắc cũng sẽ hy vọng không thôi. Hoàng Nham Bình không hổ danh là bí thư thị ủy, mới đó đã đưa sự việc lên độ cao chính trị, đồng thời cũng khẳng định một việc, đó chính là nếu Vương Tử Quân không chịu ký kết, sẽ là người đắc tội với nhân dân của huyện. Vương Tử Quân thầm cảm thán năng lực lừa dối của bí thư Hoàng, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, thế là hắn khẽ cười một tiếng. Bí Thư Hoàng, đầu tiên tôi không phải vì buồn bực mà thân phận của tôi không phù hợp để ký vào hợp đồng này. Bí Thư Hoàng cũng biết hợp đồng này phải do khối chính quyền xã Tây Hà Tử ký với tập đoàn Chính Hồng, dù tôi là bí thư cũng không phải đại biểu cho khối chính quyền xã, vì vậy hợp đồng này phải cho Chủ tịch Triệu lên ký kết. Hoàng Nham Bình nghe xong lời của Vương Tử Quân thì mới chợt hiểu ra, gương mặt căng cứng cũng lộ nụ cười. Thì ra tiểu tử này cũng không phải đang buồn bực, mà muốn phân biệt rõ chức trách của đảng ủy và chính quyền. Khi Hoàng Nham Bình gật đầu thì trái tim của Tôn Lương Đống chợt siết chặt và đập nhanh hơn, Vương Tử Quân này đã nói qua, hắn không buồn bực, mà Bí Thư Hoàng cũng đã nở nụ cười. Nhưng hắn không ký tên thì chút cảm giác bực bội của Bí Thư Hoàng vẫn còn, đợi đến khi sự việc qua đi, Bí Thư Hoàng sẽ tính sổ thế nào. Khi Bí Thư Hoàng lên tiếng thì Chủ tịch Triệu Liên Sinh của xã Tây Hà Tử được mời lên đài, Triệu Liên Sinh cũng không ngờ người ký kết hợp đồng chính là mình. Nhưng dù là nụ cười của Bí Thư Hoàng hay của Bí Thư Tôn cũng làm cho hắn biết được đó là sự thật. Tuy Triệu Liên Sinh ký tên nhưng trong lòng lại bùng lên đủ hương vị, thật sự khó thể nào vui được. Hắn biết rõ chân tướng sự việc, dù lãnh đạo ra tay và hắn có chút mâu thuẫn, thế nhưng lúc này sự việc đã đến mức khó thể thay đổi, như vậy chỉ có thể tát lên mặt tiền học bân mà thôi. Triệu Liên Sinh là người tiến lên ký kết hợp đồng, nếu nói mình và sự việc vừa xảy ra không có liên quan gì thì chỉ có quỷ mới tin. Nếu không thì Vương Tử Quân cần gì phải ném một cơ hội nở mày nở mặt cho anh. Nếu như anh không xuất lực, Vương Tử Quân sao có thể tặng chiến tích cho anh. Những chuyện này dù anh có nói thế nào cũng không ai tin.
nhưng nếu nghĩ ngược lại, dù Triệu Liên Sinh là người ký kết thì thế nào? Dù là người trong huyện hay lãnh đạo thị ủy đều ghi tạc công lao này lên đầu Vương Tử Quân. Khoảnh khắc này hắn cũng nhìn thấy gương mặt âm trầm của Hồng Kiến Quốc, đối phương hầu như muốn dùng dao khoét mặt mình. Triệu Liên Sinh không sợ đắc tội với Hồng Kiến Quốc, nhưng động vào Hồng Kiến Quốc sẽ có liên quan đến Hồng An Trạch, đây mới là vấn đề làm hắn cảm thấy khó chịu. Tuy Triệu Liên Sinh thầm cảm thấy khổ sở nhưng trên mặt vẫn đầy nụ cười, vì vào ngày vui này thì tất cả lãnh đạo thị ủy và huyện ủy đều đứng lên và nở nụ cười, nếu hắn tỏ ra khổ sở thì có ý gì? Bày ra cho ai xem? Triệu Liên Sinh nhìn Vương Tử Quân mỉm cười ở trước mặt mà trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo, hai tháng qua giao chiến làm cho hắn không còn dám khinh thường đối phương, khác biệt là hắn càng cẩn thận hơn. Bí thư Vương này không nói một lời nhưng nếu anh không chú ý sẽ khó thể nào chống đỡ được. Giống như hôm nay, Vương Tử Quân vừa biểu hiện rộng lượng, lại vừa kéo mình ra chịu tội thay, thủ đoạn như vậy thật sự quá khó chịu. Chương 127, tôi đến làm nhân vật chính. Bí thư Hoàng, đây là đồng chí chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, đồng chí Liên Sinh không những có kinh nghiệm công tác phong phú, hơn nữa còn làm việc rất an tâm, làm gương cho binh sĩ, đã chia sẻ rất nhiều công tác cho tôi. Nếu không có đồng chí Triệu Liên Sinh nhập gánh cùng, tôi là một bí thư đảng ủy xã cũng không thoải mái như lúc này. Khi Triệu Liên Sinh lên đài thì Vương Tử Quân mỉm cười giới thiệu cho Hoàng Nham Bình. Sau khi nghe được lời giới thiệu của Vương Tử Quân, Triệu Liên Sinh thật sự cảm thấy giống như ăn phải ruồi bọ, nhưng lúc này hắn không tìm ra được chút bệnh tật gì trong lời nói của đối phương. Đảng lãnh đạo tất cả, đây là quy củ từ trên xuống dưới, lời nói của Vương Tử Quân không thể nào bắt bẻ được, hơn nữa lời giới thiệu của đối phương lại giống như đang khích lệ chính mình. Hoàng Nham Bình cũng không có tâm tư để ý đến khúc mắc giữa hai người Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh, sau khi nghe xong lời giới thiệu thì thầm nghĩ tên này cũng khá tốt, cũng biết cách khen ngợi lãnh đạo nhập gánh với mình. Khi thấy Triệu Liên Sinh đi đến thì hắn dùng giọng vui vẻ cười nói. Được, có hai người các cậu đồng tâm hiệp lực, như vậy hạng mục này nhất định sẽ có thể phát triển tốt. Được rồi, vậy thì lúc này hai vị lãnh đạo xã Tây Hà Tử dứt khoát cùng nhau đi ký hợp đồng với giám đốc Triệu luôn một thể. Lãnh đạo đã lên tiếng, Tôn Lương Đống tất nhiên sẽ không thể nào nói gì hơn, bây giờ nghi thức ký kết đã bị trễ nãi vài phút, bây giờ lại tiếp tục bắt đầu. Một hàng mực đen xóa đi dòng chữ thị trấn huyện thành, lúc này nghi thức ký kết mà Hồng Kiến Quốc bận rộn trong 3 ngày qua đang tiếp tục diễn ra nhưng lại không liên quan gì đến thị trấn huyện thành. Sau vài ngày mệt mỏi thì đám cán bộ thị trấn huyện thành lúc này giống như một quả cầu khí bành trướng, cả đám tỏ ra mất hết sức lực, bộ dạng vô tình. Hồng Kiến Quốc đã lùi ra ngoài rìa đám người, trong lòng cảm thấy rất bực bội nhưng vẫn tiếp tục giả ngu như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này Chủ tịch Ngưu Vạn Thần lặng lẽ đi đến sau lưng Hồng Kiến Quốc, khi thấy nụ cười của Chủ tịch Ngưu thì Hồng Kiến Quốc cuối cùng cũng tìm được chút an ủi. Dù sao thì Chủ tịch Ngưu cũng có thể ra đây khuyên nhủ mình một chút, ít nhiều gì cũng có tác dụng an ủi. Kiến Quốc, không sao đấy chứ. Âm thanh ôn hòa của Chủ tịch Ngưu vang lên. Hắn dùng bàn tay dày rộng khẽ vỗ lên vai của Hồng Kiến Quốc. Hồng Kiến Quốc lập tức cảm thấy giống như mùa xuân ấm áp đang kéo về, hình ảnh của Chủ tịch Ngưu trong mắt hắn cũng cao lớn lên nhiều lần, hắn có chút cảm động nói. Chủ tịch Ngưu, không có gì. Ngưu Vạn Thần nhìn ba người đang ký kết trên đài, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Kiến Quốc, nghi thức ký kết này là chuyện lớn của huyện Hồng Bắc chúng ta, dù là thế nào cũng không thể làm hư hại. Tôi hiểu tâm tình của cậu vào lúc này. Nhưng trước đó cậu đã chuẩn bị tất cả, bây giờ vẫn phải tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Hồng Kiến Quốc lúc này mới hiểu rõ ý nghĩ của Chủ tịch Ngưu, Chủ tịch cũng không phải đến an ủi mình, mà chỉ sợ vào đúng thời điểm mấu chốt mình tạo ra vấn đề quấy nhiễu nghi thức bên trên. Nói thật thì Hồng Kiến Quốc cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng lúc này hắn nhìn gương mặt ngoài cười trong không của Ngưu Vạn Thần, hắn suy nghĩ một chút rồi dùng giọng thành thật đáp. Chủ tịch Ngưu cứ yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Ngưu Vạn Thần khẽ gật đầu, hắn đi về phía cách đó không xa, nhưng cũng không đi quá xa. Hồng Kiến Quốc hiểu rõ Chủ tịch Ngưu đang muốn làm gì, rõ ràng đang muốn tạo ra áp lực cho mình. Hồng Kiến Quốc không thể làm gì được, hắn nghĩ đến lời dạy của bố mình, làm việc phải theo nguyên tắc cao nhất là lãnh đạo có đồng ý hay không, có vui vẻ hay không và thỏa mãn hay không, vĩnh viễn không vạch ra sai lầm của lãnh đạo, dù lãnh đạo nói sai hay làm sai cũng không thể nào dùng nó để so sánh, uốn nắn. Điều duy nhất cần làm chính là phải học cách che giấu những chỗ sai trong lời nói của lãnh đạo. Hồng Kiến Quốc không thể làm gì hơn, hắn đi đến trước mặt vị chủ nhiệm văn phòng, sau đó nói câu tiếp tục chấp hành như kế hoạch, cuối cùng quay mặt đi.
Trên đài ký kết, Triệu Liên Sinh khổ sở trao đổi hợp đồng với giám đốc Triệu, hai người bắt tay nhau thật chặt. Ba vị bí thư Hoàng Nham Bình, Tôn Lương Đống và Vương Tử Quân ở bên cạnh đã vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng, nhiệt liệt chúc mừng. Những âm thanh non nớt khẽ vang lên, vì nghi thức hôm nay mà 300 học sinh được cho nghỉ 2 ngày để luyện tập, dưới sự chỉ bảo của các giáo sư, học sinh giơ vòng hoa lên rồi lớn tiếng nói lời chúc mừng. Hồng Kiến Quốc nghe được tiếng vỗ tay như sấm dậy thì gương mặt có hơi xanh, dựa theo kế hoạch thì lúc này phải là hắn ở trên đài được nhận những lời chúc mừng, mà bây giờ chính hắn lại chỉ là bước đệm cho người mà thôi. Hắn nhìn giám đốc Triệu và Triệu Liên Sinh đứng cùng một chỗ mà hàm răng siết chặt. Đúng lúc này hai tiểu thư xinh đẹp dùng hai tay bưng một chai rượu đi đến, hai cô nàng cười như hoa, đưa chai rượu vào trong tay của Triệu Liên Sinh. Mở rượu chúc mừng chính là tiết mục mà Hồng Kiến Quốc đã được nhìn thấy trong nhiều tiết mục truyền hình, vì sự kiện mở rượu chúc mừng ngày hôm nay mà hắn đã luyện tập khá nhiều, bây giờ trình độ mở rượu thật sự đã rất cao. Nhưng Hồng Kiến Quốc chuẩn bị nhiều mà lại như không. Hồng Kiến Quốc nhìn Triệu Liên Sinh ngây ngốc cầm chai rượu mà không biết làm thế nào, trong lòng thầm mắng một câu ngu dốt, đồng thời cũng có chút đắc ý, trong lòng thầm nghĩ nhà quê đúng là nhà quê, thậm chí còn không biết mở rượu là thế nào. Vương Tử Quân mỉm cười tiếp nhận chai rượu, hắn thoải mái bật nắp ra, rượu phun ra làm cho bầu không khí ký kết đạt đến đỉnh phong. Đùng! Pháo hoa bắn lên, dù là ban ngày nhưng vẫn rất sáng lạn, Hồng Kiến Quốc lúc này đang đứng đúng vị trí pháo hoa rực rỡ nhất. Hắn nhìn pháo hoa mà mình bỏ nhiều tiền mua về, trong lòng thật sự đau đớn, đúng là tốn kém. Ngay sau đó bắt đầu chương trình ca múa, diễn xuất của đoàn ca múa nhạc Giang Châu làm cho toàn trường vang lên những tiếng vỗ tay như sấm dậy. Pháo nổi lên, giữa không trung là những quả bong bóng mang theo duy băng tiến lên trời, nghi thức được đẩy lên cao trào. Hoàng Nham Bình ngồi ở vị trí trung tâm, Vương Tử Quân ngồi hơi nghiêng ở phía sau, đám cán bộ thì tụ tập chung quanh bí thư Hoàng như sao sáng quanh trăng, tất cả đều rất hào hứng xem biểu diễn ca múa lần này. Vì đợt diễn xuất này mà thị trấn huyện thành phải bỏ ra hơn 10.000, vị trí của Vương Tử Quân vốn là của Hồng Kiến Quốc, lúc này Hồng Kiến Quốc thật sự rất căm tức nhưng cũng chỉ nuốt giận mà thôi. Nghi thức ký kết đã kết thúc, Bí thư Hoàng dẫn đầu đám cán bộ thị ủy quay về thành phố Giang Châu, mà giám đốc Triệu của tập đoàn Chính Hồng cũng dẫn theo tùy tùng cùng rời đi với Hoàng Nham Bình. Khách đi chỉ còn lại chủ nhà, Tôn Lương Đống nhìn Bí thư Hoàng vui vẻ bỏ đi, biết rõ lần này xem như mình lọt qua cửa hiểm, nhưng trong lòng lão vẫn rất bực mình với những ý kiến trước đó của Tiền Học Bân. Bí thư Vương, chuyện này các cậu cần phải chứng thực cho tốt, có gì khó khăn cứ đến huyện ủy tìm tôi. Bí thư Tôn ngoài khai báo một câu với Vương Tử Quân thì leo lên xe hơi và chạy về phía huyện. Những thường ủy huyện ủy khác cũng trèo lên xe mà đi, Chủ tịch Triệu Liên Sinh cũng đi đến trước xe của Bí thư Tiền Học Bân, nhưng không đợi hắn giải thích, Bí thư Tiền đã không khách khí nói. Đi đi! Bí thư Tiền nói xong thì leo lên xe bỏ đi, không biết có phải là cố ý hay không, bánh xe ma sát với mặt đường làm cho khói bụi bổ nhào về phía Chủ tịch Triệu. Triệu Liên Sinh nhìn chiếc xe chạy đi như bay mà trong lòng khá lạnh, lúc này hắn và Hồng Kiến Quốc khá giống nhau, anh không ra anh, em không ra em, chỉ xem như là người đến chợ hứng mà thôi. Chủ tịch Hồng, nghi thức ký kết đã xong, anh xem, khi nào thì trả phí diễn xuất. Hồng Kiến Quốc hận không thể tiến lên đánh người nhưng nhìn rõ gương mặt đối phương thì thật sự không biết làm gì hơn. Lúc này tiết mục ký kết với tập đoàn Chính Hồng xem như đã xong. Vì có bí thư thị ủy tham gia nên chuyện lần này rất nhanh được đưa lên báo đài, hình ảnh truyền khắp thành phố Giang Châu. Hồng Kiến Quốc lại trở thành một người đáng xấu hổ, vừa thâm hụt tiền lại vừa mất mặt. Vì những sai lầm trên phương diện tổ chức nghi lễ ký kết cũng không là gì, cũng không tính là chuyện tốt, thế cho nên huyện ủy Hồng Bắc xử lý rất an phận. Nhưng nghe nói khi chủ tịch Hồng Kiến Quốc đối mặt với sổ sách tiêu phí thì mở miệng chửi chó má, tất nhiên chửi mắng thế nào thì không ai biết được. Vì trước đó đã có đàm phán nên hạng mục đầu tư được tiến hành đâu vào đấy, nhưng lúc này người phụ trách cũng không phải là giám đốc Triệu, mà là một vị trưởng phòng họ Tôn, vị trưởng phòng Tôn này là người Hong Kong, nắm bắt sự việc rất chuyên chú. Khoảng thời gian sau ký kết thật sự rất thích ý với Vương Tử Quân, sự kiện kêu gọi đầu tư lần này đã làm thanh danh của hắn tiến lên độ cao mới, cũng làm cho chủ tịch Triệu trở nên an phận hơn, phó bí thư Trương Dân Cường lại bắt đầu dựa sang Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh có việc gì bận không? Chu Thường Hữu tươi cười đi đến khẽ nói với Vương Tử Quân. Những ngày qua Chu Thường Hữu rất vui vẻ, văn kiện về việc hắn được đề bạt làm thư ký đảng ủy xã đã rơi xuống, chỉ cần có con dấu xác nhận thì hắn sẽ trở thành một thành viên ban ngành của xã, là một cán bộ cấp phó khoa.
Khi chức vụ đã được xác định thì Chu Thường Hữu càng tỏ ra tôn kính Vương Tử Quân, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như không phải vì lời nói của Bí Thư Vương, chính mình không biết còn phải bị ghẻ lạnh trong văn phòng bao nhiêu năm nữa. Vương Tử Quân khẽ buông bút, sau đó hắn vung tay ra nói. Thường Hữu đến đấy à? Bộ tây trang này rất tốt, chị dâu mua cho anh sao? Chu Thường Hữu xốc lại bộ tây trang, khóe miệng không tự chủ được mà toét ra, nhưng hắn lại nói bằng giọng khiêm tốn. Bộ tây trang này tôi mặc cũng không được tự nhiên, nếu nói tây phục thì phải là bí thư mặc vào mới ngọc thụ lâm phong, nhưng vợ mua cho, không mặc thì rõ ràng là lãng phí. Chu Thường Hữu ở xã còn có một thanh danh, đó là sợ vợ, nhưng bây giờ sắp được đề bạt làm thư ký đảng ủy, xem ra địa vị trong gia đình cũng biến hóa không nhỏ. Chu Thường Hữu cười ha ha hai cái, sau đó hắn chủ động nói. Bí thư Vương, sự việc giáo viên chuyển lên chính thức đã làm tốt. Anh xem còn có dặn dò gì không? Loại chuyện này tuy không lớn nhưng đối với các giáo viên thì thật sự là cơ hội quyết định vận mệnh, Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói. Chuyện này anh cứ tự do xử lý, nhưng có một điều anh nên nhớ kỹ, đề cao tính công bằng, nắm chắc chủ tính chung. Vương Tử Quân nói thật sự giống như không nói nhưng Chu Thường Hữu lại thầm hiểu, chuyện này không làm theo hướng lấy lòng là không được, nhưng dù lấy lòng cũng phải thật sự ẩn giấu, để người ta không nhìn ra vấn đề. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Chu Thường Hữu mà thầm cảm thán, hắn cũng biết rõ làm vậy là không quá công bình, nhưng hắn là bí thư một xã, hắn không thể làm cho đám người bên dưới trong mắt không có cát. Có câu nước quá trong không có cá, người đến nhìn vào chằm chằm sẽ không có tương lai, hắn hiểu rõ đạo lý của nó. Còn có một việc, bí thư Vương, phòng giáo dục đã phê khoản tài chính để xã chúng ta sửa chữa trường học, tổ trưởng tổ giáo dục Lý Trường Hưng muốn mời anh một bữa cơm. Vì chuyện sửa sang trường học mà Lý Trường Hưng thật sự đổ rất nhiều mồ hôi, biểu hiện xuất sắc, sau khi Vương Tử Quân quay về thì đề bạt người này lên làm tổ trưởng tổ giáo dục. Lý Trường Hưng có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, lại có chút uy tín với cấp dưới, thế cho nên công tác ở tổ giáo dục rất sinh động, triển khai mở rộng công tác đâu vào đấy. Lý Trường Hưng mời cơm, Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu, dù hắn không có hứng thú với tiệc rượu, thế nhưng lãnh đạo xã thì uống rượu xã giao khó thể thiếu được. Cũng may lúc này mời khách là Lý Trường Hưng, Vương Tử Quân muốn uống bao nhiêu thì uống. Hôm trước phòng tổ chức huyện ủy xuống xác định văn kiện bổ nhiệm Chu Thường Hữu, vị phó phòng kia mới thật sự là nghiêm túc và rộng lượng, hắn kéo tay Vương Tử Quân anh em cả nửa ngày, sau đó ép cho Vương Tử Quân uống đến mức ngã ngựa, khó chịu hai ngày liền. Tút, tút, tút. Máy nhắn tin của Vương Tử Quân vang lên, hắn lấy ra xem, chỉ thấy có một dãy số điện thoại thuộc về thành phố Giang Thị, nhưng dãy số này rất lạ. Nhìn qua cũng không phải số nhà mình. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, Chu Thường Hữu lại thức thời nói. Bí thư Vương, trước tiên tôi đi thông báo cho Lý Trường Hưng một tiếng, nói anh có thời gian rảnh, sợ rằng anh ấy sẽ rất vui đây. Vương Tử Quân vừa gọi điện thoại vừa gật đầu, khi Chu Thường Hữu rời khỏi phòng làm việc thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Alo, chào anh, đây là siêu thị Quân Thành. Một giọng nữ mềm mại vang lên từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh quen thuộc thì biết người đang nghe điện thoại là ai, hắn khẽ cười một tiếng. Anh là Vương Tử Quân, em tìm anh có việc gì vậy? Vương Tử Quân ở bên này nói xong thì hai bên có chút trầm mặc, một lúc lâu sau mới nghe Tần Hồng Cẩm ở bên kia dùng giọng oán hận nói. Bí thư Vương, anh không đến mức mỗi ngày đều bận rộn chứ? Anh cũng đừng quên mình là cổ đông của siêu thị Quân Thành, lần này anh đi hơn 10 ngày, cũng không thèm gọi điện thoại. Anh không sợ tôi ôm tiền chạy đi sao? Em chạy thì cứ chạy, sợ rằng vừa đi thì đã bị cảnh sát bắt lại, sau đó siêu thị lại về tay anh. Tần Hồng Cẩm cũng xem như một cô gái có quan hệ thân mật với Vương Tử Quân, chỉ còn kém đột phá một phòng tuyến cuối cùng mà thôi, thế cho nên hai người cũng ngấm ngầm hiểu nhau. Vì vậy lúc này Vương Tử Quân nghe thấy Tần Hồng Cẩm mở miệng dọa mình, hắn khẽ cười, đồng thời cũng cố ý chọc giận nàng không chút khách khí. Anh ngóng trông em chạy trốn như vậy sao? Anh đúng là vô lại thấy lợi quên nghĩa, em có chút chuyện cần bàn với anh, khi nào thì anh quay về. Vương Tử Quân là một lãnh đạo tuyến xã, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ thời gian, có thể tùy tiện, cũng không ai dám truy cứu anh đi sớm về muộn. Hắn đã sớm có kế hoạch quay về thành phố Giang Thị, lúc này nghe thấy Tần Hồng Cẩm nói như vậy thì hắn lên tiếng đồng ý. Hai ngày sau sẽ quay về một chuyến, đến lúc đó chúng ta nói sau. Tần Hồng Cẩm thấy hai ngày sau Vương Tử Quân sẽ quay về. Thế cho nên cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ nói đại khái tình huống kinh doanh của siêu thị mà thôi.
Nhìn vào những gì Tần Hồng Cẩm báo cáo, có thể thấy đầu óc kinh doanh của nàng vẫn rất tốt, cô nàng này không những xinh đẹp mà kinh doanh cũng rất có trật tự, rất có khả năng. Lý Trường Hưng mời khách ở quán ăn Hồng Hạnh, điều này cũng khó trách Lý Trường Hưng, dù thế nào thì quán ăn Hồng Hạnh cũng là số một ở xã Tây Hà Tử. Bà chủ quán ăn tất nhiên sẽ cực kỳ nhiệt tình đón Vương Tử Quân vào quán cơm, tuy người phụ nữ này chỉ kinh doanh nhỏ nhưng ánh mắt lại cực kỳ độc đáo chua ngoa, nàng biết rõ địa vị của bí thư Vương ở xã. Nếu như vị bí thư này có ý kiến với quán cơm của mình, như vậy việc kinh doanh của mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí chỉ cần nói một tiếng cũng đủ làm cho mình phải đóng cửa. Còn chưa đi đến phòng thì Lý Trường Hưng đã đưa theo một nhóm người của tổ giáo dục ra chào đón, bọn họ khách khí đưa Vương Tử Quân đến vị trí chủ vị, sau đó bắt đầu phân phó bà chủ đưa thức ăn lên. Khi số lần dùng cơm của Vương Tử Quân trong chỗ này dần tăng lên thì đại đa số cán bộ đều biết khẩu vị của Vương Tử Quân, vì thế lúc này thức ăn được đưa lên, hắn giật mình phát hiện đó đều là những thứ mình thích. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Trường Hưng, hắn thầm nghĩ, làm quan luôn là như vậy, sẽ có một nhóm người tình nguyện vây quanh lấy anh, hơn nữa còn có nhiều người hữu tâm, cảm thấy nghiên cứu sở thích của anh còn quan trọng hơn cả công tác. Thậm chí nếu lãnh đạo nhíu mày cũng được đối phương ghi khắc trong lòng, mức độ tri kỷ như vậy hầu như còn vượt qua cả các bậc sinh thành. Tôi tửu lượng có hạn, ly đầu mọi người cùng cạn, những ly sau cứ để tôi tùy ý. Vương Tử Quân nâng ly lên cười nói. Nếu lời nói của Vương Tử Quân được phát ra từ miệng Chu Thường Hiếu, Lý Trường Hưng nhất định sẽ không chịu bỏ qua, nhưng từ trong miệng Bí Thư Vương nói ra thì hiệu quả lại không còn giống. Dù là người trong tổ giáo dục hay Chu Thường Hiếu cũng phải ăn ý nâng ly lên cạn sạch. Sau 2 tháng làm bí thư xã, Vương Tử Quân cũng dần hòa nhập, tuy hắn không uống được nhiều rượu nhưng bữa tiệc vẫn có thể phát huy khí thế ngất trời, cực kỳ náo nhiệt. Khi Lý Trường Hưng phát động nhóm thuộc hạ của mình tấn công Chu Thường Hiếu, hắn nhanh chóng đưa đầu về phía Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Lý Trường Hưng vừa nói vừa đưa đến một gói Hồng Tháp Sơn. Vương Tử Quân thuận tay nhận thuốc, hắn thầm nghĩ, Lý Trường Hưng này 5 lần 7 lượt không phải là mời mình dùng cơm, chắc chắn sẽ có mục đích. Chương 128, một mũi tên trúng 2 chim. Thấy Vương Tử Quân không tỏ ra có vấn đề gì, Lý Trường Hưng nói tiếp. Bí Thư Vương, bây giờ phòng giáo dục đã chuyển đến số tiền sửa chữa 20 điểm trường trong xã, lại thúc giục chúng tôi nhanh chóng khởi công. Tôi và anh Triệu cũng hiểu nên khởi công. Nhưng có một số việc tôi chưa nghĩ đến, mong Bí Thư Vương hỗ trợ. Vương Tử Quân gần đây rất quan tâm đến việc dạy vào học, thế cho nên hắn gật đầu nói. Anh nói đi. Bí Thư Vương, bây giờ mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Đội thi công rất khó tìm, công trình của chúng ta lại quá nhỏ, căn bản không đáng để đấu thầu. Vì vậy tổ giáo dục chúng tôi muốn làm phiền Bí Thư giúp đỡ, đưa ra những quy định cho các đội xây cất kia. Lý Trường Hưng nói. Nụ cười trên mặt rất rạng rỡ. Tìm đội thị công. Vương Tử Quân nghe và hiểu tâm ý của Lý Trường Hưng, những năm nay chỉ cần nghe nói có công trình thì các công ty kiến trúc sẽ bay đến như ruồi, sẽ là bát tiên quá hải, thi triển đủ mọi thần thông, vận dụng đủ mọi loại quan hệ. Những người được phân công quản lý chuyện này nếu như thao tác tốt thì thật sự có thể nhận được hoa hồng cao, hầu bao phong phú, hầu như có thể mượn gió bẻ măng. Vương Tử Quân không ngốc. Hắn tất nhiên biết rõ Lý Trường Hưng nói như vậy có ý gì, đối phương nào phải là cầu cạnh gì mình. Rõ ràng là biến tướng muốn tốt cho mình, rất ẩn giấu, gián tiếp biểu đạt tâm ý rất đúng chỗ. Nhưng loại chuyện này thì hắn cũng không nghĩ dính vào, cũng không muốn dính vào, bản thân hắn cũng không thiếu tiền, ăn thịt của người thì khó thể mở miệng, bắt người thì mềm tay, ít nhất trước mắt hắn không muốn làm tù binh của tiền tài, hắn cảm thấy chỉ có thể như vậy mới đứng sừng sững trước cám dỗ của đồng tiền. Vương Tử Quân đang định mở miệng từ chối, hắn lại thấy nụ cười sáng lạn trên mặt Lý Trường Hưng, trong lòng không khỏi nhớ đến những cải biến trong trường vào kiếp trước. Cùng vì quan thương cấu kết mà làm cho môi trường của học sinh mới sử dụng được 5 năm thì xuống cấp nghiêm trọng. Lý Trường Hưng là một người bản chất không xấu nhưng cũng không phải loại người kiên trì nguyên tắc, nếu như để sự việc phát triển theo chiều hướng như vậy, xử lý Lý Trường Hưng là chuyện nhỏ nhưng làm ra một đống công trình bã đậu thì hối hận cũng không kịp. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì trầm giọng nói. Được, chuyện này sẽ do ủy ban xã ra mặt, sẽ thay anh xác định đội thi công. Trong phòng ăn của quán ăn Giang Viên, vài người Triệu Liên Sinh đang uống rượu rất vui vẻ, nhưng lúc này ngồi trên chiếc ghế chủ vị không phải là Triệu Liên Sinh, mà là một người thanh niên hơn 20 tuổi. Tiền thiếu gia, tôi kính cậu một ly.
Lúc này trên mặt Triệu Liên Sinh không còn cao cao tại thượng như ở dưới xã, hắn cung kính nâng ly rồi nở nụ cười với người thanh niên kia. Gương mặt của người thanh niên được gọi là Tiền thiếu gia cũng tràn đầy nụ cười, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt vừa nhìn qua đã biết ngay. Hắn khẽ nâng ly rượu lên nói. Anh Liên Sinh, anh rót rượu như vậy thật sự muốn em say chết. Hai ly rượu thủy tinh khẽ cụng vào nhau, Triệu Liên Sinh rót rượu ngũ lương vào miệng, chỉ cảm thấy ổ bụng nóng ran và bùng lên chút ấm áp. Hắn buông ly rượu, sau đó nhìn về phía ly rượu của Tiền thiếu gia, thấy bên trong ly vẫn còn một nửa. Vẻ mặt Triệu Liên Sinh chợt biến đổi nhưng ngay sau đó lại giống như chưa từng có gì phát sinh, hắn thành khẩn nói. Tiền thiếu gia, hai này qua thật sự khá mệt mỏi, muốn nhờ cậu sắp xếp một chút, tôi muốn gặp mặt bí thư Tiền, muốn báo cáo công tác với lãnh đạo. Tiền thiếu gia tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, vài ngày trước Triệu Liên Sinh ký kết hợp đồng đã đắc tội với ông cụ nhà mình, bây giờ đối phương muốn nhờ mình giải thích với bố. Tiền thiếu gia đối với loại chuyện thế này tất nhiên sẽ tình nguyện giúp đỡ, nhưng hắn cũng không sảng khoái đồng ý. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó gõ gõ vào ly rượu nói. Anh Liên Sinh, không phải tôi không muốn giúp đỡ anh, hai ngày qua bố tôi rất bận, tôi cũng ít khi được gặp bố. Tâm tình của Triệu Liên Sinh chợt rơi xuống đáy cốc, hắn bỏ tiền ra mời vị đại công tử này dùng cơm, hắn đã nghĩ đến thủ đoạn cuối cùng, nếu như lần này cũng không có tác dụng gì. Xem như chỉ có thể kết luận mình đã bị tiền học bân từ bỏ. Từ sau khi Vương Tử Quân đến xã Tây Hà Tử, địa vị của Triệu Liên Sinh ngày càng sa sút, nếu không còn sự giúp đỡ của bên trên, như vậy sẽ càng thêm khó khăn. Hắn là một vị cán bộ cấp chính khoa có dã tâm, hắn cũng không thể thỏa mãn vì chút thành tựu vào lúc này. Triệu Liên Sinh nghĩ đến đây thì bức bối hít vào một hơi thuốc thật sâu, lại nghe thấy vị tiền thiếu gia kia lên tiếng. Anh Liên Sinh! Yêu cầu này của anh cũng có chút gây khó cho tôi, nhưng tôi cũng không thể nhìn anh Liên Sinh bó tay chịu trói được. Thế này đi, ngày mai bố tôi sẽ về nhà dùng cơm, theo tôi thấy, anh Triệu không bằng đến nhà quây quần dùng cơm là được. Quây quần dùng cơm. Những chữ như vậy rơi vào trong tai của Triệu Liên Sinh giống như âm thanh của tự nhiên, hắn biết rõ, có vị đại công tử này ra tay, như vậy tình huống mình báo cáo rõ ràng với bí thư Tiền sẽ không chạy đi đâu được. Triệu Liên Sinh thân ở trong quan trường. Chút vấn đề như vậy tất nhiên là biết rõ, nếu không thể tiếp xúc nhiều với lãnh đạo thì chỉ có thể ra tay ở những người bên cạnh, cái này gọi là chiến thuật vu hồi, nhiều khi cũng có thể cho ra hiệu quả lớn. Triệu Liên Sinh thầm mừng rỡ, hắn nâng ly rượu lên nói. Tiền thiếu gia, tôi kính cậu một ly. Tiền thiếu gia nhìn vẻ mặt vui mừng rạng rỡ của Triệu Liên Sinh mà thầm nghĩ, khó trách người ta nói Triệu Liên Sinh là một con chó, ném ra một khúc xương sẽ vẫy đuôi lấy lòng. Tuy trong lòng Tiền thiếu gia cảm thấy rất hèn mọn nhưng vẫn thân mật uống cạn nửa ly rượu ngũ lương. Tiền thiếu gia tên là Tiền Thiếu Phương, là con trai lớn của phó bí thư huyện ủy Tiền Học Bân, người này không tham gia công tác nhà nước, nghiệp vụ chủ yếu là nhận thầu một vài công trình kiến trúc. Vì có bố là Tiền Học Bân bao phủ, thế cho nên Tiền Thiếu Phương làm ăn xuôi trèo mát mái, không gặp phải bất kỳ tình huống đau khổ nào khác. Dù là bất kỳ công trình nào lớn hay nhỏ, chỉ cần Tiền thiếu gia có hứng thú, đều có thể nhúng tay vào. Tiền thiếu phương khẽ đặt ly rượu xuống bàn, hắn hít vào một hơi vừa lẩm bẩm. Rượu ngũ lương này đúng là dễ uống, rượu Giang Châu của chúng ta tuy tốt nhưng uống vào cũng không có hương vị như rượu ngũ lương này, chẳng qua giá cả của nó có hơi đắt. Người nào trong huyện Hồng Bắc này mà không biết Tiền thiếu gia có giá trị con người trên cả triệu. Người khác có thể không uống được rượu ngũ lương, nhưng đối với cậu, thứ này cũng không phải là vấn đề. Vương Lục Thuận ngồi dưới tay đang ăn thịt lại dùng giọng mơ hồ không rõ nói. Tiền thiếu phương có lẽ đã chán nghe những lời nịnh nọt như thế này, thế nhưng Vương Lục Thuận nói ra vẫn làm cho hắn rất hưởng thụ, hắn cười ha hả nói. Tiểu Vương, anh thật sự rất biết cách nói, nhưng nói thật, tôi cũng đã sắp phát điên lên, rượu ngũ lương này cũng khó thể uống nổi, bây giờ cả huyện Hồng Bắc không có hạng mục gì, thật sự mất hứng. Nếu so tuổi thì Vương Lục Thuận lớn hơn Tiền thiếu phương cả chục tuổi. Nhưng bây giờ lại bị một kẻ nhỏ hơn chục tuổi gọi là Tiểu Vương, điều này làm cho Vương Lục Thuận cảm thấy buồn bực. Nhưng ngay sau đó hắn đã trở lại bình thường, vì tất cả đều là người một nhà, hơn nữa lãnh đạo của mình có việc cần cầu người, thế nên nói chuyện cũng phải có ba phần khách khí. Triệu Liên Sinh nhìn gương mặt trẻ măng của Tiền Thiếu Phương, hắn có chút trầm ngâm, một kế sách chợt xuất hiện trong lòng. Xã Tây Hà Tử có 20 trường tiểu học cần sửa chữa, hắn tuy không trực tiếp quản lý nhưng cũng được biết về vấn đề này. Nói thật là hắn rất bội phục vì Vương Tử Quân có thể tìm về tài chính để sửa chữa cho các điểm trường tiểu học trong xã,
vào thời điểm quan trọng thế này mà kiếm được tiền của phòng giáo dục, căn bản không phải ai cũng có thể hoàn thành được. Nhưng có một vấn đề Triệu Liên Sinh hiểu rõ ràng, đây chính là thành tích mà Vương Tử Quân tranh thủ được, đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình nhúng tay vào. Nghĩ đến Vương Tử Quân thì Triệu Liên Sinh thật sự có chút tức tối, từng tình huống tranh chấp xảy ra làm cho hắn cảm nhận được sự đanh đá chua ngoa của Vương Tử Quân, người trẻ tuổi kia không thể khinh thường, đừng nghĩ đối phương còn non mà lầm, đó thật sự là một người rất độc đáo và chua ngoa. Khi vị bí thư trước Vương Tử Quân còn tại vị ở xã Tây Hà Tử, Triệu Liên Sinh dựa vào bản lĩnh của mình mà hầu như làm cho người này mất hết quyền lực, nhớ năm đó hắn đắc ý như thế nào, lực khống chế hầu như là không có gì nghi vấn. Nhưng lúc này lại khác, lực ảnh hưởng của vị bí thư trẻ tuổi kia càng lúc càng lớn, thậm chí Triệu Liên Sinh cảm nhận được đại vị của một chủ tịch xã như mình càng lúc càng rút, hầu như lung lay sắp đổ. Không phải không cho mình tham gia sao, ông sẽ cho mày biết mùi. Một cảm giác ghen ghét bùng lên trong lòng Triệu Liên Sinh, hắn cảm thấy ngực mình rất đau nhức. Tiền thiếu gia, nếu nói về phương pháp kiếm tiền thì tôi lại có. Triệu Liên Sinh nâng ly rượu lên dùng giọng âm trầm nói. Tiền thiếu Phương cũng không rót rượu mà dùng giọng không đếm xỉa nói. Anh Triệu, anh sẽ không nói đến hạng mục của tập đoàn Chính Hồng đấy chứ. Tôi cũng biết đó là một khối thịt béo, nhưng đáng tiếc là ông nhà đã lên tiếng, tôi nếu dám nhúng tay vào sẽ bị chặt đứt chân. Triệu Liên Sinh nhìn thấy chút không cam lòng trong mắt Tiền thiếu Phương, thế là không khỏi bội phục vài phần với lãnh đạo của mình. Hạng mục kia là của thương nhân Hong Kong đầu tư, càng là tiêu điểm của thị ủy. Dù chỉ cần một chút khe hở của hạng mục cũng đủ làm cho người ta cả đời không lo chuyện cơm áo, nhưng nguy hiểm trong đó thật sự là quá lớn. Tiền Học Bân có thể đưa ra yêu cầu như vậy với Tiền đại thiếu gia, xem như ánh mắt của lãnh đạo không phải sâu xa như bình thường. Triệu Liên Sinh thầm tán dương lão lãnh đạo của mình, ngoài miệng lại càng nói lời nịnh hót, hắn cười ha hả nói. Cậu Tiền, lãnh đạo biết rõ hạng mục kia không thể động vào, anh Triệu của cậu cũng hiểu đạo lý đó, chúng ta là anh em có giao tình lâu năm. Sao tôi lại đẩy cậu vào trong hố lửa cho được? Tiền thiếu Phương trước nay tuy chỉ dựa vào bố để tìm kiếm công trình xây dựng, nhưng bản thân hắn cũng không phải loại người yếu kém, nghe thấy Triệu Liên Sinh nói như vậy thì trong lòng hiểu ra vấn đề. Có tiền chính là mẹ, bây giờ tiền trong túi đã có hơi cạn, điều này tất nhiên sẽ làm cho Tiền thiếu Phương phải lo lắng. Hắn thấy Triệu Liên Sinh ăn nói úp mở thì lập tức nhấc chai rượu ngũ lương còn hơn một nửa lên rót đầy ly. Anh Triệu! Anh em đều là người chân thực thành thật, tất nhiên cũng có lúc không hiểu rõ, chỉ kính xin anh Triệu chỉ điểm, có chỗ tốt cũng không thiếu cho anh Triệu. Xem cậu nói kìa, anh Triệu tiết lộ cho cậu vài phần tin tức, không phải cũng muốn anh em kiếm thêm được chút tiền sao? Sau đó hai người cùng cười, quan hệ thêm thân cận vài phần. Sau khi uống cạn thêm một ly rượu, Triệu Liên Sinh lúc này mới chậm rãi nói. Xã Tây Hà Tử chúng tôi gần đây không phải chỉ có một hạng mục. Hạng mục của tập đoàn Chính Hồng thì cậu không được động vào, nhưng chuyện tu sửa hơn 20 trường tiểu học trong xã, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ có hứng thú. Tu sửa 20 trường tiểu học. Ánh mắt Tiền thiếu Phương chợt sáng lên, hắn mở một công ty xây dựng, tất nhiên biết rõ lợi nhuận của một công trình kiến trúc, đặc biệt là công trình tu sửa hơn 20 trường tiểu học, chỉ cần qua tay là dễ dàng có ngay 5-60 ngàn. Những năm 90 thì nhân viên nhà nước chỉ có được số lương 200-300 đồng, nếu có được 5-60 ngàn. Căn bản cũng xem như là một số tiền lớn. Ha ha ha, tôi đã nói rồi, anh Triệu chính là phúc tinh của anh em, hôm nay xem như ứng nghiệm. Anh Triệu, chưa nói đến những thứ khác, bây giờ anh em mời anh ba ly, cảm tạ anh đã giao công trình kiến trúc kia cho em. Tiền thiếu Phương đã nghĩ rõ những vấn đề bên trong, hắn chợt tỉnh táo tinh thần, sau đó chuẩn bị rót rượu cho Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh thấy Tiền thiếu Phương quả nhiên đã nhập hồn về xác, hắn thấy rất đắc ý. Nhưng hắn lại nhanh chóng che ly rượu của mình lại rồi nói. Cậu Tiền, với giao tình của anh em chúng ta thì chuyện xuất toàn lực giúp đỡ là đương nhiên, nhưng nói thật với cậu, bây giờ anh còn chưa làm gì được. Tuy Tiền thiếu Phương đặt hết tinh lực lên vấn đề kinh doanh, nhưng hắn lại hiểu rõ những tình huống gió thổi cỏ lay ở huyện Hồng Bắc như lòng bàn tay. Khi Vương Tử Quân đến thì có nhiều chuyện xảy ra, hắn tất nhiên sẽ biết rõ ràng. Anh nói chuyện này còn phải chờ tên Vương Tử Quân kia đồng ý có phải không? Tiền thiếu Phương đặt ly rượu xuống rồi thản nhiên nói. Đúng vậy, chính là cần bí thư Vương gật đầu đồng ý, khoản tiền kia là do anh ta kiếm về được. Triệu Liên Sinh nói đến đây thì khẽ cười lộ hàm răng trắng. Tiền thiếu Phương tuy nghe nói Vương Tử Quân kia nhiều ít cũng có chút không thoải mái với bố mình, nhưng hắn thấy, chỉ cần mình duỗi tay thì Vương Tử Quân kia sẽ chịu thua mà thôi.
Dù thế nào thì bố mình vẫn là phó bí thư huyện ủy, có mấy người trong thể chế tình nguyện đắc tội với lãnh đạo quản lý chức quan của mình. Cùng lắm thì ném ra vài đồng thi vấn đề được giải quyết. Tiền thiếu Phương thầm hạ quyết tâm, sau đó hắn nâng ly rượu lên nói. Tôi sẽ lo chuyện của Vương Tử Quân, anh Triệu, tôi hiểu rõ tâm ý của anh, tất nhiên sẽ không thiếu tình huống cảm tạ. Tiền thiếu Phương nói rồi cầm chai rượu rót đầy ly cho Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh thấy mình đạt được mục đích thì thầm nở nụ cười, hắn thoải mái nâng ly với Tiền thiếu Phương. Vì lúc này có chung lợi ích nên Tiền thiếu Phương cũng không bày ra cái giá như vừa rồi, cũng không đi lòng vòng, trực tiếp uống rượu làm cho chủ và khách đều vui vẻ, cuối cùng còn có chút men say. Đoàn người uống rượu xong thì lưu luyến chia tay ngoài cổng quán ăn Giang Viên, nhóm Triệu Liên Sinh leo lên xe của đồn công an bỏ đi, Triệu Tứ Dược phụ trách lái xe xì lên một tiếng khinh miệt. Cái quái gì vậy, không phải là con trai của một phó bí thư huyện ủy sao? Nếu như tôi ở vào địa vị của hắn, tôi còn làm tốt hơn hắn nhiều lần. Những năm nay có thể phát triển được tốt hay không nào cần phải xem vào năng lực cá nhân. Rõ ràng là cha già liều mạng. Triệu Tứ Dược có ý kiến như vậy chủ yếu là lúc vừa rồi mời rượu, Tiền thiếu Phương ngồi đó tiếp nhận ly rượu được hắn dâng lên bằng cả hai tay, thế nhưng người này chỉ nhấp môi, căn bản không có ý uống cạn. Tuy Triệu Tứ Dược ở trong huyện chẳng là thứ gì, nhưng hắn cũng là kẻ đắc ý ở xã Tây Hà Tử, khi đó tuy không nói gì nhưng cũng ghi tạc hình bóng ngạo mạn của Tiền thiếu Phương vào trong lòng. Tứ Dược, những lời này chính bản thân hiểu rõ là được, ngàn vạn lần đừng nói lung tung, tai vách mạch rừng. Tiền thiếu Phương bên kia cũng không phải là người cậu có thể đắc tội được. Triệu Liên Sinh nhíu mày lên tiếng khiển trách Triệu Tứ Dược. Triệu Tứ Dược rất tôn kính người anh em kết bái là Triệu Liên Sinh, sau khi bị Triệu Liên Sinh dạy bảo vài câu, hắn cười hì hì nói. Xem đại ca nói kìa, em cũng chỉ cào nhau vài câu trước mặt anh mà thôi, trước mặt người ngoài em sẽ không biết giữ lời sao. Nói thật, em chỉ không quen nhìn bộ dạng của tên kia mà thôi. Đại ca, anh ném cho tên khốn không ra gì kia một miếng thịt béo, sợ rằng hắn sẽ làm cho nát bét. Triệu Tứ Dược chạy xe rồi dùng giọng tùy ý nói. Giao cho hắn, hừ hừ, tôi chẳng qua chỉ làm cho đối phương bị chặn ngang họng mà thôi, đỡ cho đám người kia đắc ý quên hình, cho sự việc thêm trầm trọng một chút. Triệu Liên Sinh châm một điếu A Thi Mã, sau đó hít vào một hơi, dùng giọng độc ác nói. Ba chữ đám người kia vừa ra khỏi miệng Triệu Liên Sinh thì trong xe trở nên yên ắng. Đám người dĩ vãng làm loạn ở xã Tây Hà Tử thật sự trầm mặc, đám người kia đại biểu cho ai thì bọn họ biết rõ ràng, đó chính là một tảng đá lớn trong lòng bọn họ. Vương Lục Thuận từ khi lên xe không nói câu nào, hắn không muốn chen vào không phải vì không đủ thân phận, mà cũng vì sự việc sửa chữa trường học trong xã. Hắn là một người xã Tây Hà Tử, tuy hắn làm người không tốt nhưng cũng có chút cảm tình với quê hương, hắn cảm thấy nín thở vì Triệu Liên Sinh giới thiệu hạng mục sửa chữa trường học trong xã cho Tiền thiếu Phương. Tiền thiếu Phương là ai? Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng Vương Lục Thuận lại hiểu rất rõ, nếu để cho vị công tử kia trộn lẫn vào, cuối cùng sẽ có kết quả thế nào thì biết ngay. Chất lượng công trình không tốt, công trình bã đậu. Những chữ này liên tục lóe lên trong đầu Vương Lục Thuận, hắn nghĩ đến tình huống ngôi trường con cháu mình sẽ phải học tập, thế là không khỏi có chút bất mãn với Triệu Liên Sinh. Nhưng chút bất mãn này Vương Lục Thuận chỉ giấu ở trong lòng mà không dám nói ra. Xe dừng lại vững vàng trước cổng ủy ban xã, Triệu Liên Sinh có vài phần mem say loạng choạng bước xuống, một bữa cơm hoàn thành hai việc, điều này làm hắn cảm thấy có chút thành tựu, hắn khẽ cười vài tiếng rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Chương 129, không ôm hết công. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vù vù, Triệu Liên Sinh nằm trong chăn ngủ rất thoải mái, đúng lúc này hắn nghe thấy có người gõ cửa phòng, trong lòng rất khó chịu. Hắn kéo mền lên che kín đầu, tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ như đối nghịch với hắn, chỉ khẽ dừng lại rồi tiếp tục vang lên, giống như thể không bỏ qua. Con bà nó, không để cho người ta ngủ yên. Triệu Liên Sinh có chút căm tức đứng lên khỏi giường, hắn lê dép nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa. Hắn mở cửa và định chửi ầm lên, chợt thấy Vương Tử Quân bình tĩnh đứng ngay bên ngoài. Bí thư Vương. Triệu Liên Sinh vừa định nổi nóng thì tỏ ra xấu hổ, hắn mở miệng mời chào, trong lòng cảm thấy có chút không yên. Chủ tịch Triệu, anh rửa mặt rồi đến phòng họp, chúng ta mở hội nghị ban ngành. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Triệu Liên Sinh, sau đó xoay người đi về phía phòng họp. Khi Vương Tử Quân bỏ đi, Triệu Liên Sinh mới chợt phát hiện sau lưng của đối phương không những có Chu Thường Hữu, còn có các thành viên ban ngành khác. Con bà nó, uống quá say. Triệu Liên Sinh chợt có ý nghĩ như vậy,
hắn vừa muốn lui vào phòng thì thấy ủy viên tổ chức Lý Thu Na bụng mặt chạy về phía phòng họp. Triệu Liên Sinh kinh ngạc nhìn qua ngó lại, sau đó lại nhìn mình, không có vấn đề gì cả. Hắn thầm buồn bực, sau đó cúi đầu xem xét, thiếu chút nữa thì chết ngất. Bây giờ tuy là cuối thu nhưng nhiệt độ giữa trưa vẫn không giảm, hơn nữa hôm nay đi uống rượu, Triệu Liên Sinh quay về phòng thì tắm rửa một cái cho thoải mái, sau đó mặc quần cộc lên giường ngủ. Hắn ngủ rất say, sau đó bị tiếng gõ cửa phòng của Vương Tử Quân đánh thức, thế cho nên nổi giận đùng đùng đi ra, căn bản quên mất mình vẫn chưa ăn mặc đường hoàng. Vương Tử Quân thì không nói gì, nhưng Lý Thu Na cũng là người từng trải, đáng lý không nên có phản ứng như vậy mới đúng chứ. Khốn nổi vừa rồi chủ tịch Triệu ngủ và gặp giấc mộng tốt đẹp, bên dưới cũng cứng ngắc và trống lên rõ ràng, thế cho nên dù Lý Thu Na có mạnh mẽ thế nào cũng phải đỏ mặt chạy đi. Ha ha ha! Khi ánh mắt Triệu Liên Sinh thấy rõ ràng thì Cửu Gia Thành và Tả Vận Xương cũng đã nhìn rõ, chỉ sau khoảnh khắc thì tiếng cười hiểu ý đã vang lên. Chủ tịch Triệu vừa thấy tình huống như vậy thì vẻ mặt có hơi đỏ tím, cũng bất chấp gì khác mà tiến vào phòng, đóng cửa lại. Nhưng tiếng cười vẫn truyền từ ngoài vào trong, Triệu Liên Sinh vừa rửa mặt vừa thầm mắng Lý Thu Na, con bà nó cô cũng không phải thiếu nữ thuần khiết, cũng quen làm những việc phóng đãng, bây giờ còn giải vờ tỏ ra tinh khiết, đúng là không ra gì. Triệu Liên Sinh bận rộn một lúc lâu mới đi vào phòng họp, lúc này nhóm Vương Tử Quân đã ngồi ngay ngắn quanh bàn, gương mặt Lý Thu Na cũng đã bình thường trở lại. Ha ha ha, chủ tịch Triệu vẫn còn trẻ tuổi, vẫn không giảm trạng thái dũng mãnh. Tả Vận Xương nhìn Triệu Liên Sinh đi vào phòng mà dùng giọng trêu tức nói. Lúc này phòng họp yên tĩnh chợt cười vang, Vương Tử Quân cũng khẽ cười, hắn nhìn Triệu Liên Sinh, thầm nghĩ tình cảnh vừa rồi thật sự rất đáng cười. Nếu là trước kia có người gây tổn hại cho mình, Triệu Liên Sinh nhất định sẽ đáp lại vài câu, bây giờ tình huống là như vậy, có cả Vương Tử Quân ngồi đây, hắn cũng không biết nói thế nào cho phải. Được rồi, mọi người cũng không nên tiếp tục nói về chuyện này nữa. Ai cũng có lúc như vậy cả. Vương Tử Quân nhìn đám thành viên ban ngành đang hào hứng bừng bừng, hắn vung tay lên kết thúc đề tài vào lúc này. Khi âm thanh uy nghiêm của Vương Tử Quân vang lên thì bầu không khí hội nghị dần cô đọng, các thành viên ban ngành cũng thu lại nụ cười. Trước tiên tôi nói về một việc nhỏ, các đồng chí, ai cũng biết câu nói càng phân càng ít, càng nói càng truyền nhiều, rơi vào tai người cuối cùng thì không biết đã biến đổi bao nhiêu lần. Vì vậy tôi cho ra chỉ thị với sự việc vừa rồi. Cầm không cho bất kỳ ai nói ra ngoài. Vương Tử Quân nâng ly nước lên rồi dùng giọng trầm trọng nói với mọi người. Triệu Liên Sinh nghe vậy mà cảm thấy không vui, thầm nghĩ không phải có chút vấn đề và bị Lý Thu Na nhìn thấy thôi sao, có gì mà chính trọng như vậy. Giống như ông và Lý Thu Na bị mọi người bắt gian không bằng. Nhưng lúc này trong lòng Triệu Liên Sinh chợt lóe lên ý nghĩ, thứ gì càng cấm thì truyền bá càng nhanh, cuối cùng sẽ lan tràn như cỏ dại. Vương Tử Quân đã ra lệnh cấm truyền bá. Chỉ sợ không qua được hôm nay, tất cả cán bộ công nhân viên chức trong xã đều biết hết rồi. Triệu Liên Sinh thầm mắng Vương Tử Quân một câu nhưng ngoài miệng lại không có gì để nói. Đám thành viên ban ngành nghe lời cảnh cáo của Vương Tử Quân mà cười thầm, nhưng bọn họ nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Vương Tử Quân, cũng tranh thủ tỏ ra nghiêm chỉnh, áp chế biểu cảm của mình. Vương Tử Quân lên tiếng, đầu tiên nói về các công tác thông lệ, cũng không có nhiều vấn đề, nhưng khi lời nói của hắn xoay chuyển. Tinh thần của các thành viên ban ngành chợt tập trung hơn, cảm đám gióng lỗ tai lên nghe ngóng. Tôi thông báo với mọi người một tin tốt, hạng mục cải tạo hơn 20 trường tiểu học trong xã đã được thông qua, trước mắt phòng giáo dục huyện đã chuyển khoản xuống cho xã. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn đám thành viên ban ngành rồi lớn tiếng nói. Điều này thì đa số các thành viên ban ngành đều đã biết, nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cả đám vui vẻ ra mặt. Chu Thường Hữu có chút trầm ngâm. Chuẩn bị mở miệng nịnh nọt lãnh đạo của mình. Hắn là một cán bộ công tác lâu năm, tất nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng Chu Thường Hữu còn chưa kịp mở miệng thì Tề Á Bân đã nói. Nói đến chuyện này thì thật sự hổ thẹn, tôi là một cán bộ nắm công tác văn hóa giáo dục và vệ sinh, tôi đại biểu cho toàn thể giáo viên học sinh trong xã cảm tạ Bí Thư Vương đã lấy về một khoản tiền tốt đẹp như vậy, xem như tạo phúc cho con em sau này. Vẻ mặt Triệu Liên Sinh chợt biến đổi. Lần này Tề Á Bân lên tiếng đã biểu thị các thành viên ban ngành đã cho ra lựa chọn tiên minh giữa mình và Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy rất khó khăn. Vương Tử Quân còn chưa đến thì Tề Á Bân cũng coi như là một con ngựa của Triệu Liên Sinh, khi đó hắn cũng không coi Tề Á Bân này ra gì, cũng không cho đối phương đứng sát bên mình. Tề Á Bân nói một câu làm cho lòng người cảm thấy thoải mái,
Vương Tử Quân tất nhiên cũng hiểu đây là đối phương tỏ thái độ về phía mình, thế là hắn cười ha hả nói. Á Bân, những lời này chúng ta đóng cửa nói với nhau thì được, nhưng cũng đừng nên truyền đi, đỡ tạo ra áp lực cho tổ giáo dục. Hôm nay tôi mở hội nghị ban ngành cũng không phải chỉ để thông báo cho mọi người về tin tức này, mà muốn để cho mọi người bàn luận xem chúng ta dùng số tiền kia sao cho thật tốt, như thế nào sửa chữa 20 ngôi trường kia cho tốt. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, các đồng chí, chúng ta cần phải hợp mưu hợp sức làm tốt chuyện này, chứng thực rõ ràng. Vương Tử Quân vừa nói xong thì Trương Dân Cường và các thành viên ban ngành bắt đầu tích cực lên tiếng xem nên sửa chữa như thế nào, nhưng bọn họ nhắc đến vấn đề sửa chữa nhưng không đả động đến chuyện nhận thầu. Điều này cũng không phải là bọn họ quên, mà bọn họ đều biết rõ, khoản tiền này do Bí Thư Vương kéo về xã, như vậy ở phương diện quan trọng nhất thì nên để cho Bí Thư có thể tự do phát huy. Triệu Liên Sinh nghe những lời nịnh hót của đám thành viên ban ngành với Vương Tử Quân mà thầm cảm thấy không vui. Nhưng nghĩ đến những gì mình bày ra với Vương Tử Quân, hắn thầm cảm thấy thư thái hơn. Hừ, Vương Tử Quân, anh có thể áp chế tôi cũng sẽ cho anh tiếp tục đắc tội với Bí Thư Tiền. Tôi xin được nói hai câu, hạng mục sửa chữa này do Bí Thư Vương hao tốn biết bao tâm tư để kéo về xã, tôi thấy việc nhân đức không nhường ai, cảm thấy hạng mục này nên do Bí Thư Vương phụ trách, cần phải nhanh chóng sửa chữa lại cho con em chúng ta được học tập tốt hơn. Triệu Liên Sinh chờ Trương Dân Cường nói xong thì cũng nhanh chóng lên tiếng. Triệu Liên Sinh nói ra như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của các thành viên ban ngành, dù sao thì đó cũng là hạng mục do Bí Thư Vương tranh thủ được, cũng nên để cho Bí Thư phụ trách. Dù là vì lợi ích thực tế hay vinh dự, chính mình chỉ cần đi theo bên cạnh trợ giúp một chút là được. Vương Tử Quân nghe các thành viên ban ngành nói như vậy mà có hơi nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát rồi mới thản nhiên nói. Các đồng chí lên tiếng làm tôi cảm thấy rất vui, đồng thời cũng cảm thấy rất ấm áp. Mọi người đối mặt với thành tích mà có biểu hiện như vậy làm tôi cảm thấy ban ngành rất có sức chiến đấu. Nhưng các đồng chí, chính tôi cũng có một ý nghĩ, đó chính là lực lượng một người có hạn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực sức mạnh thành đồng, sẽ không núi nào không qua, không sông nào không vượt. Mọi người muốn tôi phụ trách hạng mục này, tôi xin nhận ý tốt của mọi người, tôi là bí thư, hạng mục này cũng do tôi chủ động liên lạc. Cuối cùng cũng chạy hạng mục thành công, vì vậy mọi người nghĩ rằng chiến tích phải thuộc về tôi, có phải vậy không? Đám thành viên ban ngành đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, bọn họ trố mắt nhìn nhau một lát, sau đó lộ ra nụ cười thật tình. Các đồng chí, tôi hiểu tâm ý của mọi người, nhưng tôi cũng phê bình mọi người, nghĩ như vậy cũng không tốt. Xã Tây Hà Tử chúng ta là một thể, cùng chung vinh nhục. Dù tôi đi đầu và tranh thủ được hạng mục về xã nhưng việc chứng thực hạng mục cũng cần toàn thể thành viên ban ngành cùng nhau cố gắng. Vương Tử Quân dù nói vài lời phê bình nhưng lại làm cho đám thành viên ban ngành ở đây cảm thấy ấm lòng, vốn là thành tích của Bí Thư Vương, bây giờ ai cũng được chia đều, ai sẽ mất hứng chứ. Bây giờ đang ở vào cao trào đề xướng đảng ủy chính quyền phải tách biệt ra, chúng ta cũng nên quán triệt và chứng thực tinh thần này. Tôi thấy thế này. Công tác sửa chữa 20 trường tiểu học trong xã sẽ do khối chính quyền làm chủ đạo. Chủ tịch Triệu, tôi xin đại biểu cho đảng ủy giao trách nhiệm này cho anh. Hy vọng anh và chủ tịch Cử phụ trách hạng mục này, làm sao cho tốt, chứng thực rõ ràng. Cái gì, giao nó cho mình? Triệu Liên Sinh chợt cảm thấy đầu óc phình lớn, đang lúc không biết nói thế nào thì Vương Tử Quân đã nói tiếp. Bí thư Tả, vì liên quan đến vấn đề an toàn của hơn 1.000 giáo viên học sinh trong xã, cho nên không thể thả lỏng chất lượng công trình. Ủy ban kỷ luật xã chúng ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm này, chất lượng công trình tôi giao cho anh, nếu như có bất kỳ sai lầm gì, tôi sẽ hỏi tội anh. Tả Vận Xương tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại tách phương diện vận tác và chất lượng công trình ra làm hai, lão có chút ngây người, mà máu cũng có hơi nóng lên. Lão là một cán bộ sắp về hưu, đã công tác nhiều năm ở xã Tây Hà Tử, lão cảm thấy mình nên làm một chuyện tốt cho nhân dân trong xã, coi như chút việc tốt cuối cùng. Bí thư Vương cứ yên tâm. Vấn đề chất lượng công trình cứ giao cho tôi. Triệu Liên Sinh dần bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới ý thức được chỗ cao siêu của Vương Tử Quân, hắn nắm lấy phương diện tách đảng ủy và chính quyền ra để đổ công trình lên đầu mình, sau đó lại ném công tác giám sát chất lượng công trình cho Tả Vận Xương. Như vậy mình là kẻ lao tâm lao lực mà chẳng có được lợi lộc gì, nếu có thành tích thì bí thư sẽ chiếm đầu to, hơn nữa sự kiện phân công cũng đề cao uy tín của Vương Tử Quân, vì đã khí phách giao hạng mục tốt này cho mình. Triệu Liên Sinh nghĩ đến tình huống mình rơi thiệu với Tiền Thiếu Phương mà đầu óc trầm xuống, mình quá ngốc, bây giờ xem như nhấc đá đập chân mình.
Khi Vương Tử Quân nói một tiếng tan họp thì tâm tình của Triệu Liên Sinh vừa lạnh vừa đau, cảm thấy mình giống như rơi vào trong khe băng tuyết. Sự thật đã chứng minh những chỗ có da thịt sẽ không phải chỉ có một con ruồi bay đến, khi Vương Tử Quân quyết định chi tiết về hạng mục cải tạo sửa chữa 20 trường tiểu học trong xã thì có không ít cuộc điện thoại gọi đến. Nhưng Vương Tử Quân lại yêu cầu những người kia liên lạc với Triệu Liên Sinh, nói rằng mình vừa mở hội nghị ban ngành, đảng ủy chính quyền xã Tây Hà Tử có sự tách biệt, thế nên hạng mục kia đã giao cho Chủ tịch Triệu phụ trách. Nếu như đảng ủy cứ khăng khăng giữ lấy, sợ rằng xe khó thể nào làm cho đám cán bộ tuyến dưới sáng tạo triển khai và mở rộng công tác. Còn thực tế lúc này Triệu Liên Sinh muốn ứng phó với đám người kia như thế nào, cũng không phải việc mà Vương Tử Quân có thể can thiệp. Vương Tử Quân duỗi lưng một cái, hắn nhìn lịch trên bàn công tác, ngày mai là cuối tuần, cũng nên quay về Giang Thị một chút. Hắn nghĩ đến cô gái xinh đẹp có cặp mắt to tròn đang chờ mình, thế là trong lòng không khỏi bùng lên chút chờ mong. Tút, tút, tút. Máy nhắn tin vang lên, từ khi có cái máy nhắn tin này thì Vương Tử Quân mới biết vì sao người ta gọi nó là sợi dây thừng buộc lưng. Hắn là bí thư đảng ủy xã, chiếc máy nhắn tin này chưa từng ngừng phát ra âm thanh, thỉnh thoảng sẽ có người kêu gọi làm hắn cảm thấy thiên hạ rộng lớn mà không có chỗ ẩn nấp. Nhưng dù hắn có phiền hà thế nào cũng phải chịu đựng, tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp chính khoa, hắn cần phụ trách tốt công tác của mình. Vương Tử Quân nhìn số điện thoại trong máy nhắn tin mà ngây người, sau đó hắn cầm lấy điện thoại gọi đi. Alo, Bí thư Vương, đã nhiều ngày không gặp, cậu không quên tôi đấy chứ? Âm thanh của Chu Ái Quân vang lên. Chu Ái Quân là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Hồng Bắc, đối với Vương Tử Quân thì đây là một vị cán bộ ăn nói rất hợp ý. Quên anh sao, nào dám chứ, nhưng đồn trưởng Chu cả ngày xuất quỷ nhập thần, tôi lại có chút bận rộn, thế nên mới thiếu liên lạc. Bây giờ anh có rảnh không? Rảnh thì đến chỗ tôi mời anh uống rượu. Vương Tử Quân cũng đã trọng sinh được vài tháng, lúc này sinh lý biến hóa thì trong lòng càng thêm trẻ trung, hắn cũng tùy hí nói đùa với Chu Ái Quân. Xuống xã Tây Hà Tử uống rượu sao? Ha ha, Bí thư Vương, xã cậu có quán rượu nào tốt? Đến huyện đi, tôi đã chuẩn bị xong, phòng khách quý của quán cơm Giang Viên, không gặp không về. Chu Ái Quân nói rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân tất nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của quán ăn Giang Viên, nơi đó chính là một khách sạn khá cao cấp ở huyện Hồng Bắc, hắn từng về huyện dùng cơm vài lần nhưng chưa lần nào đến quán cơm Giang Viên. Chu Ái Quân nói mình đến quán cơm Giang Viên, chỉ sợ cũng không phải chỉ một người dùng cơm. Hắn nhìn về số điện thoại trong máy nhắn tin, cũng không phải là điện thoại bàn, mà là số điện thoại di động. Trong huyện Hồng Bắc cũng có vài chiếc điện thoại di động đầu tiên, hơn nữa đều nằm trong tay lãnh đạo huyện ủy, người bình thường căn bản không dùng được thứ này. Chưa nói đến tiền phí mua sắm 30-40 ngàn, phí nghe gọi cũng cao, thật sự khó thể tiếp thu, bây giờ Chu Ái Quân đang dùng điện thoại di động của ai? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, nhưng sau đó hắn vẫn quyết định đi, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Chu Thường Hữu. Một lát sau Tiểu Tào đã chạy xe đến trước phòng làm việc của hắn. Khi uy nghiêm của Vương Tử Quân càng nặng, Tiểu Tào càng thêm tôn trọng Vương Tử Quân, xe dừng lại thì nhanh chóng bước xuống giúp lãnh đạo mở cửa. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ân cần của Tiểu Tào mà khẽ gật đầu, hắn tùy ý ngồi ra sau xe, bắt chuyện vài câu với Tiểu Tào, sau đó nhắm mắt lại. Tiểu Tào lái xe vô cùng nhẹ nhàng, không mất bao lâu thì đã đến huyện thành. Hắn rõ ràng rất quen thuộc huyện thành, chỉ cần Vương Tử Quân nói ra hai chữ Giang Viên, hắn đã nhanh chóng chạy đến nơi. Quán cơm Giang Viên là một tòa nhà 3 tầng, bên ngoài là một khoảng sân cây đầy hoa cỏ giống như một mặt thảm đẹp đẽ, những đóa hoa như ánh sao tô điểm cho bầu trời. Chỉ cần nhìn qua là thấy quán rượu này rất có quy cách. Đứng ngay cửa vào là một tiểu thư tiếp tân mặc sườn xám vàng nhạt, bộ dạng trắng nõn và cao hơn 1m7, hơn nữa còn có dáng người rất thướt tha. Mỗi khi có khách đi đến thì cô gái này sẽ khom lưng hành lễ, ngọt ngào chào hỏi, tư thái uyển chuyển làm cho lòng người bành trướng. Trong huyện không thiếu cán bộ thích cách phụ vụ thường lưu hành vào kiếp trước thế này, vì thế mà quán ăn Giang Viên phát triển rất nóng. Chương 130, chờ anh về nhà. Khi Vương Tử Quân đi vào trong khoảng sân thì có thêm 4 tiểu thư tiếp tân tiến ra đón chào, bộ dạng trắng nõn cao ngất giống như diễn viên múa ba lê. Nhưng kiếp trước hắn đã nhìn quen cảnh tượng này, cũng không thèm quan tâm mà đi vào bên trong. Ha ha ha, Bí thư Vương, cậu thật sự thần tốc, tôi vừa rồi còn đánh cuộc với giám đốc Ngụy, anh ấy nói ít nhất là 1 giờ, tôi nói ít nhất là nửa giờ sau cậu sẽ đến, cậu xem, không phải là tôi thắng sao. Một tiếng cười lớn vang lên. Chu Ái Quân tiến ra đón chào.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Chu Ái Quân mà cười ha hả nói. Anh triệu hoán thì tôi đã chạy vội đến đây, anh xem, thậm chí vã hết mồ hôi rồi đây này. Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa tay với Chu Ái Quân. Vương Tử Quân nói như vậy làm cho Chu Ái Quân cảm thấy rất có mặt mũi, trước mặt Ti Vương Tử Quân vẫn là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, nhưng sau vài tháng rèn luyện thì địa vị của hắn dần tăng, một vài người trong huyện còn sắp xếp hắn vào hàng ngũ những cán bộ chính khoa làm nhân tuyển cho chức vụ phó huyện. Chu Ái Quân tuy vẫn chỉ là một vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự, nhưng đối với người trong quan trường thì không đáng là gì, đến lúc này ngay cả cấp phó khoa cũng không có. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ. Chu Ái Quân càng tỏ ra nhiệt tình với Vương Tử Quân, hai bên nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó đi đến sảnh khách quý. Không đợi hai người đẩy cửa bước vào, Ngụy Hiểu Kim với gương mặt tràn đầy nụ cười từ bên trong đi ra, hắn duỗi hai tay bắt chặt tay Vương Tử Quân, trong miệng cười nói. Bí thư Vương, nhiều ngày không gặp, phong thái của anh càng lúc càng mạnh mẽ, thật sự khó thể sánh bằng. Đối với Ngụy Hiểu Kim thì Vương Tử Quân có chút phản cảm nhưng ngoài miệng hắn vẫn khách khí nói. Giám đốc Ngụy mới là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, thật sự là ông chủ đích thực. Vương Tử Quân nói rồi đi vào trong phòng khách quý, đây là gian phòng lớn nhất ở quán ăn Giang Viên, trên tường có một bức tranh hoa mẫu đơn cực lớn, hoa mẫu đơn nở rộ có ý nghĩa phú quý phát tài. Chiếc bàn tròn ở giữa phòng có thể ngồi được vài chục người, nhưng lúc này quanh bàn chỉ có 3 chiếc ghế, dưới sự mời chào ân cần của Ngụy Hiểu Kim và Chu Ái Quân, Vương Tử Quân đi xuống ngồi vào vị trí chủ tịch. Bốp! Bốp, bốp. Ngụy Hiểu Kim khẽ đập tay lên bàn 3 cái, 4 nhân viên phục vụ mặc sườn xám đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài bắt đầu tiến vào trong phòng, trên tay mỗi người là một khay mạ vàng tinh xảo, chỉ sau khoảnh khắc đã có 8 món thức ăn được bày trước mặt mọi người. Quán ăn Giang Viên này tuy là đệ nhất ở huyện Hồng Bắc nhưng nếu nói ra thì hương vị cũng chỉ là bình thường, có những món so ra còn kém so với những thứ bán ngoài lề đường. Khi tôi mời Bí Thư Vương uống rượu thì cũng mất một phen tự định giá. Cuối cùng cũng chỉ có thể chọn quán ăn Giang Viên, thế cho nên kính xin Bí Thư Vương cũng đừng cảm thấy uất ức. Ngụy Hiểu Kim ở huyện Hồng Bắc cũng xem như là một thành viên con nhà quan, bình thường cũng là một con cua bỏ ngang, cũng rất kiêu ngạo. Nhưng hắn là một người làm ăn, hắn so ra lại có thêm vài phần khôn khéo so với đám con nhà quan khác, nếu gặp phải những người cần đầu tư thì hắn có biểu hiện cực kỳ không tầm thường. Vương Tử Quân nở nụ cười từ chối cho ý kiến, cũng không tiếp nhận câu chuyện của Ngụy Hiểu Kim. Nhưng trong lòng càng thêm đề phòng với Ngụy Hiểu Kim. Lúc này Ngụy Hiểu Kim cũng không sử dụng hai loại rượu thường lưu hành là Mao Đài và Ngũ Lương, mà là một chai rượu Giang Châu có vẻ rất cổ xưa. Bí thư Vương, con người của tôi có hai sở thích lớn, ngoài kết giao bằng hữu thì chính là uống rượu. Rất vui khi gặp lại Bí thư Vương, chúng ta cùng nâng ly vì tình hữu nghị. Ngụy Hiểu Kim nâng ly rượu rồi dùng giọng hào sảng nói. Người này vừa ngồi lên bàn rượu. Vừa rót rượu ra ly thì đã xưng anh em, Vương Tử Quân tất nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt Ngụy Hiểu Kim, tuy trong lòng cũng không có quá nhiều hảo cảm nhưng vẫn khẽ nâng ly lên cùng uống cạn sạch với hai người Chu Ái Quân. Bí thư Vương, nói thật, trong số quan viên chính quyền ở huyện Hồng Bắc, tôi thật sự rất bội phục anh. Trong mắt tôi thì anh mới thật sự là cán bộ có bản lĩnh nhất huyện Hồng Bắc này. Ngụy Hiểu Kim vừa gắp một miếng thức ăn vừa cao giọng nói. Trước kia tôi vốn đã không vừa mắt tên tiểu tử Dương Vân Binh, nhưng tôi vẫn không có biện pháp gì với hắn ta, tuy hắn ngang ngược nhưng vẫn ngồi vững vàng trên chiếc ghế kia. Bây giờ ông trời thật sự giúp tôi, sau khi hắn ta đắc tội với anh, bây giờ thì thế nào? Hi hi, là một vị khoa viên chủ nhiệm của phòng nông nghiệp, không ném vào nhà giam thì may mắn lắm rồi. Vương Tử Quân đã không còn chú ý đến sự kiện Dương Vân Binh trước đó, nhưng lúc này Ngụy Hiểu Kim nhắc lại chuyện cũ, đơn giản là muốn nịnh nọt mình. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, trong miệng cũng không khỏi cảm thán. Ôi, người trong quan trường thì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Ủy ban Kỷ luật Thị ủy điều tra trưởng phòng Dương Vân Binh, ai cũng không cứu được. Không phải có câu nói, mỗi người là một cục gạch trên bức tường, đấm vào ai thì kẻ đấy không may sao. Là một trưởng phòng tài chính nhưng bị điều đến phòng nông nghiệp nhận một chức vụ hữu danh vô thực, nhiều ít cũng có chút thiệt thòi. Vương Tử Quân nói lời đồng tình làm cho Ngụy Hiểu Kim chợt giật mình. Nhưng hắn cũng thầm hiểu, thầm hận chính mình lắm mồm, ai nói Dương Vân Binh không may khi đắc tội với Bí Thư Vương. Có chứng cứ gì sao? Ai có thể chứng minh? Chu Ái Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy thì thầm cảm thán, Vương Tử Quân này lòng dạ quá sâu, rõ ràng ra tay với Dương Vân Binh nhưng lại tỏ ra như vô tội. Ngụy Hiểu Kim thầm hận mình đã làm sai, vẻ mặt có chút xấu hổ,
cũng may còn có Chu Ái Quân làm sinh động bầu không khí, thế cho nên bầu không khí trên bàn rượu mới xem như có chút hòa hợp. Bí thư Vương, tôi biết anh uống rượu cũng có lượng nhất định, hưng ly rượu này dù thế nào anh cũng phải uống, đây không phải là rượu thường, cái này để ăn mừng anh Chu trở thành ủy viên đảng ủy của Cục Công an. Chúng ta nâng ly, chúc mừng. Ngụy Hiểu Kim nói rồi nâng ly rượu lên. Chu Ái Quân nghe được những lời của Ngụy Hiểu Kim thì vẻ mặt càng thêm sáng lạn, hắn vội vàng nâng ly lên nói. Chuyện này còn chưa quá rõ ràng, Hiểu Kim, cậu cũng đừng nói chúc mừng, nếu sự việc truyền ra sẽ làm người ta chê cười. Nếu nói muốn chúc mừng, tôi không bằng chúc mừng Cục trưởng Ngụy, không, phải là Bí thư Ngụy, Cục trưởng Ngụy bây giờ sẽ trở thành một vị Cục trưởng Cục Công an đầu tiên tiến lên nắm chức Bí thư Tư pháp. Chu Ái Quân nói coi như tiết lộ hai tin tức, một là thông tin Chu Ái Quân tiến lên làm ủy viên đảng ủy khối Cục Công an còn chưa công bố, nhưng xem như cũng là việc sắp được chứng thực, hai là bố của Ngụy Hiểu Kim sẽ tiến lên một bước, sẽ là Bí thư Ủy ban Tư pháp kiêm Cục trưởng Cục Công an. Trước kia chức vụ Bí thư Ủy ban Tư pháp luôn do Bí thư Hồng kiêm nhiệm, bây giờ xem ra phải tách ra làm hai. Ngụy Hiểu Kim có vẻ rất hưng phấn vì sự kiện bố mình sắp tiến vào hàng ngũ lãnh đạo huyện, hắn cười hì hì nâng ly rượu lên nói. Ha ha ha, cùng vui, anh Chu cũng không nên quá mức khiêm tốn, tôi nghe bố nói sự kiện ủy viên đảng ủy khối Cục Công an đã được đăng báo, chỉ chờ văn kiện của huyện. Anh cứ yên tâm, phòng tổ chức huyện ủy cũng không có vấn đề gì. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không thể tỏ ra mất hứng với chuyện vui của hai người Chu Ái Quân và Ngụy Hiểu Kim, thế là hắn mỉm cười nâng ly cạn sạch với bọn họ. Vì tửu lượng của Vương Tử Quân không tính là cao, thế cho nên sau khi uống được vài ly thì sau đó là sóng yên biển lặng, ba người đều nói về những chuyện lý thú trong huyện, cũng xem như vui vẻ hòa thuận. Sau ba lượt rượu thì gương mặt Ngụy Hiểu Kim đã có hơi đỏ, cặp mắt sáng ngời có thần lại càng thêm rực sáng. Bí thư Vương, tôi chỉ sợ cả đời này sẽ không phát triển trên đường làm quan, dù sao thì con người của tôi tôn trọng tự do, chịu không được những ước thúc trên quan trường. Tôi chỉ thích phát tài, hơn nữa thích cùng bạn bè của mình phát tài. Ngụy Hiểu Kim vừa mở miệng thì Vương Tử Quân biết có chuyện gì xảy ra, hắn nâng ly rượu lên nói. Kinh nghiệm khai sáng sự nghiệp của Giám đốc Ngụy, tôi ở xã Tây Hà Tử cũng nghe được rất nhiều, bây giờ Giám đốc Ngụy đã là một nhân vật nổi tiếng của huyện Hồng Bắc chúng ta. Rượu gặp chi kỷ ngàn ly vẫn thiếu, tôi thấy sau này chúng ta có cơ hội nên uống thêm nhiều hơn, hôm nay tôi còn có chuyện khác, uống một ly này nữa thì chúng ta xem như kết thúc. Thấy Vương Tử Quân biểu hiện như gần như xa với mình. Trong mắt Ngụy Hiểu Kim chợt lóe lên luồng sáng mạnh, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn càng sáng lạn, hắn dùng giọng trêu tức nói. Bí thư Vương, có chuyện gì còn quan trọng hơn tình huống chúng ta ngồi ôn chuyện với nhau, có phải là người đẹp nào đang chờ anh sao? Chu Ái Quân là một đại đội trưởng cảnh sát hình sự, bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện không phải là nhỏ, lúc này thấy hai người kia cười cười nói nhìn có vẻ rất vui nhưng thực chất thì không mấy phối hợp, hắn lập tức lên tiếng chặn lại. Bí thư Vương. Với điều kiện của cậu thì các cô em xinh đẹp cũng phải xếp thành hàng, điều này cũng xem như hợp lý. Ôi, tuổi trẻ luôn là tốt, không giống như tôi, mỗi ngày đều bị vợ nhìn vào chằm chằm, đừng nói là có người đẹp chờ đợi, ngay cả bà cô chờ đợi cũng không dám đi. Chu Ái Quân nói lời vui đùa làm cho hai người Vương Tử Quân cười lên ha hả, bầu không khí hơi lạnh lúc vừa rồi đã hòa hoãn trở lại. Sau khi ba người nâng ly lên uống cạn thì Vương Tử Quân đặt ly xuống và dùng giọng kiên quyết nói. Không được, tôi đã uống khá nhiều, nếu tiếp tục thì không thể chịu đựng được nữa. Giọng nói của Vương Tử Quân thật sự rất chân thật đáng tin. Được, không uống thì chúng ta ngồi nói chuyện phiếm một lát. Bí thư Vương, lần này mời anh uống rượu một là vì chúc mừng anh Quân, hai là anh em có chuyện cần nhờ, muốn phiền Bí thư Vương giúp cho một việc. Ngụy Hiểu Kim vừa thấy bộ dạng muốn bỏ đi của Vương Tử Quân, hắn giống như không nói là không được, vì vậy trầm giọng lên tiếng. Những gì nên tới sẽ tới, Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm, hắn nở nụ cười sáng lạn nói. Với quan hệ của Giám đốc Ngụy ở huyện Hồng Bắc, còn có chuyện gì cần tôi hỗ trợ? Anh cũng không nên sơn son thiếp vàng lên mặt tôi như vậy. Bí thư Vương, tôi cũng không đi đường vòng với anh, là thế này, tôi nghĩ muốn tiếp nhận công trình cải tạo 20 điểm trường tiểu học trong xã Tây Hà Tử, tất nhiên tôi cũng chẳng tiếp nhận không, tôi nhận thầu công trình và sẽ chuyển cho Bí thư Vương hoa hồng 10%. Ngụy Hiểu Kim gấp gáp cũng không nói đường vòng với Vương Tử Quân, hắn đơn giản và dứt khoát nói rõ mục đích. Vương Tử Quân không hiểu về công trình xây dựng nhưng hắn biết trong đó có nhiều không gian lợi nhuận. Ngân sách dành để sửa chữa 20 điểm trường là không nhỏ,
nhưng nếu từng bước xây dựng thì sợ rằng lợi nhuận chỉ là 10 phần. Bây giờ Ngụy Hiểu Kim mở miệng là muốn cho mình hoa hồng 10%, vậy nếu làm công trình đúng bản chất sẽ không có lời. Người làm kinh doanh có một quy củ, không lợi không làm, Ngụy Hiểu Kim này cũng không phải thánh nhân. Theo những gì Vương Tử Quân hiểu về Ngụy Hiểu Kim, người này chỉ sợ nhận được công trình sẽ chuyển ra ngoài, công trình bị chuyển qua vài lượt như vậy cũng không biết sẽ bị bóc ra bao nhiêu lớp da. Dưới tình huống như vậy thì chất lượng công trình nào có thể đảm bảo? Chỉ sợ đó là một công trình bã đậu, đồng thời công trình bã đậu như vậy sẽ được ra lò ngay vào lúc này. Giám đốc Ngụy muốn tham gia xây dựng giúp đỡ xã Tây Hà Tử, tôi thật sự giơ hai tay hoan nghênh, còn phương diện hoa hồng, anh em nói chuyện với nhau không nói đến tiếp, nếu không sẽ tổn thương cảm tình. Vương Tử Quân nói xong thì vẻ Ngụy Hiểu Kim có chút vui vẻ. Thế này đi, anh đi tìm Chủ tịch Triệu, hội nghị ban ngành của xã chúng tôi đã nghiên cứu và quyết định giao hạng mục này cho Chủ tịch Triệu phụ trách. Tôi tin tưởng dù đấu giá công khai thì giám đốc Ngụy cũng sẽ đỗ trạng nguyên. Đấu giá công khai. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng Vương Tử Quân thì vẻ mặt vui mừng của Ngụy Hiểu Kim nhanh chóng biến thành âm trầm, mãi đến bây giờ thì hắn mới biết Vương Tử Quân có ý này. Bắt mình tham gia đấu giá công khai, còn bà nó mình chẳng có cái quái gì ra hồn, lấy gì đi trả giá. Ngụy Hiểu Kim nhìn gương mặt điềm nhiên như không của Vương Tử Quân, một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng. Bí thư Vương, anh Vương, bây giờ anh em có chuyện cầu cạnh, thế nào, chẳng lẽ chút mặt mũi cũng không cho sao? Âm thanh của Ngụy Hiểu Kim có chút lạnh lùng. Vương Tử Quân tất nhiên nghe ra chút uy hiếp trong lời nói của Ngụy Hiểu Kim, hắn cười nhạt một tiếng, giống như không nghe và hiểu ý của đối phương. Giám đốc Ngụy, giao tình thì giao tình, công sự là công sự, hai chuyện này rất khác nhau và mong anh đừng gộp lại làm một. Nhiều bạn sẽ có thêm nhiều đường đi, bí thư Vương nói như vậy thì không xem tôi là bạn sao? Ngụy Hiểu Kim nói rồi đứng lên khỏi ghế. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có vẻ thở hổn hển của Ngụy Hiểu Kim, trong lòng hạ thấp đánh giá về đối phương xuống vài phần. Vương Tử Quân vẫn ngồi yên trên vị trí của mình, hắn dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Nhiều bạn có thêm nhiều hướng đi, lời này thật sự không sai, nhưng cũng không phải mỗi hướng đi đều tốt đẹp, chỉ sợ tôi làm thỏa mãn lòng anh thì con đường kia sẽ là ngõ cụt. Xin đa tạ giám đốc Ngụy đã nhiệt tình khoản đãi, lúc này tôi còn có việc, xin đi trước. Khi Vương Tử Quân nói đến hai từ ngõ cụt thì vẻ mặt Ngụy Hiểu Kim có chút khó coi, trong mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng. Cặp mắt của Vương Tử Quân cũng lạnh như băng, đối với những loại người chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm đến mạng sống của học sinh, hắn thật sự không bao giờ phối hợp. Ha ha ha, Bí Thư Vương nói rất hay. Anh Chu, anh nói xem Bí Thư Vương có phải là một người ép người ta vào ngõ cụt không? Ngụy Hiểu Kim nổi giận, hắn đặt mông xuống, uống cạn một ly rượu rồi dùng giọng oán hận nói. Chu Ái Quân thấy Vương Tử Quân và Ngụy Hiểu Kim lên tiếng ồn ào, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để điều đình, lại không ngờ Ngụy Hiểu Kim đã đẩy vấn đề lên người mình. Khoảnh khắc này một Chu Ái Quân mẫn cảm đã hiểu, mình sẽ phải lựa chọn, một đầu là Vương Tử Quân, đầu bên kia là Ngụy Hiểu Kim. Thật lòng thì Chu Ái Quân không muốn đắc tội với Ngụy Hiểu Kim, nhưng Vương Tử Quân dù thế nào cũng có ân với hắn, hắn cắn môi và cuối cùng trầm giọng nói. Hiểu Kim, tôi thấy Bí Thư Vương không phải loại người như vậy, cậu ấy không phải loại người ép kẻ khác đi vào tuyệt lộ. Âm thanh của Chu Ái Quân không cao nhưng cũng rất kiên định. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa vì sao Ngụy Hiểu Kim lại ép Chu Ái Quân lên tiếng, nhưng hắn cũng thật sự không quan tâm, mãi đến khi Chu Ái Quân nói hết lời thì hắn mới khẽ gật đầu. Chu Ái Quân cũng không biết rằng những lời nói của mình vào lúc này đã thật sự làm cho Vương Tử Quân coi mình là một người bạn chân chính. Vương Tử Quân thấy bạn bè có nhiều loại, trước kia hắn và Chu Ái Quân tuy có giao tình nhưng chỉ dừng lại trên bàn nhậu mà thôi, bây giờ Chu Ái Quân đứng trên lập trường để nói ra những lời này, thật sự làm hắn cảm thấy tán thành. Anh Chu, tôi nghe không hiểu, anh có thể lặp lại một lần nữa không? Vẻ mặt Ngụy Hiểu Kim càng trở nên lạnh lùng, giọng điệu tất nhiên cũng giống như băng. Chu Ái Quân biết hậu quả khi mình nói tiếp, nhưng hắn cũng có nguyên tắc của mình. Đối mặt với ánh mắt ép người của Ngụy Hiểu Kim, Chu Ái Quân suy nghĩ một lát, cuối cùng kiên quyết gật đầu nói. Hiểu Kim, tôi nói, Bí Thư Vương không phải không muốn giúp cậu, nhưng cậu ấy cũng có nguyên tắc riêng. Được, nếu anh Chu đã nói như vậy, vậy anh cứ đi theo Bí Thư Vương. Anh Chu, tôi sẽ dùng sự thật để chứng minh tất cả. Ngụy Hiểu Kim vừa nói vừa đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Bí Thư Vương, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy,
giơ tay lên thì mọi người cùng đi, có đôi khi cắt đứt đường đi dù là với ai cũng rất khó coi. Ngụy Hiểu Kim vứt ra những lời này thì nghênh ngang bỏ đi, đối phương còn chưa đi xa thì âm thanh của Vương Tử Quân từ phía sau cũng truyền đến. Tôi cũng muốn xem anh làm thế nào. Sau khi Ngụy Hiểu Kim nổi giận bỏ đi, Chu Ái Quân lại ngồi xuống, hắn nâng ly rượu lên làm một hơi cạn sạch. Vương Tử Quân cũng nhấc chai rượu lên rót cho mình một ly, sau đó cùng ly với Chu Ái Quân rồi nói. Anh yên tâm, tất cả đã có tôi. Vương Tử Quân hiểu rõ Chu Ái Quân đang lo lắng về điều gì, Ngụy Hiểu Kim chính là con của lãnh đạo trực tiếp của Chu Ái Quân, nếu đắc tội với người này, đối với Chu Ái Quân thì không phải chuyện gì tốt. Không có gì, lẽ ra phải xin lỗi cậu, Ngụy Hiểu Kim này nói tôi hẹn cậu dùng cơm, tôi căn bản cũng không biết đối phương có ý nghĩ như vậy. Cầu Giang Duyên là do Ngụy Hiểu Kim xây dựng, mới sử dụng chưa được bao lâu đã có vết rạn nứt, bây giờ tu sửa trường học cũng không phải chuyện nhỏ, nếu cậu có đồng ý thì tôi cũng đứng ra ngăn cản. Chu Ái Quân tranh thủ giải thích với Vương Tử Quân gật gật đầu mà không nói gì. Đường nối liền từ huyện Hồng Bắc đến thành phố Giang Thị đã trải qua nhiều năm mưa gió, tình hình giao thông càng hỏng bét, đoạn đường sóc này làm cho Vương Tử Quân mệt mỏi dã rời. Sau khi đi xuống bến xe, Vương Tử Quân bắt một chiếc taxi chạy như bay về nhà. Lần này Vương Tử Quân trở về chủ yếu là ăn mừng sinh nhật bố, tất nhiên cũng thuận tiện làm thân mật mối quan hệ giữa mình và Bí Thư Lâm. Dù một vị cán bộ xã như hắn chẳng là gì cả, nhưng xuất hiện nhiều trước mặt lãnh đạo thì sau này mới có lợi. Tương lai sau này của Lâm Trạch Viễn không thể nghi ngờ là cực kỳ rộng lớn, bây giờ Vương Tử Quân đã rơi vào trong mắt của Lâm Trạch Viễn, nếu như có thể nắm bắt cơ hội này. Như thế con đường về sau sẽ ngày càng rộng rãi thênh thang. Vương Tử Quân thầm nghĩ, dù sau lưng mình còn có Vương gia trèo trống, nhưng nếu chỉ dựa vào ảnh hưởng của ông nội, tối đa cũng chỉ có thể lăn lộn ở tỉnh Chiết Giang mà thôi. Khi xã Tây Hà Tử dần thay đổi dưới sự khống chế của Vương Tử Quân, ý nghĩ thay đổi cuộc đời mình, thay đổi quỹ tích và vận mệnh của gia tộc đã dần phai nhạt, một ý nghĩ càng lớn bùng lên trong lòng hắn. Sao vậy? Sao không chạy nữa? Vương Tử Quân đang nghĩ nên đến nhà Lâm Trạch Viễn vào lúc nào, đúng lúc xe taxi dừng lại. À, kẹt xe. Tài xế hơn 30 tuổi quay đầu nhìn Vương Tử Quân rồi cười nói. Kẹt xe. Vương Tử Quân thật sự không tin được, nếu nói 20 năm sau tình huống giao thông ở Giang Thị rơi vào trạng thái tê liệt thì hắn sẽ tin, nhưng bây giờ lại kẹt xe, hắn thật sự cảm thấy khó tưởng, vì toàn bộ Giang Thị bây giờ có bao nhiêu xe. Lái xe nhìn gương mặt nghi hoặc của Vương Tử Quân. Hắn cười khổ giải thích. Bọn họ tụ tập đến nơi này mua cổ phiếu, nghe nói giá cổ phiếu bây giờ tăng rất mạnh. Cổ phiếu? Vương Tử Quân thầm giật mình, một trí nhớ kiếp trước chợt hiện ra trong đầu, khi ký ức này càng thêm rõ ràng thì hắn càng động tâm. Lúc này thị trường chứng khoán của thành phố Giang Thị mới bắt đầu, tuy cực kỳ nguyên thủy nhưng ngay sau đó sẽ đến thời điểm thủy triều điên cuồng, tuy thời điểm thủy triều này giống như hoa sớm nở tối tàn nhưng ít nhất thì quá trình này sẽ không thể thiếu. Kiếp trước hắn có một người bạn vì vượt qua giai đoạn thủy triều này mà cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc. Khi đó giao dịch ở thị trường chứng khoán còn chưa quá nghiêm khắc, dù là cán bộ lãnh đạo cũng có thể đầu tư cổ phiếu, Vương Tử Quân trọng sinh nếu bỏ qua ưu thế này để kiếm tiền thì cũng thật sự đáng tiếc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn có cảm giác ngồi không yên, vậy là nói với tên tài xế. Không cần đi lên phía trước, tôi xuống xe ở chỗ này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tài xế taxi, Vương Tử Quân đi vào trung tâm giao dịch chứng khoán Triệu Gia, hắn nhìn bảng niêm yết giá cổ phiếu bằng bảng đen nguyên thủy mà không nhịn được phải run lên. Công ty hóa chất Hoa Dã, đây không phải là công ty mà người bạn mình mua cổ phiếu và tìm được một món tiền lớn vào kiếp trước sao? Nghe hắn nói hình như cổ phiếu từ 1 tăng lên 30. Vương Tử Quân áp chế kích động, hắn đi đến tấm bảng đen để xem xét, ngay sau đó hắn chợt cảm thấy hít thở khó khăn. Giá cổ phiếu chỉ có 2 đồng. Bây giờ giá cổ phiếu là 2 đồng, không phải còn cơ hội cho mình kiếm tiền sao? Vương Tử Quân cảm thấy máu huyết sôi trào, hắn phát hiện ra một sự thật, cơ hội phát tài đã đến. Khi trong đầu lóe lên ý nghĩ làm giàu, Vương Tử Quân đi đến nơi đăng ký mua cổ phiếu, lấy cho mình một số hiệu giao dịch. Nửa giờ sau Vương Tử Quân cầm 50 cổ phiếu trong tay mà không nhịn được phải nở nụ cười chế giễu chính mình. Hắn đã vui mừng quá mức. Chỉ bằng chút tiền trên người mà đòi mua cổ phiếu làm giàu sao? Vương Tử Quân tỉnh táo trở lại, chỉ sau khoảnh khắc hắn đã có một quyết định. Hắn nhìn con đường phía trước, nơi đó đang kẹt, hắn phất tay định bắt taxi, nhưng khi hắn vung tay mới phát hiện một vấn đề. Không có tiền,
chính mình không còn xu nào trong túi. Vương Tử Quân nhìn cố phiếu trong tay, nhìn vào bóp giống tuếch, hắn gãi gãi đầu rồi cười rộ lên, vừa rồi mình quá kích động mà dùng tiền mua cổ phiếu hết rồi. Cổ phiếu này là thứ tốt, nó sẽ sinh lời, nhưng vấn đề là bây giờ Vương Tử Quân không thể xem nó là tiền. Keng, keng, keng. Những tiếng xe đạp trong trẻo vang lên sau lưng, Vương Tử Quân nhìn sang, hắn thấy vài nữ sinh viên xinh đẹp đang chạy xe đạp qua sau lưng mình. Dĩnh Nhi, kịch bản bạn viết quá hay, đừng nói là Hạ Lục Phong tâm cao ý ngạo, tôi thấy ngay cả thầy Triệu cũng tỏ ra kinh ngạc, lần này chúng ta không giật được giải thưởng cũng khó. Bạn không nhìn xem Dĩnh Nhi là ai, Dĩnh Nhi là đại tài nữ của khoa chúng ta, hôm nay coi như bạn mời khách, cũng coi là chúc mừng sớm. Cậu đấy, chỉ biết ăn thôi, giảm béo đều là công việc sau khi ăn no. Những tiếng cười trong trẻo vang lên, Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt đang đạp xe như bay trên đường, mái tóc dài khẽ tung bay, càng bùng lên nét quyến rũ xinh đẹp. Tuy kịch bản không phải mình sửa nhưng sau khi nghe các bạn học khích lệ thì Lâm Dĩnh Nhi vẫn rất vui vẻ, trong lòng không kìm được mà nghĩ đến Vương Tử Quân với bộ dạng rất hiên ngang. Không biết bây giờ hắn đang làm gì, biết đâu đang tâm sự với bác trai nào đó ở dưới thôn xa xôi hẻo lánh. Lâm Dĩnh Nhi chợt lóe lên ý nghĩ, có lẽ nên sắp xếp cho Vương Tử Quân một công tác ở gần đây thì hay hơn, thế là trong lòng thầm vui mừng. Đúng lúc nàng có ý nghĩ kỳ quái, nàng chợt ngẩng đầu, sau đó hoảng hốt vì thấy chính Vương Tử Quân đang vẫy tay với mình. Lâm Dĩnh Nhi, Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân thấy Lâm Dĩnh Nhi thì giống như gặp được cứu tinh, hắn cũng mặc kệ những thứ gì khác, mượn chút tiền bắt xe về nhà rồi nói sau. Không phải là ảo giác đấy chứ, mình vừa nghĩ đến hắn, bây giờ hắn chợt xuất hiện sao? Vẻ mặt Lâm Dĩnh Nhi chợt đỏ bừng, chuyện này đúng là khó tin. Lâm Dĩnh Nhi cũng nhanh chóng dừng xe lại trước mặt Vương Tử Quân, nàng vui sướng hỏi. Vương Tử Quân, thật sự là anh sao? Vương Tử Quân cười nhạt, hắn mở miệng hỏi ngược lại. Không phải là tôi sao? Lâm Dĩnh Nhi nhìn sang đám bạn cùng đường về nhà với mình mà có chút ngượng ngùng, Vương Tử Quân thấy thế thì tranh thủ thời gian thành thật nói. Tất nhiên là tôi hôm nay về nhà. Anh vừa về thì tìm gặp Lâm Dĩnh Nhi, có phải anh có ý gì với cô ấy không? Một cô nữ xinh nhỏ nhắn xinh xắn cắt tóc ngắn thấy Vương Tử Quân tuấn tú lịch sự thì không đợi Lâm Dĩnh Nhi mở miệng mà trêu chọc ngay. Cô gái này tuy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại rất lung linh hấp dẫn, đặc biệt là bộ vị trước ngực, rất cao, làm cho người xem khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Vương Tử Quân nhìn sang cô gái giống như cây ớt kia mà thành thật trả lời. Không phải, tôi cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi quay sang hỏi Lâm Dĩnh Nhi lúc này đang đỏ mặt vì bị trêu chọc. Dĩnh Nhi, có mang tiền theo không? Nữ sinh viên vào thời điểm này còn không thoải mái và giải phóng như kiếp trước, tuy bọn họ có ước mơ lấy được Bạch Mã công tử nhưng khi đối mặt lại thường hay xấu hổ như vậy. Lâm Dĩnh Nhi cũng không ngoại lệ, lời nói của bạn bè như chọc vỡ tâm sự của nàng, lúc này nàng nghe thấy Vương Tử Quân hỏi thì chợt gật đầu theo bản năng. Cho tôi mượn trước 20 đồng, hi hi, quên không mang tiền nên tiêu hết rồi. Vương Tử Quân nở nụ cười không cho là đúng. Sau đó nhanh chóng đưa tay ra. Dù là bản thân Lâm Dĩnh Nhi hay những cô gái bạn học đều được một phen trợn mắt há mồm, ai cũng không ngờ chàng thanh niên cao lớn anh Tuấn kia lại tìm Dĩnh Nhi để vay tiền. Lâm Dĩnh Nhi chợt ngẩn ngơ, sau đó lấy bóp ra, đưa tiền cho Vương Tử Quân. Dĩnh Nhi, tôi sẽ trả lại cô sau. Lâm Dĩnh Nhi nghe thấy âm thanh của Vương Tử Quân còn lởn vởn bên tai, lại thấy chiếc taxi chạy đi như gió, nàng không khỏi cắn môi, thầm mắng. Đúng là, chỉ sau chốc lát xe đã đến siêu thị Quân Thành, Vương Tử Quân xuống xe, nhìn thấy siêu thị đầy khách ra vào, cảm giác vui sướng tự nhiên bùng phát. Tuy lúc này không phải thời điểm lưu lượng khách nhiều nhất, nhưng nhìn những hàng xe đạp sắp xếp trước cổng siêu thị, cũng đủ thấy siêu thị Quân Thành kinh doanh tốt như thế nào. Cái này cũng khó trách, dù sao nó cũng là siêu thị đầu tiên ở Giang Thị, giá cả lại rẻ, khách không nhiều mới là lạ. Xem ra Tần Hồng Cẩm này kinh doanh không tồi. Dù là buổi tối nhưng ánh sáng đèn đường và từ trong siêu thị hắt ra thật sự làm không gian bừng sáng như ban ngày, nhân viên siêu thị mặc áo màu xanh đang đi đi lại, thỉnh thoảng đứng lại giải thích cho khách hàng. Xem ra thái độ của nhân viên vẫn chưa tốt, khách hàng đến mua đồ, không phải đến nghe giảng giải, càng không muốn có người nhìn chằm chằm sau lưng. Sau này cần phải nói rõ cho nhân viên chú ý, ngoài lễ phép tối thiểu thì không được chủ động hỏi thăm điều gì với khách hàng. Nếu như khách hàng chỉ đến đây cho vui, anh chị cũng nên cho người ta cảm thấy thoải mái,
như vậy người ta sẽ thích, lần sau sẽ tiếp tục đến. Vương Tử Quân quan sát dòng người đi mua sắm, trong lòng thầm có tính toán, hắn cất bước về phía văn phòng. Bà kia, trộm cái gì vậy? Đúng lúc Vương Tử Quân lên lầu thì một tiếng quát lớn vang lên trong khu vực buôn bán. Siêu thị vốn đang náo nhiệt chợt trầm tĩnh, nhưng ngay sau đó đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Vương Tử Quân chợt ngây người, hắn cũng nhìn về phía bên kia, thấy ở ngoài quầy thu ngân, một viên bảo vệ đang giữ lấy một bà lão hơn 60, vẻ mặt đắc ý. Vương Tử Quân cũng đã gặp nhiều tình huống trộm vặt ở siêu thị, nhưng lúc này thấy bị bắt là một bà lão thì có hơi nhăn mày. Cậu nói gì vậy, tôi không trộm. Vẻ mặt bà cụ có chút kích động, hai tay nổi gân xanh muốn vùng ra, nhưng viên bảo vệ nào chịu bỏ qua. Không trộm thì là gì đây? Trên phiếu tính tiền chỉ ghi có 3 bịch muối, sao lại có những 5 bịch ở đây? Viên nhân viên bảo vệ kia quơ quơ bịch muối trong tay rồi nói. Hai bịch muối này là tặng phẩm khi mua dầu vừng. Bà cụ vừa nghe thấy đối phương nói như vậy thì có hơi sốt ruột, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng. Viên bảo vệ vừa nghe thấy như vậy thì ngây cả người, hắn tranh thủ thời gian nói với nhân viên thu ngân. Tiểu Trịnh, mua dầu vừng có khuyến mãi không? Đã từng có, nhưng đó là chuyện của 3 ngày trước. Nhân viên thu ngân có hơi trầm ngâm, sau đó dùng giọng chắc chắn nói. Viên bảo vệ kia lúc này khẽ cười nhạt nói. Bà lão, bà đã trộm rồi còn cố cãi, tôi nói cho bà biết, nếu không bồi thường gấp bội, cũng đừng trách tôi bắt nhốt bà để thị chúng. Tôi không trộm, tôi thật sự không trộm, rõ ràng còn khuyến mãi. Bà cụ nói mà nước mắt nước mũi cũng chảy cả xuống. Khóc cái gì, đã trộm còn cậy già lên mặt, chỉ cần là kẻ trộm thì sẽ bị đối đãi như nhau. Tên bảo vệ vừa vung vẫy bịch muối vừa mở miệng khiển trách. Tôi nói rồi, tôi không phải trộm, nếu cảnh sát đến, tôi cũng không trộm. Bà lão ngẩng đầu lên dùng giọng tức giận nói. Nhân chứng vật chứng đều có, bà còn nói gì nữa? Để tôi xem, có lẽ hai chai dầu mất này hôm trước cũng có liên quan đến bà. Tiểu Vương, Tiểu Triệu, các người đưa bà ấy đến cửa, để mọi người nhìn xem. Vương Tử Quân đứng ở bên cạnh chợt quát lên một tiếng. Đủ rồi, buông người ra. Khách hàng vừa nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì mở ra một lối đi, nhân viên an ninh kia thấy Vương Tử Quân, trong miệng không khỏi lầm bầm. Anh là ai, đến đây to mồm gây rối sao? Trước khi chưa điều tra rõ ràng thì cấm anh nói bà cụ này là ăn trộm, như vậy có phải là giải quyết quá võ đoán không? Vương Tử Quân nhìn viên bảo vệ rồi chậm giọng hỏi. Viên bảo vệ hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng giọng không nhanh nói. Không điều tra, ai nói tôi không điều tra? Bà ấy trộm cái gì không phải đã rõ ràng rồi sao? Mà khuyến mãi đã kết thúc từ 3 ngày trước rồi. Tên bảo vệ vừa nói vừa đưa mắt đánh giá Vương Tử Quân, sau đó lạnh lùng nói. Đừng nói anh là đồng lõa của bà ta nhé. Anh hãy đến vị trí khuyến mãi xem, đắp hoàn toàn thu lại giấy báo khuyến mãi chưa, cho dù bà lão cầm nhầm thì anh cũng không nên có thái độ này. Vương Tử Quân nói rồi vươn tay kéo bàn tay của tên bảo vệ ra khỏi tay của bà lão. Tiểu tử, tìm đánh sao? Viên nhân viên bảo vệ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến trước mắt bao người, thế là vung tay, quyết định đánh nhau với Vương Tử Quân. Chu Tử Chiêu, anh làm gì vậy? Một âm thanh trong trẻo vang lên, Tần Hồng Cẩm mặc một bộ trang phục công sở, lúc này nàng càng biểu hiện phong thái của một mỹ nhân, nàng vừa nói vừa từ trên lầu đi xuống. Tên bảo vệ gọi là Chu Tử Chiêu nghe được âm thanh của Tần Hồng Cẩm thì trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, hắn cung kính báo cáo. Giám đốc Tần, chúng tôi vừa bắt được một bà lão trộm đồ, bây giờ đang xử lý. Tần Hồng Cẩm nhìn thoáng qua bà lão, cặp lông mày chợt nhíu lại, nhưng khi ánh mắt nhìn đến người Vương Tử Quân, trong mắt lại lóe lên cái nhìn vui sướng. Tử Quân, anh đã trở lại. Tần Hồng Cẩm dùng giọng dịu dàng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Tần Hồng Cẩm, hắn dùng giọng thản nhiên nói. Bà lão kia nói rằng mình cầm nhầm hàng khuyến mãi, Hồng Cẩm, em đi thôi anh xem thế nào. Tần Hồng Cẩm khẽ gật đầu, sau đó nàng đi đến trước mặt bà lão. Bà à, chúng ta cùng đi xem một chút. Tên bảo vệ thấy giám đốc Tần của mình khách khí với người thanh niên kia thì thật sự kinh ngạc, dựa theo kinh nghiệm đối nhân xử thế nhiều năm của hắn, sợ rằng địa vị của người kia là rất cao. Tên bảo vệ nhìn bà lão, Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm đi ở phía trước, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất an. Khi đi đến quầy hàng xem xét, thấy trên kệ bán dầu vẫn còn dán nhãn khuyến mãi. Thế là tâm tình của tên bảo vệ kia nhanh chóng chìm xuống đáy cốc.
Chỉ sau nháy mắt Tần Hồng Cẩm đã hiểu có chuyện gì xảy ra, nàng cũng nhanh chóng nói với nhân viên phục vụ. Đi lấy một cái thẻ giảm giá 80%, cầm thêm một cái ga giường đến đây. Tần Hồng Cẩm vừa nói vừa đi đến trước mặt bà lão rồi dùng giọng chân thành nói. Bà à, những phiếu khuyến mãi này là nhân viên chúng cháu chưa kịp thu, vì vậy mà làm cho bà phải rơi vào hoàn cảnh này. Cháu đại biểu cho tất cả nhân viên công tác của siêu thị tặng cho bà một thẻ khách quý và một chiếc ga giường, đồng thời cũng xin lỗi và nhận lỗi. Tần Hồng Cẩm vừa nói vừa trịnh trọng cúi người với bà lão. Một tình huống phong ba được Tần Hồng Cẩm xử lý rất nhanh, sau đó thì không còn gì, bà cụ cầm thẻ khách quý và tấm ga giường rời khỏi siêu thị, khách hàng vây quanh cảm thấy rất hài lòng vì cách xử lý của Tần Hồng Cẩm, mọi người đều tản ra. Khi Chu Tử Chiêu thấy Tần Hồng Cẩm xin lỗi thì đã đứng ngồi không yên, hắn biết rõ lần này mình chọc vào đại họa. Nhưng lúc này Tần Hồng Cẩm không có tâm tư quan tâm đến hắn, tất cả tâm tư của nàng đều đặt lên người Vương Tử Quân. Chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi. Tần Hồng Cẩm vừa nói vừa rót một ly trà đặt xuống trước mặt Vương Tử Quân, nghe thấy mùi trà thì Vương Tử Quân đã cảm thấy say, ánh mắt nhìn về phía Tần Hồng Cẩm càng thêm ôn hòa. Thật sự thì Tần Hồng Cẩm cũng cảm thấy rất buồn bực, dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng có một nửa cổ phần của siêu thị này, nhưng hắn rất ít khi đến đây, mà mỗi lần đến đều sinh chuyện. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm bùng ra khí chất giỏi giang, hắn khẽ cười nói. Anh biết rõ đây chỉ là trùng hợp. Nhưng em có nhìn thấy những điểm còn chưa hoàn thiện không? Một lát nữa em sẽ phân phó xuống, tăng cường huấn luyện đối với nhân viên, đảm bảo khách hàng là thượng đế, đồng thời cũng sẽ khai trừ đội trưởng đội bảo vệ Chu Tử Chiêu. Tần Hồng Cẩm trầm ngâm rồi cho ra quyết đoán. Điều này cũng không cần, nếu em không giải quyết vấn đề từ căn bản, dù hôm nay em xử lý một Chu Tử Chiêu, còn có nhiều Chu Tử Chiêu nữa sẽ xuất hiện. Trước mắt là chúng ta cần tìm phương hướng giải quyết vấn đề này từ căn bản. Vương Tử Quân nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nói. Giải quyết từ căn bản, vẻ mặt Tần Hồng Cẩm chợt có chút ngưng trọng, nàng chậm rãi ngồi xuống rồi khẽ hỏi. Anh muốn giải quyết thế nào? Hồng Cẩm, em có ý nghĩ gì với những phát triển sau này không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Tần Hồng Cẩm, sau đó khẽ hỏi. Em đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy thành phố Giang Thị lớn thế này, chúng ta chỉ có một siêu thị tất nhiên sẽ khó thể nào bao phủ hết được. Em nghĩ dứt khoát nên mở hai nhà, thống nhất kinh doanh, có thể lũng đoạn thị trường bán lẻ ở thành phố Giang Thị. Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì khẽ cau mày. Bây giờ nghe nói ở phía đường Hồng Kỳ cũng mở một siêu thị. Tần Hồng Cẩm với phong tư yểu điệu, cực kỳ xuất chúng, hơn nữa lúc này tập trung tinh thần suy xét vấn đề thì ánh mắt rất chuyên chú, làm cho người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Vương Tử Quân đứng ở khoảng cách gần nhìn nàng, chỉ cảm thấy người nàng rất thơm, lúc bắt đầu còn không biết. Một lát sau đã cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, trong lòng bùng sóng, một bản năng sinh lý chậm rãi xuất hiện ở tận nơi hẻo lánh trong cơ thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.